Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 121, tranh nhau chen lấn. Ta bảo ngươi trả lời vấn đề, tìm ra chỗ thiếu hụt khi luyện chế khuyết mạch đan của ta, ngươi lại mắng tiểu thiếp của ta chẳng ra gì, ngươi có ý gì? Dù là công phu hàm dưỡng của Lâm Mộ Tốt cũng có chút không cao hứng. Không những hắn trầm mặt xuống mà vẻ mặt những người khác cũng trở nên quái lạ. Lại sao nữa vậy? Làm sao vừa mới nói đã thành mắng người rồi? Lâm Đan sư không cần phải suốt ruột. Dường như Trương Huyền đã đoán ra phản ứng của đối phương, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhìn sang. Gần đây có phải Đan sư mỗi ngày đều khổ cực cày cấy, thậm chí ban ngày cũng không ngừng hay không? Ưm, ừ. nghe được đối phương hỏi như vậy, Lâm Mộ hơi đỏ mặt, có chút lúng túng nói. Ta vừa mới nạp tiểu thiếp, khả năng, khả năng có chút cực khổ. Lão phu ít vợ, hơn nữa còn cưới một thiếu nữ xinh đẹp chưa tới 18 tự nhiên lâm mộ sủng ái có thừa hận không thể mỗi ngày ở lì trên giường ha ha lâm đan sư không nghĩ tới ngươi lại tốt cái này đến thế quả nhiên là càng già càng dẻo dai già rồi còn hơn thiếu niên đó lợi hại khiến cho ta khâm phục audio điện tử võ tấn bền những luyện đan sư khác nghe thấy hai người đối thoại như vậy cũng không nhịn được phải nở nụ cười nạp tiểu thiếp chỉ cần là nam nhân đều sẽ làm chuyện kia, thu nhận một tiểu thiếp không đủ 18, ngày ngày cày cấy, ngày đêm không ngừng. Vị lâm đan sư này cũng quá có hứng thú với chuyện này đấy. Nghe thấy tiếng cười của rất nhiều lão hiếu, lâm mộ đan sư rất lúng túng, nhìn về phía Trương Huyền nói. Chuyện này, có lẽ sẽ không có gì không ổn nha. Nam nữ giao hòa, vu sơn mây mưa, chỉ là điều hòa âm dương, lại thêm tu vi hắn đã đạt đến tích huyệt cảnh, coi như một ngày mấy lần cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Không nói tới hắn, người bình thường mỗi ngày mấy lần cũng không tính là chuyện gì lớn. Nếu chỉ đơn thuần là cái này quả thực không có gì mà không thích hợp, nhưng... Vì một số chỗ hung mãnh hơn một ít, có phải lâm đan sư đã dùng một chút đan dược không nên dùng hay không? Trương Huyền nói, chuyện này, trong lòng lâm mộ giật thoát một cái. Đối phương không sai, tuy rằng thực lực của hắn không kém, nhưng trung quy tuổi tác là thực, cơ năng sinh lý cũng không được mạnh bằng lúc trước vì muốn chăm sóc vị tiểu thiếp này tốt hơn cho nên thời gian gần đây hắn có dùng một chút đan dược như vậy những dược vật này hẳn là do vị tiểu thiếp này của ngươi khuyên ngươi dùng à trương huyền tiếp tục nói cái này đúng vậy lâm mộ gật đầu làm luyện đan sư đương nhiên hắn biết là dược sẽ có ba phần độc không thể đơn giản dùng thế nhưng hắn không chịu nổi vị tiểu thiếp này triền miên không còn cách nào khác đành phải dùng mà đan dược cũng do đối phương cung cấp, sau khi uống quả nhiên như hổ như sói, uy lực vô song, khiến cho hắn còn hưng phấn rất lâu. Thủ pháp, trình tự luyện đan của ngươi, mỗi một phương diện đều không tồi, thế nhưng lại không thành khuyết mạch đan. Trương Huyền chắp hai tay ra sau lưng, đi quanh lâm mộ đan sư một vòng, không tiếp tục truy cứu để tài tiểu thiếp của hắn nữa mà tiếp tục nói đến luyện đan. Ta nhìn một chút, vừa mới bắt đầu cũng không tìm ra được nguyên nhân, trong lúc đang nghi ngờ, có phải là lò luyện đan đó vấn đề hay không thì đột nhiên nghĩ đến ghi chép bên trên một quyển sách. Quyển sách này gọi là thành đan tiểu tích là thứ do tiền bối mục dương luyện đan sư tam phẩm để lại. Ở ngay bên trong tàng thư khố sơ đẳng, bên trên viết mấy trăm loại nguyên do không có cách nào thành đan, trong đó có một nguyên nhân. Đó là bản thân thiếu tinh khí, không đủ như ban đầu. Cho nên dù thủ pháp không thiếu sót thì cũng đan dược khó thành. Y tứ rất đơn giản là nói tinh khí của bị bản thân hao tổn. Rất khó viên mãn, lúc này cho dù thủ pháp đúng thì cũng rất khó thành đan được. Mà cái gọi là thành đan chính là huyết mạch đan, sau khi nghĩ tới những chuyện này cho nên ta mới đến trước mặt ngươi, quả nhiên đã ngửi được một chút mùi thơm cơ thể và mùi son đặc hữu của nữ nhân trẻ ở trên người của ngươi. Vì vậy mới hỏi dò chuyện tiểu thiếp, kỳ thực chỉ nạp một tiểu thiếp, ngày đêm vất vả cũng không đến mức tinh khí hao tổn, đan dược khó thành, quan trọng là ngươi đã làm tổn thương tới căn bản. Tổn thương tới căn bản Lâm mộ sướng sờ. Không sai, người có căn bản, mệt mỏi là điểm xấu, chỉ cần là luyện đan sư chắc hẳn đều đã nghe nói qua. Người ngày đêm cày cấy, dựa vào thực lực võ giả lục trọng tích huyệt cảnh, quả thực không tính là gì. Chỉ cần điều tức nửa ngày là có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng quan trọng là ngươi không nên phục dụng đan dược đại bổ mà nàng đưa cho ngươi. Những dược vật này, kỳ thực là một loại độc vật kích động tinh thần, khiến cho ngươi xuất hiện cảm giác mơ hồ, dùng trong thời gian ngắn, quả thực có thể khiến cho ngươi long tinh hổ mãnh chiến lực vô tận. Thế nhưng độc tính cũng theo đó mà di chuyển toàn thân, tổn thương tới căn bản. Nương theo thời gian trôi qua, thân thể sẽ càng ngày càng yếu, cho đến chết. Mà từ bề ngoài xem ra giống như giả dạ yếu bình thường, không có một chút khác biệt nào. Coi như luyện đan sư cao minh đến đâu cũng không nhìn ra được. Nếu như ta không nhìn sai, nếu như ngươi tiếp tục dùng như vậy, nửa năm sau sẽ giả thêm một vòng, trong vòng một năm chắc chắn sẽ phải chết, dù là thần tiên cũng khó cứu. Khuếch mạch đan có thể mở mang kinh mạch của người tu luyện, là một loại đan dược đại bổ, căn bản của ngươi đã hao tổn, tinh, khí, thần cũng không thể tập trung. Luyện chế loại đan dược này đương nhiên sẽ không đáng kể, không thành công cũng là chuyện rất bình thường. Trương Huyền nói đến đây, dừng lại một chút rồi lại nói. Loại dược vật này ngay cả luyện đan sư như ngươi cũng có thể giấu giếm được, nhất định quý giá không gì sánh được, nếu như ta nói vị tiểu thiếp này của ngươi không biết chuyện, ta cũng cảm thấy khó có thể tự bào chữa, vì lẽ đó, cho nên lúc nãy ta mới nói nàng chẳng ra gì, nếu như có mạo phạm, kính xin xem xét. Chuyện này, chuyện này, thân thể lâm mộ chấn động, liên tục lùi lại mấy bước. Đối phương nói một phen, hợp tình hợp lý, lập luận sắc xảo, dường như đã tận mắt nhìn thấy. Dùng dược vật tiểu thiếp đưa cho hắn, quả thực chiến lược càng ngày càng mạnh, trước đây một lần đã đau lưng nhức eo, mà hiện tại liên tục 3, năm lần cũng không thành vấn đề. Hắn vốn tưởng rằng bản thân càng già càng lợi hại, không nghĩ tới, lại bị người ta hạ độc. Đáng ghét, đáng ghét, tiện nhân này, đáng thương cho ta sủng ái có thừa với nàng, không ngờ sau lưng lại muốn hại ta. Siết chặt nắm đấm, con mắt lâm mộ đỏ lên. Được rồi, lâm đan sư, nếu như người cảm thấy ta nói không đúng, chắc hẳn phải có biện pháp chứng minh. Vấn đề này, xem như ta đã trả lời xong. Trương Huyền vung tay lên rồi nói. Điều ngươi nói hoàn toàn chính xác, lâm mỗ thụ giáo. Luận đan này, lâm mỗ ta chịu thua. Lâm mộ đan sư không có chút do dự nào, trực tiếp chịu thua. Đối phương nói đâu ra đó, phân tích mạch lạc rõ ràng, không có một chút sai lầm nào, không phục cũng không được. Quan trọng là, gần đây hắn cũng phát hiện ra thân thể từ từ suy yếu, vốn tưởng rằng là nguyên nhân tuổi tác, không nghĩ tới là vị tiểu thiếp này dở cho quỷ. Trương Huyền khẽ nở nụ cười, không để ý tới hắn nữa. Đây là việc riêng của đối phương, hắn không muốn dính líu tới. Lập tức, hắn nhìn về phía ba vị luyện đan sư còn lại. Chỉ còn lại các ngươi, có vấn đề gì cứ lên hỏi một lúc đi. Mười vị luyện đan sư, bảy vị đã chịu thua, chỉ cần ba vị này lại chịu thua, chẳng khác nào hắn đã thông qua luận đan, trở thành một vị luyện đan sư chính thức. Trương Huyền huynh đệ đại tài, như vậy đi, ta vừa vặn có một vấn đề, muốn hỏi một phen. Một vị luyện đan sư đứng dậy. Lộc huynh đừng có gấp, dựa theo tuổi xếp hàng cũng tới phiên ta. Ta vừa vặn cũng nghĩ đến một vấn đề. Lại là một vị luyện đan sư đứng lên. Các ngươi không nên tranh nhau, nếu muốn hỏi thì cũng để ta tới trước đi, bất kể nói thế nào, ta cũng trở thành luyện đan sư sớm hơn so với các ngươi. Lão giả cuối cùng cũng vội vàng đứng dậy. Gì vậy? Nhìn thấy các luyện đan sư mới vừa rồi còn sợ như rắn rết, bản thân đã hỏi rất nhiều lần mà cũng không dám đưa ra câu hỏi, lúc này cả đám lại dành trước để hỏi. Vẻ mặt Trương Huyền tràn ngập vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ, cả đám uống nhầm thuốc hay sao? Trương 122, luận đan kết thúc. Không những Trương Huyền sửng sốt mà mấy người Âu Dương Thành ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Còn bà nó, ai có thể nói cho ta chuyện gì đang xảy ra hay không? vừa nãy không phải mỗi người đều sợ hắn như rắn rết sao làm sao hiện tại lại giống như là nhìn thấy mỹ nữ hận không thể vọt thẳng tới bọn họ đang làm gì văn tuyết cũng ngây ngốc không rõ vì sao ta biết rồi đám người kia thực sự là đỗ mãn cười khổ lắc đầu biết cái gì âu dương thành nhìn sang trước đó trương huyền thông qua luyện đan có thể thấy được đủ loại vấn đề xuất hiện trên người bọn họ làm cho người ta có một loại cảm giác bị vạch trần đổi lại là ai cũng không muốn đưa ra câu hỏi đỗ mãn đan sư nói nhưng hiện tại hắn không chỉ trả lời vấn đề giúp lâm mộ đan sư mà còn giải quyết mầm họa kẻ ngu đến đâu cũng biết đây là một kỳ ngộ ai mà không tranh tới trước cơ chứ như vậy cũng đúng âu dương thành đã hiểu gật gù người này có thể biết tri thức mà bọn họ không biết trên người mình có khuyết điểm gì không có cách nào phát hiện ra nếu như có thể được trương huyền giải thích một câu không cẩn thận có thể thay đổi chỗ thiếu hụt khiến cho thuật luyện đan thăng tiến đáng tiếc ta quá khờ dại không nên chịu thua sớm như thế nếu không hiện tại cũng có thể hỏi thêm mấy câu hỏi đã chôn giấu trong lòng rất lâu đỗ mãn đan sư vô cùng đau đớn liên tục lắc đầu cơ hội tốt như vậy làm sao hắn lại có thể bỏ qua được cơ chứ nếu đã bỏ qua thì thôi ai bảo ngươi không quý trọng trái lại ta thấy lần luận đan này rất công bằng làm tròn bổn phận, tận tâm tận lực, không hỏi qua dù chỉ một lần, ngươi nói xem. Khi kết thúc luận đan, hắn có thể cho ta một cơ hội, để ta hỏi hai vấn đề hay không? Ta cũng không có không ít vấn đề. Nói đến đây, hai mắt Âu Dương Thành cũng lập lè, cả người kích động từng trận. Đỗ mãn đan sư Phan Tuyết Con bà ngươi, một mình là ngươi luyện đan sư nhất tinh trung phẩm, hội trưởng luyện đan sư công hội mà lại còn đi hỏi một học đồ mà còn lý lẽ hào hùng như thế, còn làm tròn bổn phận, tận tâm tận lực, làm sao ta lại không thấy người tận tâm tận lực cơ chứ? Mà chỉ ngồi bất động ở đây để nhìn vậy. Được rồi, từng người tới một. Rất nhanh, Trương Huyền cũng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiện tay chỉ về một người đan sư trong đó. Là ngươi, ta, quá tốt rồi. Luyện đan sư được chỉ chúng hưng phấn, vội vàng đứng dậy. Quả thực ta có vấn đề muốn hỏi, gần đây ta vẫn cảm giác không ngủ được, đêm phải đi tiểu đêm 7, 8 lần, thường thường còn nằm mơ thấy ác mộng. Ngươi xem giúp ta một chút, có phải ta bị bệnh gì hay không? Hoặc là bị người ta hãm hại, hoặc là là tiểu thiếp của ta có vấn đề. Trương Huyền. Mọi người, khục khục, Lưu đan sư, chúng ta đang luận đan, không phải là đang đoán mệnh, xem bệnh, ngươi nên chú ý một chút. Âu Dương Thành không nhịn được đứng dậy. Ồ, thế nhưng, đây thực sự là vấn đề của ta, ta chỉ muốn hỏi cái này. Vị lưu đan sư này dùng vẻ mặt kiên định nói. Được rồi, như vậy đi, trước tiên ngươi cứ luyện đan để ta xem một chút, có lẽ ta có thể từ trong quá trình luyện đan của ngươi nhìn ra gì đó. Trương Huyền có chút đau đầu, không nhịn được xua tay. Được, vị lưu đan sư này hưng phấn liên tục gật đầu, vội vàng đi luyện đan. Ngươi tới đi, ngươi có vấn đề gì? đuổi tên này xong, Trương Huyền nhìn về phía một vị đan sư khác. Vấn đề của ta rất đơn giản, không vô sỉ giống như lưu đan sư. Vị luyện đan sư này tràn ngập chính nghĩa hử lạnh một tiếng, lại nói tiếp. Nữ nhi của ta mấy ngày nữa sẽ xuất giá, người nó gả tên là Chu Toàn, là người từ nơi khác đến. Ta đã điều tra không ít thời gian, không đạt được tin tức nào hữu dụng. Người có thể giúp ta nhìn xem tiểu tử này có đáng tin cậy hay không. Nếu như không đáng tin, Ta sẽ từ chối hôn sự này." Vị luyện đan sư này nói đến đây, do dự một chút, lại mang theo ánh mắt thăm dò nhìn sang. Người xem, ta có cần luyện đan cho ngươi xem hay không?" Phụt. Trương Huyền suýt chút nữa đã phun ra máu. "Luyện đan, luyện cái đầu ngươi ấy." Nữ nhi người sắp lập gia đình, liên quan gì đến ta, quan hệ cái rắm gì tới luyện đan cơ chứ? "Ta đang sát hạch luyện đan sư, đến để luận đan, không phải tới đây xem bói cho ngươi." Lại nói, coi như đoán mệnh, ngươi không nói với ta tình huống của nữ nhi ngươi, luyện đan có tác dụng cái rắm ấy hả? À? Ngươi xác định mình không phải đang chơi đùa ta đó chứ? Tần đan sư, nữ nhi ngươi xuất giá, việc này không có nửa xu quan hệ với luyện đan. Ngươi hỏi Trương Huyền huynh đệ có tác dụng gì chứ? Đang đùa sao? Vị luyện đan sư cuối cùng vung tay một cái, hừ một tiếng. Nhưng ta, hiện tại ta muốn hỏi vấn đề này Vẻ mặt Tần Đan sư vô cùng băn khoăn, "Muốn hỏi chuyện có quan hệ tới luyện đan, ngươi tiếp tục suy nghĩ đi, hay là để ta đến trước?" Vị luyện đan sư cuối cùng này vài bước đi tới phía trước, đứng ở trước mặt Trương Huyền. "Trương Huyền huynh đệ, nhìn tuổi tác ngươi không lớn, không biết đã có hôn phối hay chưa? Ta có một nhi nữ, Quốc Sắc Thiên Hương, có thể làm tiểu thiếp cho ngươi, ngươi xem. Nếu như thực sự không được, chất nữ của ta cũng được." ngươi nếu như cảm thấy ta lợi dụng của ngươi, ta còn có một muội muội và tỷ tỷ. Trương Huyền, con mẹ nó, ngươi cũng sắp 60, sắp xuống mồ, gì mà muội muội, tỷ tỷ ngươi chứ? Ta đâu có khẩu vị lớn như vậy. Phải rất lâu, lúc này mới khiến cho cục diện hỗn loạn một lần nữa trở lại quỹ đạo. Vấn đề của ta là tài liệu chính luyện chế giải độc đan, thanh độc thảo quá mức yếu, thường thường còn chưa đưa tới lò luyện đan đã hóa thành cho tàn, có phải là ta tính sai chỗ nào đó hay không? Thanh độc thảo, không chịu nổi được nhiệt độ cao, đây là tính chất chung mà người người đều biết, trực tiếp ném vào lò luyện đan, đương nhiên khó có thể giữ được. Người có thể dùng tử dương ninh trên 3 ngày, sau đó mới luyện chế, chẳng những có thể khiến cho dược hiệu phát huy đến cực hạn, mà càng không bị đốt cháy. Vấn đề của ta là khi luyện chế đan dược thường cảm thấy khí tức không thuận. Cái này thì đơn giản. Một lần nữa trở lại quỹ đạo, Tất cả mọi thứ trở nên rất đơn giản, Trương Huyền dựa vào tri thức cơ bản học được trong tàng thư khố sơ đẳng cũng có thể giải quyết được. Nếu như thực sự không giải quyết được thì hắn sẽ để cho đối phương luyện đan, lợi dụng thiên đạo đồ thư quán để kiểm tra chỗ thiếu hụt. Sau nửa canh giờ, rốt cục hắn đã trả lời xong tất cả vấn đề của ba vị luyện đan sư còn lại. Được rồi, tất cả 10 vị luyện đan sư đã chịu thua, ta tuyên bố, lần luận đan này Trương Huyền thắng lợi. Bắt đầu từ bây giờ hắn chính là luyện đan sư nhất tinh mới nhất của luyện đan sư công hội. Luận đan kết thúc, Âu Dương Thành tuyên bố kết quả, đưa một huy chương có một ngôi sao và một bộ trường bào tới. Đây là huy chương luyện đan sư, có cái này, cho dù ngươi đi tới bất luận luyện đan sư công hội nào, khi mua đan dược, cũng có thể hưởng thụ ưu đãi. Được, tiếp nhận hai món đồ này, tiện tay thu vào trong chữ vật giới chỉ. Tất cả mọi người đều suy đoán nhất định sau lưng của hắn có đại nhân vật dạy dỗ, cho nên đối với việc hắn có giới chỉ chữ vật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lại nói, luyện đan sư là nghề nghiệp cao quý, tuy rằng giới chỉ chữ vật có giá hơn mấy chục vạn, mấy trăm rất là quý giá, thế nhưng đối với bọn họ, không tính là gì. Âu Dương hội trưởng, tàng thư khố cao đẳng ở chỗ nào? Ta muốn đi xem. Trương Huyền hỏi. Mục đích chủ yếu khi hắn sát hạch luyện đan sư chính là vì đi vào tàng thư khố, hiện tại hắn đã trở thành đan sư chính thức, đương nhiên phải đi qua xem một chút. Ta sẽ dẫn ngươi tới đó. Âu Dương Thành nói một câu, dẫn đầu đi về phía trước, Trương Huyền theo sát phía sau, vừa mới đi không xa thì vị đan sư lúc nãy lần nữa chạy đến. Trương Huyền đan sư, người nên suy nghĩ một chút, nếu như tỷ tỷ, muội muội ta không được, ta còn có gì, cũng chưa có kết hôn. Trương Huyền lảo đảo một cái, lệ rơi đầy mặt. Gì của ngươi? Có thể làm tổ nãi nãi của ta đó. Chương 123, tìm được phương pháp giải quyết. Tàng thư khố cao đẳng của luyện đan sư công hội cách nơi mà bọn họ luận đan không xa, đi một hồi đã đến đến trước mặt. Luyện đan sư công hội trong Thiên Huyền Thành tổng cộng có chừng 10 vị luyện đan sư chính thức. Khi những người này đều gặp phải vấn đề khó có thể giải quyết chân chính thì sẽ đến đọc thư tịch, bình thường nơi này rất quạnh quẽ, người muốn xem thư tịch gì thì cứ tùy tiện chọn là được. Đẩy cửa lớn ra, Âu Dương Thành giới thiệu. Trương Huyền đáp một tiếng nhìn lại vào trong phòng. Tuy rằng luyện đan sư công hội của Thiên Huyền Quốc không quá nhiều luyện đan sư chính thức, thế nhưng thư tịch trong đó cũng không ít. Tuy rằng không sánh được mấy trăm ngàn bản trong tàng thư khố sơ đẳng, thế nhưng cũng có tới hơn vạn bản. Tất cả đều được bày trên mười mấy tầng giá sách. Người cứ tùy tiện xem, nếu như có gì không hiểu, có thể hỏi ta, ta ở ngay gian phòng cách đó không xa. Âu Dương thành tiện tay chỉ tay một cái. Làm phiền Âu Dương hội trưởng. Trương Huyền cười gật gù. "Nào có phiền gì, hiện tại ngươi cũng là luyện đan sư chính thức, có khả năng sau này ta cũng có không ít vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi." Âu Dương Thành nở nụ cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Hắn biết đối phương muốn tới tàng thư khố như thế, nhất định sẽ có mục đích và bí mật của mình, không tiện quấy rối. Tìm một chút thôi. Thấy hắn rời đi, Trương Huyền khẽ mỉm cười, đi tới trước mặt giá sách, bắt đầu lật xem từ hàng thứ nhất nếu chỉ tìm kiếm đơn thuần cũng cần tiêu tốn không ít thời gian sẽ lỡ rất nhiều chuyện còn không bằng ghi tất cả những thư tịch này vào thiên đạo đô thư quán sau đó muốn đọc cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều còn có thể học thêm một ít tri thức luyện đan ao 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 trong tàng thư khố cao đẳng lại vang lên âm thanh liên tiếp lật thư tịch không biết qua bao lâu trương huyền ngừng lại hai mắt tỏa sáng quả nhiên có trời không phụ lòng người Quả nhiên đã khiến cho hắn tìm được thư tịch liên quan tới thể chất đặc thù và ghi chép về đan dược. Thiên Huyền lịch năm 373, nhi nữ Trầm Thu quận chúa của quốc vương Trầm Lăng bệ hạ vì là thể chất thuần âm cho nên đã dùng đan dược Tam phẩm phá âm đan thành công kích hoạt. Phá âm đan. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, tiếp tục hướng phía dưới lật xem. Thiên Huyền năm 126 đã từng đồng loạt xuất hiện huyết mạch Long tê, đan dược không có cách nào kích hoạt được cần máu tươi của long tê thú bôi lên toàn thân thì mới có thể kích hoạt. Thế nhưng, tỷ lệ thành công rất thấp. Ở bên trên một quyển sách khác hắn đã đọc tới phương pháp liên quan tới việc kích hoạt huyết mạch long tê. Để xem có chính xác hay không. Sao chép hai bản thư tịch trong tay, tinh thần trương huyền khẽ động, trong thiên đạo đồ thư quán xuất hiện nội dung hắn sao chép và chỗ thiếu hụt. Thể chất thuần âm, sử dụng phá âm đan có thể kích hoạt. Khuyết điểm, chỉ có thể kích hoạt khoảng chừng 10% thể chất không thể kích hoạt hoàn toàn toàn bộ lực lượng của thể chất. Huyết mạch long tê, máu của cự tê thú có thể kích hoạt. Khuyết điểm, chỉ có thể kích hoạt được khoảng chừng 10% thể chất, không thể hoàn toàn kích hoạt. Nhìn thấy khuyết điểm mà thư viện nói ra, Trương Huyền không nhịn được sướng sờ. Đều chỉ kích hoạt được 10%. Trước đó hắn còn tưởng rằng chỉ cần có đan dược thích hợp là có thể thành công kích hoạt, không nghĩ tới chỉ có thể kích hoạt được 10%. Chỉ là, coi như là 10% cũng đã đủ rồi. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Thể chất đặc thù mạnh mẽ không gì sánh được, dù cho chỉ kích hoạt 10% thì cũng có thể khiến cho người ta tăng nhanh như gió, ứng phó với thi đấu tân sinh nho nhỏ dễ như trở bàn tay. Hiện tại mục tiêu chính là tìm kiếm phá âm đan tam phẩm và máu của cự tê thú. Sau khi tìm được thứ mình muốn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lật hết các thư tịch còn lại, lúc này hắn mới đi ra khỏi tàng thư khố đi tới gian phòng của Âu Dương Thành. Hắn là hội trưởng luyện đan sư công hội, muốn tìm hai thứ đồ này, e rằng cũng chỉ có hắn ta mới có thể hoàn thành được. Lật hết tất cả thư tịch trong tàng thư khố cao đẳng của luyện đan sư công hội, Vương Dĩnh cần dược dịch và Lưu Dương cần đan dược, trong lòng hắn cũng đã có mục tiêu đại khái, vừa vặn có thể đi nhờ mua. Trương Huyền đan sư, thấy hắn tới đây, Âu Dương Thành vội vàng đứng lên. Âu Dương hội trưởng Ta có chuyện có khả năng phải làm phiền ngươi một chút." Trương Huyền cũng không phí lời, trực tiếp nói thẳng ra ý đồ đến đây. "Ta muốn mua mấy thứ đồ, có khả năng cần hội trưởng hỗ trợ." "Ồ, không biết ngươi muốn cái gì, chỉ cần công hội có, chuyện này không thành vấn đề." Âu Dương Thành gật đầu. "Ta cần một viên phá âm đan, một viên ôn mạch đan, một phần máu của cử tê thú và một phần dưỡng thể dược dịch." Trương Huyền nói ra thứ mà mình muốn. Ôn mạch đan là thứ cho Lưu Dương dùng, tu vi hắn không đủ mạnh để luyện võ, dẫn đến kinh mạch tay phải khô héo, cần ôn mạch đan để ôn dưỡng. Dưỡng thể dịch thì chuẩn bị cho Vương Dĩnh, tuy rằng hai chân bị thương của nàng hiện đang khôi phục, thế nhưng trong vòng nửa tháng vẫn không thể khôi phục giống như bình thường được, cần loại dược dịch này ôn dưỡng mới có thể khôi phục nhanh hơn. Ôn mạch đan, dưỡng thể dịch rất dễ tìm, ta có thể tìm tới giúp ngươi, phá âm đan, máu của cử tê thú. Có chút không dễ dàng âu dương thành không nghĩ tới hắn vừa mở miệng đã muốn nhiều đồ như vậy hai hàng lông mày không nhịn được nhíu lại không dễ tìm sao có thể được không trương huyền nhìn sang đã biết phương pháp giải quyết lại không tìm được đồ vật như vậy thật sự có chút rắc rối những thứ này công hội chúng ta không có chỉ cần ta xin tổng bộ chắc là có thể tìm được âu dương thành nói vậy thì tốt trương huyền thở phào nhẹ nhõm chỉ là Âu Dương Thành lần nữa cau mày. Tổng bộ cách nơi này thực sự quá xa, coi như dùng phương pháp đặc thù, đi tới những vương quốc khác để lấy, e rằng chỉ ít cũng cần thời gian 10 ngày. 10 ngày. Trương Huyền sửng sốt một chút, tùy tiện nói. Cũng được, 10 ngày thì 10 ngày. Cách lúc thi đấu tân sinh cho tới bây giờ còn có 14 ngày, sau 10 ngày, coi như có chút cấp bách thì cũng coi như tới kịp. Được rồi, hiện tại ta sẽ xin tổng bộ, sau 10 ngày là có thể tới lấy ôn mạch đan dưỡng thể dịch thì ta có thể lấy ra ngay cho ngươi âu dương hội trưởng cười nói được làm phiền hội trưởng trương huyền gật gù bốn thứ này tổng cộng mất bao nhiêu tiền hiện tại phải giao lên hay là đợi mọi thứ có đủ mới giao hắn cướp giật tên lừa đảo dương mặc trong tay có tới hơn trăm vạn đồng tiền vàng xem như cũng là phú hào một phương để mua mấy loại dược liệu cho học sinh giúp bọn họ tăng cao thực lực chuyện này cũng không tính là gì vừa vặn cũng có thể biểu hiện sự vĩ đại của người lão sư như hắn. Chỉ là một chút tiền lẻ mà thôi, ca ca đây cũng không phải là người keo kiệt. Ôn mạch đan, dưỡng thể dịch không đắt, hai loại gộp lại chỉ có 40 vạn đồng tiền vàng. Âu Dương Thành tính toán một chút, lại nói tiếp. Phá âm đan và máu của cự tê thú hơi đắt, trong các loại đan dược tam phẩm đều được coi là khá cao, cự tê thú càng là tiên thiên chi thú, so man thú đầy đủ cao một đẳng cấp, hiện tại ngươi là luyện đan sư, có thể hưởng thụ đặc quyền, giá bán cho ngươi sẽ ưu đãi hơn một ít, phá âm đan đại khái cần 2.000 vạn đồng tiền vàng, máu của cự tê thú 300 vạn đồng tiền vàng. Như vậy đi, ta sẽ xóa đi số lẻ cho ngươi, ngươi đưa ta 2,300 vạn là được rồi. Âu Dương Thành hạch toán một chút rồi nói. Nói xong thấy phía đối diện không có lấy một người nói chuyện, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy chẳng biết từ lúc nào Trương Huyền đã đi ra ngoài được hơn mười mấy mét, cánh tay liên tục vung vẩy. Những thứ này ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nên tưởng là thật nhé. Âu Dương Thành, chương 124, nghĩ biện pháp. Trương Huyền khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng mấy thứ này nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục vạn đồng tiền vàng, hắn có đường đường có 100 vạn, tốn nhiều chút cũng không sao cả, thế nhưng có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, tất cả gộp lại hơn hai 000 vạn. Hắn tự cho là mình nhiều tiền, thế nhưng trước con số ấy, ngay cả số lẻ cũng không tính người khác đều lừa phụ thân đây đúng là chơi khó lão sư như hắn rồi vốn hắn định giúp bọn họ mở huyết mạch bù đắp chỗ thiếu hụt từ đó khiến cho thực lực tăng lên mạnh mẽ một tiếng hót lên làm kinh người thuận tiện thể hiện chút phong độ cao nhân xem thường tiền tài thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại tốn nhiều như vậy quả thực quá tốn tiền sớm biết phải dùng nhiều tiền như vậy hắn còn ra vẻ cái gì nữa chứ chi bằng hay là thôi đi cố nén thương tâm trương huyền băn khoăn suy nghĩ dựa vào một chút tiền này của hắn số lẻ cũng không đủ nhất định sẽ không mua nổi những dược liệu này chẳng lẽ hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy đi thi học đồ lại thi luyện đan sư cuối cùng tất cả lại trở thành công dã chẳng hay sao cái gì cũng không làm được quan trọng là ra trâu để thổi ra thành mặt trống cũng không còn nữa đám người triệu nhã cũng đều biết bản thân mình đang nghĩ biện pháp kích hoạt thể chất cho bọn họ, tăng cao thực lực. Lần này chân không tay không mà về, sau này mặt mũi mình còn để vào đâu nữa. Không được, nếu như bởi vì quá đắt mà từ bỏ, thực sự không phải là tác phong của ta. Nếu như thật sự từ bỏ những thứ này, không có cách nào kích hoạt của thể chất của mấy người triệu nhã, muốn sau 14 ngày, vượt qua lục tầm là chuyện hầu như không thể. Còn chưa nỗ lực đã nhận thất bại, như vậy không phù hợp với một thân phận của người xuyên việt. Hơn nữa, làm lão sư của mấy người Triệu Nhã, là người khai sáng, quả thật hắn không làm được chuyện khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng mặc kệ mà không hỏi tới. Tuy rằng vừa mới trở thành lão sư không lâu, thế nhưng loại trách nhiệm sư đạo trong lòng hắn vẫn có. Không đủ tiền, để xem có thể nghĩ ra biện pháp hay không. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lần nữa trở về, nhìn về phía lão giả trước mắt rồi nói. Khụ khụ, Âu Dương hội trưởng, người xem ta là luyện đan sư, có thể nợ tiền trước hay không? Sau đó ta sẽ lại nghĩ cách thu thập tiền trả cho ngươi. Cái này, không được. Âu Dương hội trưởng lắc đầu. Đan dược tam phẩm, không có ai trong công hội chúng ta có thể luyện chế, cần phải đi mua, tiền này là không thể nợ. Nhưng, hơn 2.000 vạn, trong thời gian ngắn ta không thể có. Trương Huyền lắc đầu. Vậy thì không có cách nào, chi bằng. Người nghĩ biện pháp luyện đan đi, dựa vào những tri thức hiểu rõ đối với đan dược của ngươi, phương pháp kiếm tiền cũng rất nhiều. Âu Dương Thành không nhịn được nói. Người thanh niên trước mắt này có lượng tri thức rất lớn, đối với thuật luyện đan lại hiểu rõ rất nhiều, nếu như hắn ra tay luyện đan, tuy rằng hơn 2.000 vạn nghe qua rất đáng sợ, thế nhưng một luyện đan sư cao cấp như thế muốn kiếm lời cũng không khó. Luyện đan có thể kiếm tiền rất nhanh, vừa nãy các người luyện chế nhuận huyệt đan, một viên đại khái có thể kiếm lời được bao nhiêu. Trương Huyền không nhịn được hỏi. Giá của nhuận huyệt đan bán ra khá cao, hơn nữa không dễ luyện chế, xem như là đan dược nhất phẩm, lợi nhuận khá lớn, lẽ ra một viên có thể kiếm lời chừng 5 vạn, một ngày ngươi luyện chế 10 viên, không cần 2 tháng là có thể kiếm được hơn 2 ngàn vạn. Âu Dương hội trưởng dùng giọng khẳng định nói, luyện đan rất dễ kiếm tiền, nhưng cũng phải nhìn thị trường và dược liệu có đầy đủ hay không. Điều mà hắn nói chỉ là trên lý thuyết mà thôi, coi như luyện đan sư chính thức, mỗi ngày đều luyện đan e rằng cũng phải luyện tới mức ói ra máu hai tháng trên đầu trương huyền nổi gân xanh hai tháng mới có thể thu thập đủ tiền thi đấu tân sinh đã sớm xong rồi khi đó món ăn cũng đã nguội nếu thực sự như vậy còn không bằng từng bước làm thực lực của bọn hắn tăng lên cần gì phải tốn nhiều công phu như vậy làm gì lại nói bản thân hắn có lý luận châu bò đó là bởi vì thiên đạo đồ thư quán còn bảo hắn luyện dược Chắc chắn đó là điều vô nghĩa nhất. Đừng nhìn hắn nói mạch lạc rõ ràng, nếu như thực sự động thủ, e rằng ngay cả cửa tinh luyện dược liệu thứ nhất hắn cũng không làm được. Trước đó mọi người luyện dược hắn đã nhìn qua, nếu như không có mấy chục năm tôi luyện thì không thể hoàn thành. Còn có phương pháp nào dễ kiếm tiền nữa hay không? Hắn không nhịn được lần nữa mở miệng. Dễ kiếm tiền hơn sao? Âu Dương hội trưởng lắc lắc đầu, hắn đang muốn nói không có thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nếu nói trên thế giới này nghề nghiệp nào giỏi kiếm tiền nhất, đương nhiên phải kể tới danh sư, tùy tiện chỉ điểm cho người ta cũng cần giao nộp không ít phí dụng. Tuy rằng luyện đan sư rất biết kiếm tiền, thế nhưng so sánh với nghề nghiệp này cũng kém rất nhiều. Nghề nghiệp trong thiên hạ rất nhiều, dám bảo sư, luyện đan sư chỉ xem như là tương đối biết kiếm tiền, nhưng so với danh sư vẫn kém quá nhiều. Rất nhiều người trong quá trình tu luyện võ kỹ đều vây tại chỗ, tuổi thọ sắp hết mà cũng không thể đột phá. Nếu như danh sư có thể chỉ điểm một câu, có lẽ bọn họ có thể phá tan huyền quan, đạt đến cảnh giới cao hơn. Tu vi tăng lên, không những tuổi thọ tăng lên mà tốc độ kiếm tiền cũng nhanh, bởi vậy, có mấy người vì được danh sư chỉ điểm một câu cho nên không ngại bán hết gia tài, dùng hết tất cả tiền cũng sẽ không tiếc. Vì lẽ đó, muốn kiếm tiền trong thời gian ngắn, danh sư tuyệt đối là người nhanh nhất, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng không sánh được nổi. Chỉ tiếc, muốn trở thành danh sư, nào có dễ dàng như vậy cần phải trải qua vô số sát hạch, nhất định phải có học sinh của mình và đủ loại kinh nghiệm truyền thụ chương trình học và danh vọng. Lại nói tới Trương Huyền, hắn dựa vào thiên đạo đồ thư quán có thể ung dung giải quyết không ít vấn đề khó, nhưng nếu như không có học sinh, cũng không cách nào sát hạch danh sư được. Người giúp ta thu gom đồ trước đi, sau 10 ngày ta sẽ nghĩ biện pháp giao tiền cho ngươi. Trong lòng khẽ động, xuất hiện một ý nghĩ lớn mật, Trương Huyền mở miệng nói. Được, Âu Dương Thành cũng không biết suy nghĩ của hắn, nhưng thấy hắn bình tĩnh thận trọng, không giống như đùa giỡn cho nên gật gật đầu. Cáo từ, nói với đối phương xong, Trương Huyền đi ra ngoài. Nếu danh sư kiếm tiền nhanh, vậy ta giả dạng làm danh sư, CC phải là có thể kiếm tiền nhanh một chút hơn hay sao? Trong lòng Trương Huyền phỏng đoán suy nghĩ trước đó của mình. Dùng thủ đoạn bình thường, trong vòng 10 ngày muốn kiếm được hơn 2.000 vạn đồng tiền vàng, ngoại trừ đi cướp đoạt ra, hầu như là chuyện không thể. Còn nếu như ngụy trang thành danh sư, ngược lại còn có cơ hội. Người khác làm như vậy, một khi bị phát hiện ra, nhất định sẽ bị đánh chết tại chỗ, trung quy danh sư có học thức uyên bác, một khi nói sai sẽ rất dễ lộ ra manh mối, thế nhưng bản thân hắn thì không giống. Nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, lại thêm bản lĩnh làm cho người ta dao động kiếp trước, nếu như muốn lừa người vẫn rất là đơn giản. Đương nhiên, cũng không tính là lừa người, Thiên đạo đồ thư quán phối hợp với Thiên đạo thần công, nhìn ra chỗ thiếu hụt của người khác, giúp người ta thăng cấp, tuyệt đối là chuyện ung dung vui vẻ. Không tồi, cứ làm như thế đi. Suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì thiếu sót, Trương Huyền không nhịn được gật gù. Muốn nửa tháng sau chiến thắng cá cược với Lục Tầm, khiến cho tu vi của mấy người Triệu Nhã tăng nhanh như gió, như vậy nhất định phải mua mấy thứ đồ kia, cũng nhất định phải kiếm của tiền. Mà phương pháp duy nhất có thể trong vòng 10 ngày kiếm được hơn 2.000 vạn đồng tiền vàng, cũng chỉ có phương pháp này. Vẫn cần phải chuẩn bị một vài thứ từ sớm. Với tuổi tác của ta hiện giờ, nếu đi ra ngoài nói là danh sư, nhất định sẽ không có ai tin, nhất định phải hóa trang một chút, ít nhất cũng phải hơn 30 tuổi mới được. Danh sư giống như luyện đan sư, người còn chưa 20 tuổi đã nói là danh sư, có lẽ còn chưa nói hết lời thì đã bị người ta dùng nước bọt phun chết rồi. Dù thế nào cũng phải thay đổi y phục, hơn nữa còn phải thay đổi diện mạo, nếu không, sau đó sẽ có rất nhiều phiền phức, cũng rất khó làm cho người ta tin. Thứ hai, nếu là danh sư, đương nhiên phải có thân phận và tư thế của danh sư. Không thể chạy tới nhà người khác để chỉ điểm cho người ta được, bằng không cũng sẽ bị người ta cho rằng là tên lừa đảo. Tiếp trước hắn sinh sống ở trong thời đại tin tức hóa, tuy rằng chưa từng làm những chuyện như vậy, thế nhưng cũng biết không ít chuyện. Danh sư ở thế giới này có địa vị cao như thế, nếu như giống như đi xin cơm, chạy tới nhà người khác chỉ điểm giúp người ta, lại còn đòi tiền, rõ ràng không quá thực tế. Ta nên làm gì đây? Không thể chạy tới nhà người khác a, à, làm sao tìm được khách hàng? Làm sao có thể kiếm tiền chứ? Trương Huyền nhíu mày. Chương 125, thuê phủ đệ. Đúng rồi, trước tiên có thể tìm một nơi ở, chỉ cần có thể tạo ra tiếng tăm, nhất định người khác sẽ tới đây. Làm như vậy, không cần chạy tới nhà người khác mà vẫn có thể yên ổn kiếm tiền, còn có phong độ của thế ngoại cao nhân. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Làm danh sư phải có cốt cách và thân phận, không thể vô duyên vô cớ chạy tới nhà người khác, đã như vậy, vậy thì cứ ôm cây đợi thỏ, chờ người ta mắc câu. Chỉ cần có người đến, hắn tin tưởng dựa vào sự linh hoạt của bản thân, cộng thêm thiên đạo đồ thư quán, nhất định đối phương sẽ không chạy thoát. Được rồi, vậy trước tiên cứ tìm một chỗ để đặt chân đã cẩn thận cân nhắc một chút hắn phát hiện ra chỉ có biện pháp này là tốt nhất sau khi suy nghĩ trương huyền đã đưa ra quyết định cứ làm như thế đi có suy nghĩ cho nên hắn cũng không phí thời gian nữa lúc này hắn đi về phía trước mua một chút đan dược dược dịch có thể thay đổi dung mạo màu da tuy rằng không biết dịch dung thế nhưng là một từ người địa cầu hắn vẫn biết hóa trang phối hợp với những đan dược dược dịch thay đổi màu da này, không lâu sau hắn đã từ một tiểu tử trẻ tuổi còn chưa đủ 20, đã biến thành một người trung niên có khuôn mặt hơi vàng, hai hàng lông mày có ẩn chứa vẻ uy nghiêm. Nhìn gương nửa ngày, sau khi xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, lúc này hắn mới thỏa mãn gật gù. Hóa trang xong xuôi, hắn đi ra khỏi luyện đan sư công hội. Muốn người khác tin tưởng và nghe theo, thì trước tiên phải đổi một thân y phục hào hoa phú quý. Con người dựa vào siêm y, ngựa dựa vào yên, chỉ bằng vào y phục trên người hắn lúc này, nếu nói là ăn mày sẽ có rất nhiều người tin tưởng, nói là danh sư, nhất định sẽ không có ai tin tưởng, nhất định phải có đủ phái đoàn mới được. Phía trước có một cửa hàng mũ áo. Đang thầm nghĩ thì lập tức nhìn thấy cách đó không xa có một cửa hàng mũ áo. Trương Huyền đi vào, không lâu sau, khi trở ra, không ngờ đã biến thành một dáng vẻ khác. Mũ lông trồn rực rỡ, y phục hào hoa phú quý, chỉ nhìn bề ngoài đã cao quý không tả nổi chỉ bằng vào một thân y phục này cũng đã tiêu tốn của hắn hai vạn đồng tiền vàng khiến hắn đau lòng một trận coi như là đầu tư đi tự an ủi một câu đi dọc theo đường phố chừng nửa canh giờ sau hắn lại đi tới thiên vũ thương thành lúc này đã xế chiều mặt trời bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống biết thời gian của mình rất gấp hắn không có một chút do so dự nào mà nhanh chân đi vào muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được một căn nhà có thể vào ở dựa vào một mình hắn nhất định sẽ không xong thiên vũ thường thành được gọi là nơi không có gì không bán nhất định sẽ có tin tức về phương diện này cũng không cần mua chỉ cần thuê một căn nhà là được rồi hắn đã tới đây một lần cho nên quen thuộc nơi này hơn không ít đi một vòng quả nhiên đã thấy chỗ môi giới có liên quan tới việc thuê và bán ra phòng ốc vị lão gia này người muốn mua nhà hay sao thấy hắn đi vào một ông chủ mập mạp tiến lên đón. Lão ra, Trương Huyền sướng sờ, lúc này hắn mới phản ứng ra, mình đã thay đổi dung mạo, nhìn qua khoảng chừng 40, không còn là một tiểu tử nữa. Lúc này hắn mới gật gật đầu, hai tay tung một cái, ra vẻ khí chất của một lão ra, lại hạ thấp giọng khiến cho người ta cảm thấy hắn đã có tuổi, nói. Ta muốn thuê một phủ đệ. Phủ đệ, lão ra tới chỗ của ta thuê phủ đệ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Hai mắt ông chủ này tỏa sáng. Có thể thuê phủ đệ đều là người có tiền, tùy tiện báo giá tăng thêm một ít cũng có thể kiếm được một khoản kha khá. Không biết vị lão gia này có yêu cầu gì. Hai mắt chẳng khác nào nhìn thấy một con dê béo lớn, ông chủ đầy cao hứng hỏi. Sạch sẽ, rộng rãi, đường đi tốt, tốt nhất là nhà vừa trùng tu xong, có thể trực tiếp vào ở. Trương Huyền nói. Cái này, nghe thấy yêu cầu của đối phương, ánh mắt của ông chủ lóe lên vẻ hưng phấn, suýt chút nữa đã nhảy lên. Không cần nghĩ, đây nhất định là một dê béo rất lớn. Không nói đâu xa, chỉ bằng vào mấy điều kiện này, muốn giá rẻ cũng không được. Người muốn thuê phủ đệ ở một nơi như thế thì làm sao có khả năng thiếu tiền cơ chứ? Nội tâm hưng phấn tới mức sắp gào thét, trên mặt lại ra vẻ khổ sở. Vị lão gia này, nơi như thế này mà ngươi nói, ở chỗ chúng ta đúng là có, chỉ là có khả năng giá cả sẽ rất đắt trước ra vẻ một chút sau đó sẽ cố gắng bắt chẹt một hồi kha kha giá cả không thành vấn đề trương huyền xua tay ra vẻ ta không quan tâm hiện tại hắn là danh sư nếu như tính toán chi ly một chút ít tiền quả thật cũng quá mất mặt như vậy đi ta sẽ mang lão ra đi xem phòng đến khi nào ngươi hài lòng mới thôi nghe thấy đối phương nói vậy miệng ông chủ này cười sắp ngoác tới mang tai cũng không có chút do so dự nào, trực tiếp đóng cửa hàng lại. Lại cầm lấy một chuỗi chìa khóa, đi ở trước mặt Trương Huyền dẫn đường. Trương Huyền đi theo ở phía sau, cũng đi về phía trước, một lát đã đi tới trước mặt một phủ đệ rộng rãi. Đây là phủ đệ của một phú thương mới mua năm ngoái, kết quả tên này năm trước đã chết bệnh. Nhi tử của hắn ăn uống, chơi gái, đánh cực mọi thứ đều dính, thực sự hết cách rồi cho nên mới để phủ đệ ở chỗ chúng ta. Thuê, bán cũng được, Nơi này vừa mới được trang trí mới, vị trí tốt, bố trí cũng rộng rãi, ta sẽ mang ngươi vào xem một chút. Đứng ở trước cửa phủ đệ, ông chủ nhìn qua, muốn quan sát phản ứng của Trương Huyền. Tòa phủ đệ này là nơi sang trọng rộng rãi nhất mà bọn họ thuê, bất kể là đường xá hay là diện tích, cũng không có chỗ nào để chê trách. Mà lại được chọn là nơi đầu tiên như vậy là do hắn muốn để cho đối phương nhìn qua, nếu như không thích hợp lại đi tìm một nơi khác. Một khi vừa ý, quả thực hắn sẽ phát tài. Vào xem một chút đi. Trương Huyền cũng không nói nhiều. Nếu muốn giả mạo danh sư, đương nhiên nơi ở phải có khí thế, không thể quá nhỏ, còn xài bao nhiêu tiền, không thành vấn đề. Được, thấy đối phương không từ chối, ông chủ lần nữa nở nụ cười, vội vàng mở cửa lớn ra rồi đi vào. Tiến vào đình viện, giả sơn bể nước không thiếu gì cả, rộng rãi thoáng mát, có đủ loại thảm thực vật. Vừa mới tiến vào trong, nhất thời đã cảm thấy hoa thơm chim hót, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. "Không tồi." Đi một vòng, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Tòa phủ đệ này đúng như hắn dự đoán, hoàn toàn có thể đi vào ở. Đồ vật bên trong không thiếu gì cả, không có những phiền phức gì khác. Một điểm quan trọng nhất, đó là cách học viện Hồng Thiên cũng không xa lắm, chỉ có chừng gần 10 phút đi bộ. Sau khi dạy học xong trở về nơi này, cũng không làm lỡ thời gian ta chọn nó, căn phòng này thuê thế nào đây? Vừa ý nơi này, Trương Huyền lười tiếp tục phí lời, bàn tay lớn vung lên. Đây là phủ đệ, trung tâm mà chúng ta thuê, cũng là phủ đệ, sang trọng nhất, tốt nhất. Nếu như lão gia thật sự muốn thuê, một tháng trả 15 vạn đồng tiền vàng. Ông chủ vội vàng nói. 15 vạn. Trương Huyền hơi nhướng mày. Tuy rằng hắn không biết giá thị trường thuê phòng ở trong thế giới này, thế nhưng 15 vạn một tháng chỉ để thuê một đình viện, thực sự giá cả có chút đắt đỏ. Phù, cũng không nói lời nào, thân thể Trương Huyền khẽ động, đột nhiên bắt lấy ông chủ trước mắt. Vị lão gia này, người muốn làm gì? Nhìn thấy đầu ngón tay của hắn tiếng gió rít gào, giống như muốn xé nát không khí, ông chủ sợ đến mức thân thể co rụt lại, liên tiếp lui về phía sau. Vừa mới di chuyển thì tu vi trên người cũng thể hiện ra, võ giả tam trọng chân khí cảnh đỉnh phong. Tu vi không cao. Ồ, ta chỉ muốn nhìn tu vi của ngươi một chút mà thôi." Bàn tay vừa thu lại, đặt ra sau lưng, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía đối phương, hai mắt híp mắt lại. "Ngươi nói tòa phủ đệ này cho ta thuê 15 vạn một tháng? Đẩy giá cao lên gấp 3 so với 5 vạn một tháng, ngươi khinh ta coi tiền như rác sao?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 126: Ta là danh sư khục khục. Nghe thấy hắn nói như thế, ông chủ biến sắc mặt, vội vàng cười khan một tiếng. Lão gia nói gì vậy, tòa phủ đệ này vừa rộng rãi, lại có vị trí tốt như vậy, 15 vạn một tháng quả thực cũng không đắt. Không đắt, khóe miệng trương huyền nhếch lên. Chủ nhân cũ của tòa phủ đệ này tên là Đỗ Kiều, là một thương nhân. Thế nhưng hắn còn chưa chết, bởi vì gặp phải đạo phỉ cho nên chuyện làm ăn gặp khó. Vốn hắn định bán chỗ này đi, Thế nhưng trong thời gian ngắn không tìm được người mua, cho nên không thể làm gì khác hơn là cho thuê. Thỏa thuận của hắn và ngươi là 5 vạn một tháng, ngươi thu 15% tiền thù lao. Hiện tại lại nói với ta là 15 vạn, chẳng lẽ khẩu vị của ngươi không lớn sao? Lão ra, ngươi, ngươi. Nghe thấy hắn nói, ông chủ liên tiếp lui về phía sau hai bước. Thật hay giả vậy chứ? Đình viện này là quả thực là do hắn và Đỗ Kiều Ký Minh ước. Đúng như đối phương nói, chỉ có 5 vạn một tháng, chỉ là. Chuyện này thuộc về cơ mật thương mại, khi bọn họ ký kết cũng không nói cho người ngoài biết. Mà sao tên trước mắt này lại biết rõ ràng như thế chứ? Sao vậy, muốn phủ nhận? Trương Huyền lạnh nhạt nhìn sang. Các ngươi giao dịch ở phỉ thúy lâu 3 tháng trước, người tiếp khách còn có thúy linh cô nương. Thứ các người uống chính là lăng ba túy khoảng chừng 8 năm. Thức ăn là thịt của hùng hoàng thỏ, lại còn nghe thủ khúc minh tâm nguyệt đạn, sau khi nói chuyện làm ăn còn vui vẻ một lần kêu ba cô nương những việc này có cần ta kể từng chuyện ra cho ngươi nghe hay không a à, ông chủ dùng ánh mắt như nhìn thấy kẻ quái đản tràn ngập sự sợ hãi đối phương nói không sai một chút nào giống như tận mắt nhìn thấy vậy chuyện này cũng quá khủng bố a à. ngươi ngươi rốt cuộc là ai trong lòng sợ hãi cơ mặt của ông chủ này không ngừng run rẩy đứng ở trước mặt đối phương hắn có cảm giác giống như tất cả dối trá đều bị lột sạch vậy, khiến cho hắn không kìm lòng được cảm thấy trột dạ. Ta chỉ là một người thuê phòng, không muốn làm người coi tiền như rác mà thôi. Vẻ mặt Trương Huyền hờ hững. Là ta bị lợi ích che mờ tâm trí, đình viện này đúng như lời lão gia nói, năm vạn kim tệ một tháng. Thấy đối phương một hơi nói ra nhiều như vậy, ông chủ thật sự sợ hãi, cho nên cũng không dám ở phí lời mà vội vàng nói. Ừm, um, thấy đối phương thừa nhận, lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn gật gù, tiện tay lấy ra một tờ kim phiếu. Đây là 10 vạn kim tệ, ta trả trước một tháng, còn lại thuê cho ta một chút người hầu, còn nữa. Khoảng thời gian này ngươi ở lại làm quản gia cho ta. Nếu như biểu hiện tốt, đừng nói là 5 vạn, 10 vạn, ngươi muốn bao nhiêu, lão gia ta đều có thể cho ngươi bấy nhiêu. So với việc ngươi đi mở trung tâm môi giới còn kiếm lời nhiều hơn. Làm danh sư, Phủ đệ lại lớn như vậy đương nhiên không thể tự mình quét tước, cũng không thể bất cứ chuyện gì đều tự thân làm. Cho nên người hầu, nha hoàn, đây là thứ nhất định phải có. Còn vì sao phải để tên này làm quản gia? Rất đơn giản. Kẻ này biết lừa gạt tiền a, à. vừa mới mở miệng đã đưa ra giá cả gấp 3, lá gan tuyệt đối rất lớn. Mục đích mình ngụy trang thành danh sư chính là vì muốn kiếm tiền nhanh, đang cần nhân tài như vậy. Muốn bao nhiêu thì sẽ cho ta bao nhiêu hô hấp của người này bắt đầu trở nên rồn rập. Hắn mở một trung tâm môi giới, quanh năm suốt tháng, nhiều nhất cũng chỉ kiếm lời được 10, 20 ngàn kim tệ mà thôi. Cũng như tòa phủ đệ này vậy, trong một hai năm không nhất định sẽ có người đến thuê, nếu như lại chơi đen mà đối phương không mắc mưu thì cũng vô dụng. Chính vì như thế, cho nên khi thấy đối phương tiện tay lấy ra 10 vạn, còn nói ra lời này, hắn lập tức hưng phấn tới mức sắp phún lửa. Con mẹ nó, nếu sớm biết là khách hàng lớn, không nghĩ tới so với chân châu còn lớn hơn. Làm sao, không muốn sao? Không, không, ta đồng ý. Ông chủ này vội vã tiếp nhận kim phiếu, động tác nhanh chóng, so với tránh né công kích vừa nãy, còn nhanh hơn nhiều. Chuyện tốt như vậy, không muốn mới là kỳ quái, ừm. Ta chỉ ở trong thiên huyền thành một thời gian ngắn mà thôi. Chỉ cần hầu hạ cho tốt, ta sẽ khiến cho ngươi trong vòng một tháng kiếm được số tiền bằng ngươi thu vào 10 năm, nên chọn hay bỏ chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng thấy tên này thức thời như vậy trương huyền thỏa mãn gật gù yên tâm đi lão gia nhất định ta sẽ cố gắng hầu hạ lão gia nghe thấy đối phương hứa hẹn ông chủ liên tục gật đầu trương huyền đáp một tiếng muốn người ta triệt để cống hiến cho mình thì ân uy đều phải có cây gậy lớn lại thêm củ cà rốt đây tuyệt đối là con đường duy nhất có thể đi hắn vừa mở miệng đã vạch trần tính toán của đối phương khiến cho trong lòng đối phương mang theo lòng kính sợ, sau đó lại quăng ra lợi ích to lớn, đối phương không tin phục mới là lạ. Người tên là gì? Thuộc Hà Tôn Cường. Ông chủ này vội vàng trả lời. Sau này lão gia có thể gọi ta là Tiểu Cường. Tiểu Cường. Vẻ mặt Trương Huyền kỳ quái. Đúng vậy. Tôn Cường vội vàng gật đầu. Hiện giờ ta có chuyện muốn giao cho ngươi. Cố nén kích động muốn gọi đối phương là con rán, Trương Huyền khoát tay áo một cái thứ nhất tối hôm nay phải tìm đủ nô bộc hầu gái trong đình viện này ngày mai khi ta tới đây muốn nhìn thấy người thứ hai thông qua con đường của ngươi mang tin tức ta ở trong đình viện này tuyên dương ra ngoài cứ nói dương huyền danh sư ngang qua nơi đây ở lại nơi này trong thời gian ngắn tin tức này truyền càng rộng thì càng tốt nếu không thể dùng tên thật đương nhiên phải dùng tên giả dương huyền là tên của hắn kiếp trước cho nên mới thuận miệng dùng danh sư sợ hết hồn, tôn cường nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía lão ra trước mắt. Đúng vậy, ta là một vị danh sư, định ở đây tìm một thứ, vì lẽ đó, người phải truyền tin tức này ra ngoài, càng rộng càng tốt. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Vừa nãy ta đã đưa cho ngươi 10 vạn kim phiếu, khi thu người hầu, nhất định còn thừa không ít. Ngươi dùng số tiền này để làm chuyện này, chỗ tốt không thiếu của ngươi, ta thấy tu vi của ngươi đã bị vây ở chân khí cảnh đỉnh phong 10 năm trở lên, khoảng thời gian ta ở lại thiên huyền vương thành này, chỉ điểm ngươi đột phá cũng không tính là gì cả. Đa tạ lão ra, tôn cường vội vàng quỳ xuống mặt đất. Đúng như đối phương nói, hắn đã bị vây ở chân khí cảnh đỉnh phong 10 năm trở lên, đáng tiếc trước sau không thể đột phá, không có cách nào đột phá, nếu như thật sự có thể được danh sư chỉ điểm. Chuyện trở thành võ giả tứ trọng sẽ nằm ngay trong tầm tay lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vị lão già mới quen trước mắt này đang chắp hai tay ra sau lưng, yên tĩnh đứng ở bên trong ánh chiều tà sắp biến mất. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ ở trên người, chẳng khác nào thần tiên không dính tới phàm tục. Thấy cảnh này, trong nháy mắt đã khiến cho hắn cảm thấy khâm phục trong lòng. Đối với đối phương thân phận của danh sư tin tưởng không nghi ngờ. Không phải danh sư, làm sao có khả năng mở miệng nói ra giao dịch của hắn trước đây chứ? Nếu như không phải danh sư, sao lại có tiền như vậy, rộng lượng như vậy. Quan trọng là khí chất và cử chỉ của đối phương tự nhiên mang theo một loại cảm giác cao cao tại thượng. Nếu như hiện giờ có người nói hắn không phải danh sư, nhất định Tôn Cường sẽ cảm thấy đối phương đang nói láo. Lão ra yên tâm, nhất định ta sẽ làm tốt chuyện này. Đáp một tiếng, toàn thân Tôn Cường tràn ngập hăng hái. Danh sư, đây chính là người cao quý nhất trong toàn bộ thế giới, coi như quốc vương trầm thu bệ hạ của thiên huyền vương quốc nhìn thấy cũng phải cung kính có thừa, lấy lễ đến tiếp đón. Một tiểu nhân vật bình thường như hắn mà lại có thể có thể hầu hạ người như thế, quả thực chính là có phúc ba đời. Đi đi, thấy đối phương đã triệt để bị thuyết phục, lúc này Trương Huyền mới khoát tay áo một cái. Vâng, Tôn Cường tràn ngập hưng phấn đi ra ngoài. Thấy hắn rời đi, lúc này Trương Huyền mới hạ thấp tư thái, chậm rãi xoay người, cảm khái một tiếng không nghĩ tới ra vẻ cũng buồn tẻ như vậy. chương 127, danh sách đối chiến xuất hiện. Nếu như để cho người khác biết ý nghĩ này của hắn, có lẽ ngay cả tâm tư muốn bóp chết hắn cũng có. Ra vẻ còn buồn tẻ, sao người không đi chết đi? Tôn Cường đi rồi, Trương Huyền cũng không có chờ ở tòa phủ đệ này, một lần nữa trở lại nơi ở thì trời đã tối đen. Ngày hôm nay dạy học xong, sát hạch luận đan, sau đó lại tìm nơi ở, đủ loại ra vẻ, thực sự là mệt đến mức rối tinh rối mù. Vốn hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu nội dung ích huyệt cảnh, ai biết vừa mới nằm lên trên giường đã ngủ luôn. Sau khi tỉnh lại không ngờ trời đã sáng rồi. Trở lại lớp học, mấy học sinh đã tới từ lâu. Nhìn từng người, Trương Huyền thỏa mãn gật gù. Dường như mấy học sinh này cũng biết tầm quan trọng của thi đấu tân sinh cho nên tu luyện rất là khắc khổ, tuy rằng chỉ là một ngày ngắn ngủ không gặp, thế nhưng không ngờ lại có tiến bộ không nhỏ chỉ điểm cho từng người trong bọn họ một phen, Trương Huyền lại giảng giải vấn đề nghi hoặc của mọi người một chút. Lúc hắn đang muốn tan lớp thì đã thấy một người đẩy cửa đi vào. Trương Lão Sư, Lục Tầm Lão Sư muốn tiến hành sư giả bình chắc với ngươi, đây là danh sách học sinh mà hắn muốn tỉ thí với ngươi. Trước tiên để Chu Hồng đưa chiến thiếp tới, có lẽ người này đã bị mấy người viên đào đánh cho dọa hỏng, cho nên lần này người đến chính là một Lão Sư số lượng học sinh dạy của mỗi một lão sư không giống nhau, đặc biệt là giáo sư minh tinh như lục tầm, học sinh có hơn mấy trăm, so với trương huyền. Nếu như tất cả đều tham gia tỉ thí, nhất định sẽ không công bằng, vì lẽ đó, sư giả bình chắc, lão sư song phương đều sẽ chọn ra một ít học sinh đại biểu để tiến hành tỉ thí. Trương huyền chỉ có 5 học sinh, cho nên cũng không cần phải chọn, đối phương chọn ra 5 người tương ứng là được rồi. Được. Tiện tay tiếp nhận danh sách, Trương Huyền cúi đầu liếc mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức có chút kỳ quái. Vốn hắn tưởng rằng đối phương có nhiều học sinh ưu tú như vậy, nhất định sẽ phái ra một ít học sinh có thứ tự khá cao khi kiểm tra nhập học. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn ta lại phái ra năm học viên, ngoại trừ người cuối cùng tranh lệch một đoạn dài với viên đào ra chủ yếu là thứ tự của đối phương không bằng viên đào thì những người khác đều không kém nhiều. Người thứ nhất là Chu Hồng đã tới trước đó, còn lại trên cơ bản đều dựa theo thứ tự của mấy người vương dĩnh, Trịnh Dương, Lưu Dương, cách biệt không nhiều lắm. Sư giả bình chắc, có thể lựa chọn không chấp nhận, một khi tiếp nhận, đối phương có thể phái ra bất luận một vị học sinh nào của mình. Theo lý thuyết, coi như lục tầm phái ra 5 người trong 10 người đứng đầu kiểm tra nhập học thì cũng không tính là làm trái quy tắc, hắn cũng luôn chuẩn bị như vậy. Không nghĩ tới, tên này lại phái ra một đội hình như vậy, khiến cho hắn có chút không ngờ được. Hả, Mạc Hiểu, không phải tên này. Nhìn một chút một cái tên quen thuộc xuất hiện ở trong mắt, trong lúc hắn đang nghi ngờ thì đã nghe thấy giọng nói của Lưu Dương vang lên. Hắn cũng nhìn thấy trong nội dung danh sách, đương nhiên đã phát hiện ra chỗ không đúng. Trương Lão Sư, tuy rằng thứ tự trong danh sách này đều gần như bằng chúng ta. Thế nhưng giao thủ thực tế, chúng ta đều không phải là đối thủ của đối phương, có chút quái lạ. Hả? Trương Huyền nghi hoặc nhìn sang. Người đã nhìn ra gì đó hay sao? Người xem bạch siêu này, lúc sát hạch nhập học ta đứng thứ 93, vị bạch siêu này là người thứ 90, chúng ta không kém nhiều. Thế nhưng tên này am hiểu quyền pháp, tu vi cũng cao hơn ta một cấp bậc nhỏ. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, hai người như ta cũng không phải là đối thủ của đối phương, sở dĩ thứ tự gần như là bởi vì hắn sát hạch lý luận quá kém. Lưu Dương lại chỉ về một cái tên khác trong đó. Còn có đỗ lỗi này nữa, công phu chân rất mạnh, vương dĩnh xếp hạng thứ 67, hắn xếp hạng thứ 69, nhìn qua còn thấp hơn một chút, trên thực tế tốc độ của hắn lại cực nhanh, ra tay tàn nhẫn. Nếu như đơn độc chiến đấu, nhất định Vương Dĩnh cũng không đỡ nổi. Quả thực ta cũng không đánh lại được hắn. Vương Dĩnh hơi đỏ mặt, gật gật đầu. Mạc hiểu là bằng hữu của ta, xưa nay ta cũng chưa từng thắng hắn. Trịnh Dương cũng mở miệng nói. Chỉ là, không phải Mạc Hiểu quỳ gối ở chỗ vương siêu lão sư hay sao? Hai ta cùng báo đê anh, ta không thông qua sát hạch. Không những là hắn, Bạch Siêu này lúc khai giảng đã bái vào làm môn hạ của Hồng Huân Lão Sư, ta còn nhớ rõ, đỗ lỗi này bái vào làm môn hạ của Chu Hồng Lão Sư. Lưu Dương nói, chuyện gì thế này, Trương Huyền không nhịn được nhìn về phía Lão Sư đưa danh sách tới. Hả, ngày hôm qua mấy người mặc hiểu, Bạch Siêu, đỗ lỗi đã xóa bỏ chương trình học Lão Sư trước đó, bái vào làm môn hạ của Lục Lão Sư. Vị Lão Sư này gật gù. Danh sách đã đưa đến, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo từ." Nói xong, người lão sư này cũng không phí lời mà xoay người rời đi. Bái vào làm môn hạ của Lục lão sư. Nghe thấy hắn nói như thế, Trương Huyền sao lại không hiểu chuyện gì xảy ra cơ chứ? Nói thật, Lục Tầm này quả thực là bị ổi nha. Vốn tưởng rằng đối phương phái tới một ít học sinh có thứ tự gần bằng học sinh của hắn là vì công bằng, trên thực tế, hắn ta đã sớm chuẩn bị nghiên cứu thấu triệt mấy học sinh này của mình. Chu Hồng xếp hạng thứ 4, Triệu Nhã xếp hạng thứ 7, hai người không kém nhau nhiều, nhưng thực lực chân chính, trước đó cũng đã từng thấy qua. Nếu không phải hắn lặng lẽ chỉ điểm vị trí mệnh môn, cho dù có hai Triệu Nhã cũng không đánh lại được đối phương. Đùi của Vương Dĩnh đã từng chịu tổn thương, nhất định từ lâu đối phương đã điều tra rõ ràng, lại phái ra đỗ lỗi có công phu chân tốt, tốc độ nhanh. Mà chân người vốn là không lưu loát, làm sao có khả năng đuổi kịp tốc độ nhanh của người ta cơ chứ? Đây không phải là chờ chịu đòn hay sao? Trịnh Dương có thương pháp tốt, phái mạc hiểu có thương pháp cao hơn một bậc tới. Lưu Dương tu luyện võ kỹ làm cho kinh mạch ở cánh tay phải bị thương, đối phương lại phái ra bạch siêu có quyền pháp hung mãnh. Cho tới vị đối phó với viên đào, tên là Khổng Kiệt, cái tên có chút xa lạ, xếp hạng thứ ba hơn trăm, thế nhưng, Lưu Dương vừa giới thiệu qua, nhất thời hắn đã hiểu được. Tên này võ khí hay cái gì cũng không được, nhưng lực công kích lại siêu cường, thuộc về tuyển thủ có thể bộc phát cuồng bạo. Dùng người như thế để đối phó với gia hỏa Am hiểu phòng ngự như Viên Đào tuyệt đối là người tốt nhất có thể chọn. Con mẹ nó. Theo người ngoài thấy, Lục Tầm không dùng nhiều học viên ưu tú như vậy mà lại dùng mấy học sinh thứ tự gần nhau, công bằng công chính. Thế nhưng trên thực tế lại lén lút chuyên môn tìm kỹ người có thể khắc chế học sinh của bản thân hắn vì làm vậy mà hắn ta còn không ngại đào người từ trong tay các lão sư khác dựa theo bình thường mà tu luyện học sinh của mình tiến bộ thì nhất định học sinh của đối phương cũng tăng lên mà trong vòng nửa tháng đã muốn vượt qua đối phương hầu như là chuyện không thể dù sao trong năm học sinh của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề trong thời gian ngắn khó có thể giải quyết được hết con bà nó đây là tiết tấu muốn dẫm lão tử để leo lên a lửa giận của trương huyền dâng cao đổi lại là trước đây nếu như đối phương muốn đánh mặt của hắn tuy rằng hắn có phẫn nộ thế nhưng còn không đến mức tức giận trung quy cũng là một thành viên trên địa cầu kiếp trước trong cuộc sống hiện thực ngày nào mà không mất mặt cơ chứ cho nên hắn đã sớm rèn luyện thành thói quen mà hiện tại đối phương muốn dẫm lên trên mặt của hắn để leo lên vì hấp dẫn càng nhiều người chú ý hơn tạo ra tiếng tăm càng to lớn hơn vậy thì không được rồi lão tử không phải là bậc thang mà ngươi muốn dẫm là dẫm lại không phải là hạt dưa, muốn cắn là cắn. Liều mạng, trong vòng 10 ngày, nhất định ta phải kiếm được hơn 2.000 vạn, mua được dược dịch, đan dược. Siết chặt nắm tay, sắc mặt Trương Huyền trở nên âm trầm. Từ khi xuyên Việt tới, đây là lần thứ nhất hắn tức giận như vậy. Muốn đánh vào mặt của ta, ta đã nhẫn nhịn quá mức rồi mà ngươi vẫn muốn dẫm lên trên mặt của ta để leo lên. Không có cửa đâu. Trước đó hắn còn cảm thấy xài nhiều tiền như vậy để mua dược liệu là có chút lỗ vốn, dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp để lấy lại từ học sinh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, lỗ vốn cái răm A. Không những vì học sinh mà cũng là vì chính hắn. Lục tầm, người cứ chờ đó ta, hiện tại ta sẽ đẻ ngươi đắc ý, sẽ đến lúc ngươi phải khóc. Lục tầm đang dạy học hắt hơi một cái, không nhịn được xoa xoa mũi, trong lòng buồn bực. Ai đang nhớ tới ta vậy chứ? Chương 128, không người đến. Nhắn nhủ mấy vị học viên, dựa theo công pháp truyền thụ mà cố gắng tu luyện, có khả năng hắn sẽ phải rời khỏi đây mấy ngày, Trương Huyền rời khỏi học viện. Tìm tới một cái ngõ nhỏ không có ai, khi lần nữa đi ra, không ngờ hắn đã biến thành dáng vẻ của danh sư Dương Huyền. Chỉ còn lại 14 ngày thi đấu tân sinh sẽ bắt đầu, nhất định hắn phải nắm chặt từng phút từng giây một. Chỉ chốc lát đã đi tới phủ đệ còn chưa tới thì đã nhìn thấy hai tên hộ vệ canh giữ ở trước cửa hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang thực lực không ngờ cũng đã đạt đến võ giả tứ trọng bì cốt cảnh không tồi có khí thế trên thân hai hộ vệ này đều mặc y phục thống nhất với nhau không xa hoa nhưng cũng có một phen ý vị đặc biệt làm cho người ta có một loại cảm giác của gia tộc lớn có thể trong thời gian ngắn tìm được hộ vệ đồng thời tất cả đều được chuẩn bị sắp xếp xem ra năng lực làm việc của tiểu cường này cũng rất khá lão gia thấy hắn đi tới hai tên hộ vệ trần chờ một chút rồi đồng thời lên tiếng ừm trương huyền thỏa mãn gật đầu xem ra vị quản gia tiểu cường này ngay cả dáng vẻ của mình y phục cũng đã nói qua nếu không phải như thế thì không thể lần thứ nhất nhìn thấy đã nhận ra được hắn lại còn gọi là lão gia tránh được lung túng khi tiến vào đi vào phủ đệ phát hiện chung quanh đã được quét tước một lần còn được xếp đầy bồn hoa đi vào trong đó mùi thơm nước mũi lão gia, lão gia, từng tên thị vệ, nha hoàn đi tới, cung kính hành lễ. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, nhanh chân đi tới phương hướng phòng khách. Lão gia, ta đã dựa theo dặn dò của người, tìm toàn bộ người, đến rồi, tổng cộng có 30 nha hoàn, 50 hộ vệ. Còn chưa tới thì Tôn Cường đã tiến lên đón, giống như tranh công tràn ngập vẻ đắc ý. Trong thời gian như thế ngắn đã có thể triệu tập nhiều người như vậy, hơn nữa còn có chất có số lượng như thế, e rằng cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. không tồi. trương huyền tán thưởng một tiếng, nói: ngày hôm qua ta đã bảo ngươi tuyên truyền, chuyện này đã truyền đi hay chưa? yên tâm đi lão gia, ta đã truyền tin đi, tin rằng không bao lâu sau, toàn bộ thiên huyền vương thành đều biết hiện tại ta đang hầu hạ một vị lão gia danh sư. tôn cường dùng vẻ mặt sùng bái nhìn sang. Tuy rằng không biết vì sao lão gia phải thông báo chuyện mình là danh sư truyền đi, nhưng nếu đã để hắn làm như thế, nhất định sẽ có mục đích của mình. Người định truyền như thế nào? Ta lên giọng hủy cửa hàng của mình đi, lại nói cho tất cả mọi người trong thương trường. Bắt đầu từ hôm nay, ta đi làm quản gia của danh sư, hầu hạ lão gia, thương trường nhiều người nhiều miệng, tin rằng không tốn bao nhiêu thời gian thì chuyện này sẽ truyền đi khắp nơi. Tôn Cường vội nói. Ừm. Um. Trương Huyền đáp một tiếng quả thực đây là biện pháp tuyên truyền tốt nhất cũng không cần tốn bao nhiêu sức mà có thể truyền tin tức ra ngoài còn tốt hơn đương nhiên hiệu quả ra sao còn không nhất định lão gia người còn có gì muốn dặn dò nữa không thấy lão gia đã thỏa mãn tôn cường hưng phấn tới mức mắt sáng lên hỏi tiếp không có trương huyền suy nghĩ một chút những nha hoàn thị vệ này tuyển cũng tốn không ít tiền a có phải không đủ tiền hay không hắn cho đối phương 10 vạn thuê phòng ốc đã mất 5 vạn, 30 nha hoàn, 50 thị vệ, 5 vạn còn lại e rằng không đủ. Đủ rồi, những người này vừa nghe nói sẽ làm hộ vệ, nha hoàn cho danh sư cho nên từng người đều chủ động xông lại, tiền cũng lấy cực thấp, thậm chí còn có người không muốn, 5 vạn kim tệ đã dư giả rồi. Tôn Cường nói, nói đến đây, hắn vẫn khó có thể tin tưởng được như cũ, bởi vì huy vọng của danh sư thực sự quá khủng bố. Hắn dỡ cửa hàng, lại nói sẽ làm quản gia cho danh sư, có không ít người không tin. Thế nhưng dù vậy vẫn có không ít hộ vệ, nữ tử vọt tới, cam tâm làm nha hoàn, hộ vệ. Loại sức hiệu triệu này, bất kể là nghề nghiệp nào cũng không làm được. Không nói đâu xa, chỉ cần có thể tiếp xúc với danh sư, người ta tùy tiện chỉ điểm cho mình một hai câu đã giảm bớt rất nhiều năm khổ tu, chỉ riêng chuyện này cũng đã có thể làm cho vô số người vì đó điên cuồng, pha cho ta một chén trà đi biết sau khi tin tức đã được truyền đi, chuyện hiện tại hắn phải làm chính là ôm cây đợi thỏ, Trương Huyền cũng không vội vã mà đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế. Chỉ trong chốc lát một nha hoàn đã mang nước trà đưa tới. Vị nha hoàn này là một tiểu cô nương 16, 7 tuổi, tên là Uyển Nhi, lớn lên rất là xinh đẹp, đôi mắt to tròn rung động lòng người. Lúc vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trương Huyền còn có chút câu nệ, sau khi nhìn thấy hắn không hề có chút hung ác, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hành động trở nên nhẹ nhàng tự nhiên. Biết không thể nóng vội, Trương Huyền một mặt uống trà, một mặt yên tĩnh chờ đợi người chủ động đưa tới cửa. Hắn chờ từ buổi sáng đến buổi chiều, tới khi mặt trời sắp lặn xuống phía tây, thế nhưng lại không có một người tới đây, thậm chí ngay cả một người tới xem trò vui cũng không có. "Lão gia, có cần ta treo một tấm bảng trước cửa hay không, nói là danh sư ở đây." Tôn Cường cũng lo lắng, không nhịn được đi tới rồi nói. Trương Huyền không nói gì. Phải để cho người ta trong lúc vô tình biết được thì mới gọi ra vẻ, người trực tiếp treo lệnh bài lên giống như làm ăn thì ta còn giả vờ sao nữa. Hơn nữa, còn đề là danh sư ở đây, sao lại giống như là nhà có chó, cẩn thận khi đi vào cơ chứ. Xem ra hôm nay không có người nào tới nữa, chúng ta ra ngoài đi một vòng. Không để ý tới lời của đối phương, Trương Huyền đứng dậy. Tuy ở bên ngoài Tôn Cường nói ở đây có danh sư, nhưng phần lớn người vẫn lựa chọn không tin. Trung quy danh sư có thân phận gì chứ? Làm sao lại đơn giản đi tới thiên huyền vương quốc, thậm chí còn ở lại cơ chứ? Hơn nữa, coi như là ở lại thì cũng ở loại địa phương xa hoa như là vương cung. Lại đi thuê phủ đệ của ngươi, còn để ngươi làm quản gia, ngươi đang nằm mơ hay sao? Đi dạo, tôn cường chớp mắt. Như vậy, nếu như lúc này có người tới đây thì sao? Hiện tại hắn cũng đã biết vị lão gia này muốn trong thời gian ngắn tạo ra danh tiếng ở trong Thiên Huyền Thành. Đợi một ngày, vạn nhất khi đi ra ngoài lại có người đi tìm đến, chẳng phải tất cả nỗ lực trong này của mọi người đều trở nên uổng phí hay sao? Nói cho hộ vệ, nếu thật sự có người đến thì cứ đứng ở cửa chờ, bất kể là ai, không có ta dặn dò, không cho phép bất kỳ ai đi vào. Trương Huyền xua tay. Danh sư thì phải có tôn nghiêm của danh sư. Quản hắn là ai, dù cho là trầm truy bệ hạ của vương quốc, nếu như không có mình đồng ý, nếu muốn vào thì cũng không được. Vâng." Tôn Cường liên tục gật đầu. "Đi thôi. Nếu đã không chờ được người tới, vậy thì đi ra ngoài tìm cơ hội. Nếu không, ngày hôm nay qua đi, chỉ còn lại 13 ngày sẽ tới thi đấu tân sinh, dược liệu còn 9 ngày nữa sẽ tới, thời gian không đợi người. Đi ở trên đường, xung quanh hai bên là dòng người cuồn cuộn." Mặt trời bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống phía tây. Lúc này trời đã vào thu, gió nhẹ khẽ thổi hơi mang theo một chút hơi lạnh. Trong những người người quen biết, ai có tiền nhất? Đi mấy bước, Trương Huyền quay đầu hỏi. Hồi bẩm lão ra, đương nhiên là ông chủ của cửa hàng Thiên Vũ, Lăng Thiên Vũ đại nhân, phú khả địch quốc, là phú hào ức vạn. Trong mắt Tôn Cường hiện lên vẻ sùng bái nồng đậm. Ông chủ cửa hàng Thiên Vũ, phú hào ức vạn. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên chọn hắn đi mục đích ngụy trang danh sư chính là vì nhanh chóng làm ra tiền đương nhiên phải chọn nhà giàu hắn ở nơi nào sau khi có quyết định trương huyền hỏi hồi bẩm lão ra khoảng thời gian này trên cơ bản lăng đại nhân đều ở trong cửa hàng người muốn đi gặp hắn sao tôn cường nhi hoặc nhìn sang đúng vậy qua đó xem một chút trương huyền gật gù vung tay lên hai người nhanh chân đi tới cửa hàng thiên vũ chương 129, Đề Nam Thanh Ngọc. Cửa hàng Thiên Vũ vẫn náo nhiệt giống như trước đây, dòng người cuồn cuộn, khắp nơi đều là người. Hai tay Trương Huyền chắp ra sau lưng, chậm rãi đi vào. Lão ra, chỗ làm việc của Lăng Đại Nhân ở trước mặt. Đi rồi một lát, Tôn Cường chỉ về phía trước. Trương Huyền ngẩng đầu, quả nhiên đã nhìn thấy một cái đại sảnh được trang trí tráng lệ xuất hiện ở trước mắt. Trước cửa có hai đầu sư tử đá bằng ngọc, uy vũ cao lớn, để lộ ra vẻ uy nghiêm nồng đậm. Đặc biệt là một đôi mắt, đen nhánh có thần, khác nào sống bình thường, để người nhìn một chút, liền cảm thấy khiếp đảm không ngớt. Nghe nói đôi sư tử đá này là thứ lăng đại nhân đặc biệt mời thợ thủ công lục mặt luyện chế, nguyên liệu là đề nam thanh ngọc, cũng chính là thanh ngọc tốt nhất trong thiên huyền vương quốc. Lại thêm được thợ thủ công lục mặt chạm trổ, chỉ riêng một đầu cũng đã có giá trị mấy trăm vạn kim tệ. Trong mắt tôn cường mang theo lửa nóng trước cửa nhà của rất nhiều người có tiền đều bày ra một ít vật đáng tiền, thể hiện ra tài lực và khí độ của bản thân, cũng có ý tứ thị huy của cải. Xem ra vị lăng thiên vũ này cũng không phải là ngoại lệ. Mấy trăm vạn, trương huyền âm thầm tặc lưỡi. Trước đó hắn có trăm vạn kim tệ cũng đã cảm thấy không ít, trở thành phú hào một phương. Vừa nghe đối phương nói như thế mới biết được, so với người giàu có chân chính, chút tiền này của hắn không khác gì ăn mày một chút nào. Lão ra, có cần ta đi tìm Lăng đại nhân, nói người đến, để hắn tiện đón tiếp hay không?" Tôn Cường nhìn sang rồi hỏi. Ở trong mắt hắn, tuy rằng Lăng Thiên Vũ đại nhân phú khả địch quốc, thế nhưng bàn về địa vị so với danh sư chân chính vẫn còn kém rất nhiều. Danh sư là nhân vật cường hãn mà ngay cả Trầm Truy Bệ hạ cũng không dám đắc tội, mà Lăng Thiên Vũ, có tiền đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. "Không cần." Trương Huyền vung vung tay. "Ta tùy tiện nhìn một cái." chậm rãi đi về phía trước, đi tới trước mặt hai đầu sư tử đá cao to, lại đưa tay sờ lên. Tay đặt vào rất trơn, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thoải mái, vừa nhìn một chút đã biết tuyệt đối là thanh ngọc tốt nhất. Ngón tay đụng vào đó, Trương Huyền nhìn về hai bên phải trái một vòng, lại chạm vào chung quanh. Một lúc lâu sau, hai tay chắp ra sau lưng, chậm chậm đi tới phía trước. Thấy vị lão gia này nhà mình nhìn đông nhìn tây, Giống như là người nhà quê chưa từng va chạm với xã hội, Tôn Cường rất là nghi hoặc. Qua bên kia ngồi đi. Không để ý tới ánh mắt kỳ quái của đối phương, Trương Huyền cười nhạt. Cửa hàng Thiên Vũ có không ít nơi có thể cung cấp cho người ta nghỉ ngơi, cách nơi này không xa có một chỗ như vậy. Trương Huyền ngồi xuống, lại nâng một chén trà lên. Tôn Cường đứng ở một bên, có cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vị lão gia này nói muốn tới tìm Lăng đại nhân kết quả sau khi tới lại không đi vào, cũng không để cho mình đi vào bẩm mà còn ngồi ở chỗ này uống trà. Hắn muốn làm gì chứ? Có phải ngươi đang kỳ quái vì sao ta không cho ngươi vào tìm vị lăng đại nhân kia hay không? Nhìn ra suy nghĩ của hắn, Trương Huyền nhạt nhòa nói. Thuộc hạ không dám phỏng đoán tâm tư của lão gia. Tuy rằng rất muốn như thế, nhưng Tôn Cường cũng không dám nói ra. Không cần phải xuất sắng, cứ nói ra là được biết đối phương bị quản chế dưới áp lực của danh sư không dám phí lời trương huyền nói ta chẳng qua tiểu nhân chỉ cảm thấy kỳ quái lão gia là danh sư muốn gặp lăng đại nhân chắc chắn hắn sẽ không từ chối tôn cường không nhịn được nói nói ra thân phận đương nhiên hắn ta sẽ không từ chối cũng không dám từ chối thế nhưng ngươi có tin không nếu như ta không nói ra thân phận cũng có thể làm cho chính hắn đi ra gặp ta trương huyền nhìn sang Đùa sao, làm danh sư, chủ động lộ ra thân phận đi gặp một thương nhân, chẳng phải quá mất giá hay sao? Chỉ có làm cho đối phương tới đây, đồng thời thông qua suy đoán mà xác nhận thân phận của mình, như vậy mới có thể tạo được hiệu quả chấn động. Không nói ra thân phận. Tôn Cường không thể tin được. Chuyện này không thể nào a, à, tuy Lăng đại nhân chỉ là một thương nhân, thế nhưng có thể mở ra cửa hàng lớn như vậy ở đây, như vậy sau lưng cũng có bối cảnh. Một ít phương công đại thần muốn gặp hắn cũng chưa chắc có thể gặp được nếu như không nói ra thân phận làm sao đối phương lại tới được chứ lăng thiên vũ có thể mở cửa hàng lớn như vậy trong vương thành tất đất tắc vàng này tất nhiên sau lưng sẽ có vương thất phụ trợ người như thế coi như chỉ là một thương nhân thì cũng không thể khinh thường nếu như nói ra thân phận danh sư nhất định đối phương sẽ chạy tới không nói làm sao có khả năng đi ra gặp người được chứ đường đường là lăng đại nhân nếu như nhàn rỗi như thế có lẽ cũng không thể khiến cho chuyện làm ăn của hắn trở nên lớn như vậy. Tôn Cường cũng lăn lộn ở thương trường cho nên hắn biết, dựa vào mặt mũi của hắn, bất kể như thế nào cũng không thể khiến cho vị đại nhân này nhìn hắn dù chỉ một lần. Ha ha, nhẹ nhàng nở nụ cười, Trương Huyền nâng chén trà lên, hành động tao nhã. Nếu như không tin, lão gia ta ngày hôm nay sẽ khiến cho hắn ngoan ngoãn tới đây. Thế nhưng, trước đó ta dặn dò ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái đó không thể làm trái mảy may vâng thấy lão gia tự tin như thế tuy rằng trong lòng tôn cường tràn ngập nghi hoặc thế nhưng vẫn không nhịn được gật đầu đồng ý được rồi đi gõ đầu sư tử đá bên trái kia xuống cho ta trương huyền nói cái gì tôn cường lảo đảo một cái suýt chút nữa đã ngất đi vốn hắn tưởng rằng lão gia sẽ nghĩ ra biện pháp lợi hại gì đó kết quả chỉ là cái này sư tử đá trị giá mấy trăm vạn được lăng đại nhân coi như chân bảo nếu như chạy tới nện đầu xuống có lẽ đầu của hắn cũng gần như sắp dọn nhà lão gia tiểu nhân còn chưa muốn chết tôn cường sắp phát khóc có ta ở đây muốn chết nào có dễ dàng như vậy yên tâm đi trương huyền xua tay bờ môi tôn cường co giật muốn chết quả thực không dễ dàng còn phải bồi thường tiền cho người ta a làm sao có khả năng trực tiếp giết chết chứ thế nhưng coi như không giết cũng muốn chơi cho ta tàn phế cũng được a à. sao thế lời lão gia ta nói mà ngươi cũng dám không nghe trương huyền hơi nhướng mày lộ ra vẻ uy nghiêm nồng đậm hắn đã quen làm lão sư giờ khắc này lại phối hợp với bộ khuôn mặt màu vàng này cũng có một phen khí độ tiểu nhân yên tâm đi người đi đập phá con sư tử này sau khi trở về ta sẽ chỉ điểm ngươi đột phá võ giả tam trọng có ta ở đây nếu như có vấn đề gì không biết thì cứ nói vị lăng thiên vũ mà ngươi nói kia không những không làm khó ngươi mà còn có thể cảm kích ngươi, chủ động đưa cho ngươi thứ tốt. Biết địa vị của vị lăng đại nhân này, muốn làm cho tôn cường làm chuyện như vậy, quả thật có chút làm cho người ta khó chịu. Cho nên Trương Huyền vung tay lên, trước tiên cứ đưa ra chỗ tốt. Cái này, được. Nghe thấy hắn hứa hẹn, nghĩ đến đối phương là danh sư, coi như lăng đại nhân lợi hại đến đâu thì cũng không dám làm càn quá mức. Tôn Cường trần chờ một chút, lại cắn răng một cái hắn đã ở lại trong võ giả tam trọng thực sự quá lâu rồi rất nhiều phương pháp hắn cũng đã dùng vốn tưởng rằng đời này không thể tiến thêm một bước nếu đã có cơ hội này dù bảo hắn làm bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ không tiếc chính vì như thế đối phương mời hắn làm quản gia không có quá nhiều trần chờ hắn đã đồng ý đã có quyết tâm liều mạng quay người lại đi vài bước tới trước mặt đầu sư tử bằng đá bên trái chân khí trong cơ thể phun trào ra cả người tràn ngập khí tức mạnh mẽ đạp tới Nhìn thân thể mập mạp của tên này dù thế nào cũng không bắt mắt, thế nhưng quả thực thực lực không kém, quyền phong gào thét, mang theo lực lượng to lớn đánh thẳng xuống. Tuy rằng chân khí cảnh không được tính là cao thủ lợi hại gì cả. Thế nhưng đạt đến đỉnh phong cũng có 450 cơ lực lượng, dù đầu sư tử bằng thanh ngọc này có phẩm chất cứng rắn, thế nhưng lại giống như thủy tinh dễ dàng bị đánh nát. Nằm tay hạ xuống, một tiếng vang giòn vang vọng. Giang giác, Đầu sư tử đá giá trị mấy trăm vạn rất xuống dưới, trở thành bụi phấn ở trên đất. Chương 130, cả nhà người có khỏe không? Sư tử đá vốn đã thu hút ánh mắt người khác, giờ khắc này bị người ta đập nát, thanh âm như tiếng chuông lập tức hấp dẫn vô số người chú ý tới. Sao thế, sao lại đánh nát sư tử đá chứ? Chuyện này, tên này không phải đầu óc có bệnh đó chứ? Thứ này lăng đại nhân coi như chân bảo, mỗi ngày đều xoa xoa mấy lần hắn lại dám đánh nát. Người này là ai, không muốn sống nữa sao? Mọi người đang đi dạo ở trong cửa hàng, tất cả đều ngây người ra. Tiếng bàn luận của bọn họ còn chưa có kết thúc thì một đội chấp pháp tuần tra đã đi tới. Khi nhìn về phía tình cảnh trước mắt, bọn họ cũng có chút không dám tin tưởng. Hai đầu sư tử đá này là thứ mà Lăng Thiên Vũ Đại Nhân yêu thích nhất, mỗi một đầu đều có giá trị mấy trăm vạn, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được mà tên này xông lại không nói hai lời đã dùng một quyền đập nát. Con bà nó, hắn muốn tìm chết hay sao? Đừng để cho hắn chạy, bắt lấy hắn, lăng đại nhân sẽ có thưởng cho người nào bắt được hắn. Giật mình trong chốc lát, một tên đầu lĩnh của đội chấp pháp hô lên. Âm ầm vừa mới dứt lời, tất cả mọi người không có chút do so dự nào, cả đám lập tức gầm rú giống như bầy sói, xông về phía tôn cường bao vây lấy hắn. Tất cả đều vén tay áo lên, liên tục xoa tay nhanh như vậy sao? Không nghĩ tới đội chấp pháp lại đến nhanh như vậy, còn chưa có trở về đến bên cạnh lão ra thì đã bị ngăn cản, tôn cường sợ hết hồn, biến sắc nói. Ta, có thể giải thích một chút được không? Kỳ thực là, giải thích cái rắm đánh hắn. Trước tiên cứ đánh hắn một trầu rồi mới lại nói tiếp. Từng tiếng giống vang lên, lập tức vô số nắm đấm liên tục hạ xuống. Dám đánh nát sư tử đá ở ngay trước mặt bọn họ, người là ăn tim gấu hay ăn gan báo vậy? ta. Nhìn thấy nắm đấm ngập trời, suýt chút nữa tôn cường đã phiền muộn tới mức phun ra một ngụm máu tươi. Lão ra, không phải người nói sẽ không có chuyện gì sao. Người là một tên lừa gạt. Kỳ thực không trách đội chấp pháp phát rồ động thủ, bọn họ tuần tra xử lý tranh cãi, có trách nhiệm bảo vệ tài sản của cửa hàng. Mà sư tử đá lại là thứ mà lăng đại nhân thích nhất, bị đánh nát ở ngay trước mặt bọn họ. Một khi bề trên trách tội, e rằng tất cả bọn họ sẽ bị cho cuốn gói, vì vậy không giận mới là lạ ồ trương huyền đang uống trà chờ tôn cường hết bận đợi nửa ngày cũng không thấy có người tới đây hắn quay đầu nhìn lại hai mắt tức thì trợn tròn cái này cũng quá nhanh a à? không phải sau khi đập vỡ sư tử đá những người này sẽ đi bẩm báo với lăng đại nhân kia sau đó sẽ giải quyết vấn đề hay sao làm sao vừa tiến lên không nói hai lời đã động thủ rồi chứ nhìn dáng vẻ của bọn họ Ta đi qua đó có lẽ cũng sẽ bị đánh." Khóe miệng giật giật, Trương Huyền ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. "Đùa sao, tuy rằng thực lực của bản thân không kém, thế nhưng cũng không ngăn được nhiều người vây công như vậy a. À. Cho nên vẫn giả vờ không quen biết cho thỏa đáng." "Lão gia." Tôn Cường trong đám người bị điên cuồng đánh thấy lão gia nhà mình liếc mắt nhìn, sau đó lại nhanh chóng xoay đầu qua chỗ khác, hắn rất muốn khóc. "Lão gia, không phải người nói với ta không có chuyện gì hay sao?" dừng tay. Khi đội chấp pháp tuần tra đang đánh tới cao hứng thì một tiếng quát to vang lên, lập tức một người trung niên uy nghiêm nhanh chóng đi tới. Vừa đến trước cửa, nhìn thấy sư tử bằng đá đã nát trên đất, khóe miệng người này liên tục co giật, hiển nhiên vô cùng đau lòng. Chủ nhân cửa hàng thiên vũ lăng thiên vũ. Sư tử vừa bị đánh nát, đã có người thông báo cho hắn, bằng không, hắn không thể đi ra đây nhanh như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? lăng thiên vũ lạnh lùng nhìn sang bẩm lăng đại nhân vừa nãy chúng ta đang đi tuần tra thì nhìn thấy tên ngung cuồng này dùng một quyền đánh nát sư tử đá của đại nhân sau đó muốn chạy trốn bị chúng ta bắt lấy đầu lĩnh đội chấp pháp bước lên phía trước vội nói hắn ánh mắt lăng thiên vũ như muốn giết người đi vài bước tới trước mặt tôn cường giờ khắc này trên người tôn cường đã chúng không biết bao nhiêu quyền y phục cũng bị đánh cho rách nát may mà hắn còn bảo vệ được khuôn mặt cho nên lúc này mới không bị đánh thành đầu heo tôn cường lăng thiên vũ đã nhận ra được hắn ngữ khí mang theo vẻ lạnh lẽo nếu không nói ra được lý do hợp lý người có tin ta sẽ ném ngươi xuống sông nuôi cá hay không ta không tự chủ được run cầm cập một hồi tôn cường do dự một chút rồi cắn răng một cái nói là lão ra nhà ta bảo ta đập lão ra nhà các ngươi ngươi có lão ra từ khi nào vậy Lăng Thiên Vũ sững sờ. Hắn thân là ông chủ của cửa hàng cho nên cũng biết một chút ít về chuyện của các tiểu nhân vật. Tối ngày hôm qua lúc Tôn Cường rời đi, tuy rằng lên giọng, thế nhưng đối với người có thân phận như hắn, hắn không thèm để ý. Ngày hôm qua ta mới nhận lão ra, cũng chính là vị kia. Tôn Cường chỉ tay. Cái gì? Lăng Thiên Vũ hơi nhướng mày nhìn sang bên kia, chỉ thấy Trương Huyền đang quay lưng về bên này, tay nâng chén trà, chậm rãi uống trà dường như căn bản không đặt chuyện bên này vào trong lòng lão gia nói ra lão gia tôn cường thở phào nhẹ nhõm đi vài bước tới trương huyền trước mặt là ngươi bảo hắn đánh nát sư tử đá của ta đi vài bước tới trước mặt hai hàng lông mày của lăng thiên vũ nhíu lại trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo trương huyền cũng không quay đầu lại dường như không nghe thấy hắn nói mà vẫn tiếp tục thưởng thức trà căn bản không để vị lăng đại nhân ở trước mắt này vào trong mắt thật là to gan. Lăng đại nhân lên tiếng hỏi mà lại không trả lời, quả thực là muốn chết. Để hạ nhân đi đánh nát sư tử đá của đại nhân, tên này xui xẻo rồi. Người của đội y chấp pháp thấy lăng đại nhân cao quý tra hỏi mà tên này không những không trả lời em mờ còn không đứng lên, mỗi người đều giận dữ ngút trời, không nhịn được mắng to. Ra hỏa từ nơi nào chui ra, ra vẻ cái gì chứ? Dám tới đây cản rỡ, người có tin chúng ta giết chết người hay không? không biết tiên sinh xưng hô như thế nào vì sao lại phái người tới đánh nát sư tử đá của ta dù sao lăng thiên vũ cũng là người từng va chạm xã hội cánh tay vung lên ngắt tiếng quát lớn của mọi người ngồi đi mí mắt của trương huyền không thèm nhấc lên mà vẫn tiếp tục uống trà tôn cường thấy thế vội vàng chạy tới rót đầy chén trà ở phía đối diện nhìn thấy hành động của hắn lửa giận của lăng thiên vũ dâng trào sắc mặt âm trầm đáng sợ động tác của đối phương rất rõ ràng, có thể cùng uống trà với hắn, thế nhưng còn chưa xứng để làm cho hắn rót nước. Từ hai bàn tay trắng đến cửa hàng thiên vũ to lớn như hiện tại, hắn ngang dọc thiên huyền vương quốc, coi như đường đường là tể tướng, vương gia gặp hắn nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng luận giao, không dám bất cẩn như thế. người này làm như vậy không khỏi quá ngông cuồng a, à. thế nhưng càng như vậy hắn càng phải áp chế lửa giận của mình. Nếu đối phương biết thân phận của mình mà còn dám làm như vậy, nhất định sẽ có chỗ sửa. Hắn buôn bán nhiều năm như vậy, nếu như ngay cả một chút tức giận ấy cũng không nuốt trôi thì cũng không có cửa hàng Thiên Vũ như hiện tại. Ta hy vọng có thể nghe được một lời giải thích hợp lý. Hít mắt lại, hắn ngồi xuống ở phía đối diện. Đối với lời chất vấn của hắn, Trương Huyền vẫn không để ý tới như cũ, vẫn bình tĩnh uống trà, giống như căn bản không nhìn thấy lửa giận của đối phương vậy. Nước trà rất nóng, hắn uống chừng một phút, ngay khi đối phương ở phía đối diện sắp hết kiên nhẫn, Tôn Cường sợ đến mức sắp tè ra quần thì hắn mới chậm rãi để chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên Vũ trước mắt. Dáng vẻ chừng 47, 8 tuổi, hai hàng lông mày đen nhánh nhếch lên làm cho người ta có một loại cảm giác oai hùng. Chỉ nhìn tướng mạo là có thể nhìn ra, tuyệt đối là nhân vật kiêu hùng. Không nói gì, Trương Huyền ra hiệu cho Tôn Cường. Hồi bẩm lão ra, vị này là ông chủ của cửa hàng, Lăng Thiên Vũ Lăng đại nhân. Tôn Cường sao không biết ý của hắn chứ, cho nên lại vội vàng giới thiệu. Ồ, Trương Huyền đáp một tiếng, cầm ấm trà lên, chậm rãi rót rồi nói. Lăng Thiên Vũ, cả nhà ngươi có khỏe không? Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 131, Trình Viễn đại sư. Yên tĩnh. Cửa hàng vốn đang ồn ào náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. Thật hay giả vậy chứ? ta không nghe lầm chứ. Tên này không chỉ để người đập phá sư tử đá của lăng đại nhân, lại còn trực tiếp thăm hỏi cả nhà của hắn. Gan cũng quá lớn đấy. Tôn Cường ở bên cạnh càng lảo đảo, suýt chút nữa đã xoay người chạy trốn. Lão ra, người là danh sư, hay là cố ý đến làm khổ ta vậy? Lăng đại nhân không quen biết ngươi, ngươi có thể xoay người rời đi, nhưng mà ta vẫn còn muốn sống yên ổn ở thiên huyền thành này. Ngươi nói cái gì? vốn đã cố nén lửa giận, nghe thấy đối phương nói ra lời này, suýt chút nữa Lăng Thiên Vũ đã lập tức bộc phát. Chúng ta không quen biết, người trực tiếp hỏi cả nhà của ta, đây đã không phải là khiêu khích, mà là trần trụi nhục mạ, sỉ nhục. Ồ, không hiểu sao, vậy ta sẽ đổi một câu hỏi khác nhé. Thân thể người nhà ngươi còn tốt chứ? Thấy đối phương tức giận, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, vẻ mặt trương huyền không chút hoang mang. Thân thể người nhà ta có được hay không, không nhọc ngươi quan tâm ánh mắt lang thiên vũ như điện bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát không cần ta phải quan tâm sao vốn ta còn muốn cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ nếu không cần thì thôi vậy trương huyền lắc đầu ngươi có ý gì không có ý gì trương huyền uống một hơi cạn sạch nước trà đề nam thanh ngọc là thứ tốt không chỉ đẹp đẽ quanh năm đeo ở trên người còn có thể làm cho máu ứ động được lưu thông làm cho kinh mạch khoan khoái khiến cho thân thể người ta khỏe mạnh, thế nhưng, đề nam huyết ngọc thì lại không giống. Vật này có thể thôn vệ tinh khí của người ta để tẩm bổ, tiến hóa thành ngọc tinh. Tu vi của người đạt đến võ giả thất trọng thông huyền cảnh sơ kỳ, chân khí gào thét, thân thể mạnh mẽ. Đối với một chút điểm này không cần phải ý kỵ một chút nào, nhưng người nhà ngươi thì có vẻ như lại không chịu nổi. Nếu ta đoán không sai, mỗi ngày ngươi đều tiếp xúc với huyết ngọc, khí thức trong đó lan truyền ra cả nhà, Chắc chắn đã có người bệnh đến giai đoạn cuối, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Được rồi, Tiểu Cường, chúng ta đi thôi. Nói xong, Trương Huyền để chén trà xuống, vung ống tay áo rồi đứng lên, không tiếp tục để ý tới đối phương nữa. Hai tay chắp ra sau lưng, chậm rãi đi ra bên ngoài cửa hàng. Tôn Cường vừa đi vừa nhìn quanh hai bên, chỉ lo những người khác xông lại đánh hắn một lần nữa. Tiên sinh không vội trong lúc mọi người ở đây cho rằng nhất định lăng thiên vũ sẽ giữ tên ngung cuồng này lại để giáo huấn thì đã thấy thân thể cao lớn của hắn khẽ run lên miệng vội vã hô lớn trương huyền dừng bước tiên sinh nói sư tử đá này không phải là đề nam thanh ngọc mà là đề nam huyết ngọc vậy ngọc nhu bệnh của ngọc nhu chính là vì cái này sắc mặt lăng thiên vũ trở nên trắng bệch cũng không còn vẻ bình tĩnh như trước đó nữa hắn không nhịn được hỏi dồn người khác biết hắn là phú hào ức vạn, quan to quý nhân cũng phải lễ nhượng ba phần, phong quang vô hạn. Thế nhưng chỉ có tự hắn biết, nửa năm gần đây hắn đang xuất đầu mẻ chán, cũng sắp không kiên trì được nữa. Ngọc Nhu là thê tử kết tóc của hắn. Năm đó khi còn nghèo, coi như chỉ có một khối bánh nướng thì vị nữ tử hiền lành này cũng muốn để cho hắn ăn, nói dối đã ăn ở bên ngoài rồi. Sau đó chuyện làm ăn của hắn càng ngày càng lớn, tu vi cũng càng ngày càng cao. Thế nhưng hắn biết, nếu như không có nữ tử này, nhất định bản thân hắn đã sớm trở thành một đống xương cốt không ai nhặt ở nơi hoang dã rồi. Chính vì như vậy, cho dù có thân gia như vậy thế nhưng hắn cũng không hề làm sằng làm bậy, tìm hoa vấn liễu, mà trước sau như một, muốn đi tới cùng với vị thê tử đi theo hắn từ lúc nghèo hèn. Ai biết, trời không có mắt, làm người có họa phúc sớm tối, nửa năm trước, chẳng biết vì sao nàng đột nhiên bị bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt hơi được vậy hắn đã tìm y sư khắp toàn bộ thiên huyền quốc thậm chí ngay cả nguyên ngữ đại sư cũng đã đến đây tiến hành trị liệu kết quả tất cả đều tay trắng trở về bị kết luận châm cứu và dùng dược cũng không có tác dụng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi ngày đứt bóng đặc biệt là mấy ngày nay đã sắp không tiếp tục kiên trì được nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng thở trước đó hắn vẫn canh giữ ở bên giường của nàng ngày hôm nay cũng quả thật cửa hàng có chuyện quan trọng cần phải xử lý không thể không đến trong lòng vốn đã buồn bực, sau khi nghe thấy sư tử đá bị người ta vô duyên vô cớ đánh nát cho nên mới nóng giận chạy tới. Đã mất đi sự bình tĩnh của một thương nhân. Vốn tưởng rằng đối phương thực sự là người vô cớ tới gây phiền phức, thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương lại nói ra lời này. Mở miệng nói ra người nhà mình sinh bệnh. Nói sư tử đá không phải là đề nam thanh ngọc, mà là huyết ngọc. Chắc hẳn thê tử ngươi chỉ là người bình thường, tu vi không vượt quá võ giả nhị trọng. Trương Huyền cũng không quay đầu, lạnh nhạt nói. Ngươi, làm sao ngươi biết Ngọc Nhu là thê tử của ta? Hơn nữa, làm sao lại biết tu vi của nàng? Lăng Thiên Vũ lần nữa chấn động. Vừa nãy hắn chỉ nói Ngọc Nhu, đối phương lại mở miệng nói là thê tử hắn, lại còn nói thẳng ra tu vi, phần phán đoán này, quá chuẩn xác. Đề Nam huyết Ngọc Thôn vệ tinh khí lực lượng, từ võ giả nhị trọng trở xuống không có một chút năng lực chống cự nào cả. Một khi dính dáng tới nó, cơ năng thân thể sẽ nhanh chóng suy yếu, tóc bị rụng, da rẻ nhăn nheo, không nói chuyện được. Tuổi thọ sẽ không được quá nửa năm. Trương Huyền lạnh nhạt nói. Chuyện này, con người lăng thiên vũ co rụt lại. Lời đối phương nói giống như đúc bệnh trạng của thê tử hắn, không kém chút nào. Ta đi ngang qua nơi này, nhìn thấy vật này, để tránh nó làm hại mọi người cho nên mới bảo quản ra đánh nát. Nếu như lăng đại nhân cảm thấy ta lỗ máng, ngày mai ta sẽ sai người đưa tới đổ bồi thường trương huyền khoát tay áo một cái không nói thêm gì nữa giọng nói không buồn không vui dường như cũng không vì đối phương hiểu lầm mà tức giận chỉ là thanh âm có chút khí phách và tiêu điều chắc hẳn dựa vào năng lực của lăng đại nhân tìm tới chỗ ở của ta cũng không khó cũng không cần lo lắng ta sẽ chạy mất nói đến đây không để ý tới đối phương hắn lại lần nữa đi về phía trước lão gia thấy lão gia chỉ nói vài câu đã muốn rời khỏi tôn cường sửng sốt một chút vội vàng đuổi theo. Đại nhân, có cần ta cản bọn họ lại hay không? Thấy hai người từng bước một rời đi, sắp đi ra khỏi tầm mắt, thủ lĩnh đội chấp pháp trước đó đi tới. Không cần. Lăng Thiên Vũ đứng tại chỗ, mặt trắng mặt xanh một hồi, không biết đang nghĩ cái gì. Hắn là thương nhân, không giống như học sinh mà Trương Huyền gặp, tâm tư đơn thuần, rất dễ tin tưởng người khác. Mà hắn đã trải qua vô số sóng gió, cho nên cũng không dễ dàng tin tưởng người ta như vậy. Người trung niên không biết từ nơi nào chạy ra này, tuy rằng nói rất đúng, khiến cho hắn khiếp sợ không gì sánh được, thế nhưng hắn vẫn không kích động chạy tới giữ lại người ta. Trung quy, chuyện thê tử hắn sinh bệnh, hắn đã từng đi tìm vô số y sư, chỉ cần có tâm sẽ rất dễ dàng biết được. Đi tìm trình viễn đại sư đến. Trình viễn đại sư chính là giám bảo đại sư chuyên trách của cửa hàng thiên vũ. Tuy rằng còn không đạt đến cấp bậc giám bảo sư chân chính, thế nhưng quả thực là dám bảo học đồ cao cấp, so với tên lừa đảo như Dương mà còn lợi hại hơn nhiều, bảo vật mà cửa hàng mua, trên cơ bản đều để hắn tự mình kiểm tra. Không lâu sau, Trình Viễn Đại Sư đã đi đến trước mặt hắn. Lăng Huynh, sao lại sốt ruột tìm ta tới đây như vậy? Có chuyện gì thế? Thân là dám bảo học đồ cao cấp, cho dù là Lăng Thiên Vũ cũng chỉ ngang hàng với hắn mà thôi. Người giúp ta một chút, Nhìn xem đầu sư tử đá này rốt cuộc là đề nam thanh ngọc hay là huyết ngọc. Lăng Thiên Vũ chỉ tay xuống sư tử đá đã nát tan ở dưới đất. Thứ này ta đã sớm xem qua, là đề nam thanh ngọc. Phút sâu, Trình Viễn đại sư nhẹ nhàng nở nụ cười. Thứ này có thể tới đây được, nhất định trước đó hắn đã dám định qua. Vừa nói vừa đi tới trước mặt, hắn cúi đầu nhìn về phía chỗ sư tử đá vỡ vụn, con người đột nhiên co rút lại, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện này, chuyện này, làm sao có thể chứ? Chương 132, Tôn Cường tự hào. Sao vậy? Thấy mặt hắn biến sắc, Lăng Thiên Vũ vội vàng đi tới, cũng cúi đầu nhìn về nơi sư tử đá vỡ vụn. Trước mặt vỡ của ngọc thạch màu xanh có một đạo hoa văn màu đỏ hung ác ở trong đó, chiếu rọi ánh sáng ra xung quanh, biểu hiện vô cùng dị thường và khủng bố dữ tợn. Bởi vì là ác văn cho nên không thể nói là đề nam thanh ngọc, trước khi không đập nát sư tử bất kể là từ góc độ nào nhìn vào cũng không nhìn ra hoa văn này. Thực sự là đề nam huyết ngọc. Sầm mặt lại, lần này coi như không cần trình viễn đại sư giải thích thì hắn cũng biết vật này nhất định không phải là thanh ngọc. Hắn lại vỗ tới một trường. Dầm, bụp, thân thể đầu sư tử đá còn lại vỡ vụn thành vô số khối bắn tung tóe trên mặt đất, tay hắn cầm lên một khối, quả nhiên ở phía trên cũng nhìn thấy hoa văn màu máu. Là đề nam huyết ngọc, là lão hủ đã nhìn sai nhìn thấy hoa văn màu máu dày đặc trong đó, trình viễn đại sư như già đi 10 tuổi. Hắn vô cùng tự tin đối với ánh mắt của mình, chính vì như thế cho nên mới có địa vị đặc thù ở thương hành, thậm chí xương huynh gọi đệ cùng vị trước mắt này. Không nghĩ tới thứ to lớn nhất, quý giá nhất trong toàn bộ cửa hàng lại để cho hắn nhìn nhầm. Những hoa văn dày đặc này ở bên trong thanh ngọc, bên ngoài không có một chút manh mối nào, e là cho dù vị thợ thủ công điêu khắc lúc trước cũng không biết, cho nên dù có nhìn nhầm cũng không có gì cả lăng thiên vũ vẫn không trách tội đối phương mà chỉ nhìn sang hiện giờ ta chỉ muốn biết đề nam huyết ngọc có thể hút tinh huyết của người ta hay không huyết ngọc ta cũng đã xem qua ở bên trong thư tịch chưa bao giờ được gặp thực sự ngoài đời thế nhưng truyền thuyết là như vậy trình viễn đại sư gật đầu là sự thật sắc mặt lăng thiên vũ lần nữa trắng bệch lại ngẩng đầu nhìn về phía thủ lĩnh đội chấp pháp cách đó không xa Vị lão gia kia của Tôn Cường là ai? Các ngươi có biết không? Không biết. Thủ lĩnh đội chấp pháp lắc lắc đầu, đột nhiên như nhớ tới cái gì, hắn nói: "Ồ, đúng rồi, ngày hôm qua Tôn Cường vô cùng lớn lối, hắn bán cửa hàng của hắn, nói xin đi hầu hạ một vị. Danh sư đi ngang qua nơi này, chúng ta đều cảm thấy hắn đang khoác lác, cười nhạo một hồi, danh sư làm sao có khả năng thuê một người như hắn về hầu hạ cơ chứ?" Danh sư Lăng thiên vũ liên tục lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa đã ngã khụy, trong lòng hối hận chỉ muốn chết. Đối phương là danh sư. Khó trách nhìn thấy mình lại có thể bình tĩnh như vậy, có thể nhanh chóng nhìn ra đề nam huyết ngọc mà ngay cả trình viễn đại sư cũng không nhìn ra, đồng thời còn nói đúng bệnh trạng của thê tử hắn. Thế mà bản thân hắn lại không tin đối phương, trong lòng do dự chỉ vì một lần do dự đã bỏ qua chuyện kết giao cùng danh sư thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội cứu sống thê tử đại nhân nhìn thấy dáng vẻ này của đại nhân mình dường như thủ lĩnh đội chấp pháp cũng có phản ứng biến sắc nói vừa mới rồi vị lão gia kia sẽ không phải là danh sư mà hắn ta nói đó chứ nhất định là vậy khôi phục lại tinh thần như cũ lăng thiên vũ vội vã dặn dò nhanh đi hỏi thăm bọn họ hiện tại ở nơi nào Lập tức chuẩn bị xe, ta sẽ đi tìm người nọ. Hắn đã bỏ qua cơ hội một lần, làm sao có thể bỏ qua lần nữa được chứ? Vâng. Mọi người ở bên cạnh vừa nghe được người vừa nãy là một vị danh sư, tất cả đều sợ đến mức sắc mặt thay đổi, vội vội vàng vàng dựa theo dặn dò của hắn nhanh chóng đi làm việc. Danh sư, toàn bộ Thiên Huyền quốc cũng không có một vị, coi như hoàng hội trưởng của giáo sư công hội, cũng chỉ là một vị học đồ cao cấp. Hiện tại lại có một vị đi ngang qua mà nhóm người mình đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, suýt chút nữa đã bắt người ta đánh một trận. Ngẫm lại cũng cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Ngày hôm qua lúc Tôn Cường rời đi đã lên giọng nói tới chỗ ở của mình, muốn nghe ngóng cũng không khó, rất nhanh sẽ có tin tức. Đi! Đã biết rõ nơi ở của đối phương, Lăng Thiên Vũ đâu còn do dự, trực tiếp đi ra ngoài. Lão ra, bây giờ chúng ta đi đâu? Người đổ mồ hôi lạnh đi ra khỏi thiên vũ thương hành, thấy không có ai ngăn cản, lúc này tôn cường mới thở phào nhẹ nhõm không nhịn được hỏi. Trở về, trương huyền vung tay lên. Cứ như vậy mà đi về sao? Trên đầu tôn cường tràn ngập dấu chấm hỏi. Vừa nãy, lúc vị lão gia này ra ngoài bảo là muốn tìm lăng đại nhân, vốn hắn tưởng rằng còn thương lượng thương nghị chuyện gì đó. Kết quả lại chạy đến cửa hàng người ta để đập sư tử đá quý giá nhất của người ta thành đống phấn vụn, sau đó nói vài câu đã rời đi chuyện này khiến cho hắn có chút không hiểu ra sao không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ừm trương huyền cũng không giải thích chỗ ở của bọn họ cách cửa hàng cũng không xa không lâu sau đã trở về ngày hôm nay muộn rồi ta muốn nghỉ ngơi bất kể là ai tới đây cũng chặn ở ngoài cửa không cho phép vào trở về phòng trương huyền dặn dò một câu vâng tôn cường gật gù nhưng trong lòng cũng không phản đối. Ngày hôm nay đợi một ngày rồi mà không người nào đến, hiện tại trời cũng tối rồi, ai còn tới đây cơ chứ? Lui ra khỏi phòng, Tôn Cường đang muốn tìm một chỗ, xử lý những chỗ bị thương vừa bị người ta đánh đập một chút thì đã thấy hộ vệ gác cổng vội vội vàng vàng đi tới. Cường ca, bên ngoài có người cầu kiến. Hộ vệ nói, cầu kiến, ai vậy? Không nghĩ tới lại thực sự có người tới đây, Tôn Cường sững sờ. Là, Lăng Đại Nhân. Hộ vệ nói. Lăng Thiên Vũ, Lăng Đại Nhân. Tôn Cường run cầm cập, suýt chút nữa đã ngã trồng vó. Vừa nãy lão ra nói có người đến tìm, hắn còn chưa tin, không nghĩ tới lại là sự thật, hơn nữa. Lại là Lăng Thiên Vũ Đại Nhân vừa mới gặp. Lẽ nào bọn hắn không đợi được, ngày hôm nay đã đến đòi bồi thường rồi sao? Nhanh đi nghênh đón, ta đi tìm lão ra. Nói một tiếng, đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của lão gia thân thể hắn đột nhiên cứng đờ chờ đã lão gia mới vừa nói bất kể là ai cũng đều chặn ở ngoài cửa không cho phép đi vào rất rõ ràng hắn đã sớm biết lăng đại nhân sẽ đến ý tứ cũng đã rất rõ ràng không gặp không gặp lăng đại nhân đổi lại là bình thường cho tôn cường hắn người lá gan hắn cũng không dám trước đây đều là hắn kêu cha gọi mẹ đến đây bái kiến mà người ta không để ý tới bây giờ người ta chủ động đi tới nơi này rốt cuộc có nên tiếp hay là không đây con bà nó người chết chim hướng lên trời cứ nghe theo lão gia là được cắn răng một cái trong lòng đã có quyết định tôn cường dặn dò một tiếng ta cùng ngươi đi ra ngoài một chút người cũng đã bị đánh cũng đã đắc tội mặc kệ đối phương có mục đích gì chỉ có thể nghe theo lời lão gia nói mà làm một đường sông thẳng về phía trước rất nhanh đã đi đến cửa Quả nhiên đã thấy Lăng đại nhân khí Vũ Hiên ngang đang đứng ở ngoài cửa, Trình Viễn đại sư cũng theo sát ở phía sau. Hai người thấy hắn đi ra, đồng loạt nở nụ cười rạng rỡ. "Tôn huynh, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, nói Lăng Thiên Vũ cầu kiến." "Tôn huynh đang đi ra, vốn tưởng rằng Lăng Thiên Vũ sẽ tiếp tục truy cứu chuyện đánh nát sư tử, hỏi hắn đòi tiền." Thế nhưng dù có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại nói ra lời như vậy khiến cho Tôn Cường không nhịn được có chút kinh ngạc. Hắn chỉ là một tên thương nhân nho nhỏ, mua một quầy hàng mà thôi. Bình thường, đều phải xem sắc mặt của người ta, tùy tiện thí một thành viên của đội chấp pháp cũng đã có thể khiến hắn cung cúc nộp tiền. Từ khi nào có thể làm cho Lăng Thiên Vũ xưng hô một tiếng Tôn huynh cơ chứ? Đổi lại là trước đây, nhân vật như hắn, coi như quỷ gối trước mặt đối phương, đối phương cũng sẽ không nhìn lấy một lần. Trong nháy mắt, trong lòng như bị lửa thiêu đốt, Sắc mặt Tôn Cường đỏ lên, cả người trong nháy mắt cảm thấy sung sướng đê mê. Mở mày mở mặt, không sai, đây chính là mở mày mở mặt. Chương 133, nhốt ở ngoài cửa. Xem ra vị Lăng Thiên Vũ này biết lão gia nhà mình là danh sư, cho nên lúc này mới chạy tới. Tiện thể địa vị mình cũng đã tăng lên. Cũng đúng, bất kể nói thế nào, mình cũng là quản gia của danh sư, coi như tể tướng của vương quốc cũng phải thấp giọng nịnh bợ dù lăng thiên vũ có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là thương nhân mà thôi có gì mà phải sợ cơ chứ nghĩ tới đây toàn bộ sợ hãi trong lòng tôn cường biến mất hắn lập tức đứng thẳng lên mang theo khí độ cao cao tại thượng nói thật ngại quá lão gia nhà ta đã ngủ vừa mới nhắn lại bất kể là ai đều không gặp ngại quá có khả năng lăng đại nhân đã đi một chuyến uổng công rồi thoải mái quả thực quá thoải mái Trước đây khi nói chuyện với Lăng đại nhân hắn đều phải ăn nói khép nép, không dám phí lời. Đã khi nào dám từ chối ngay mặt cơ chứ? Còn nói Quang Minh chính đại, khí thế như vậy. Ngủ. Khóa miệng Lăng Thiên Vũ giật giật. Đối phương vừa rời đi, bản thân hắn đã đuổi theo, chân trước chân sau chỉ chừng 3 tới 5 phút đồng hồ, vậy mà nói ngủ là ngủ ư? Ngươi lừa gạt ai vậy? Xem ra bản thân hắn đã đắc tội với vị danh sư này, làm cho hắn tức giận đắc tội danh sư đừng nói hắn chỉ là một thương nhân coi như là thẩm truy bệ hạ của thiên huyền quốc e rằng cũng không chịu nổi lại nói bất cứ lúc nào thê tử của hắn cũng sẽ tử vong vị danh sư này có thể nói ra bệnh trạng điều này đã nói rõ nhất định đối phương đã có biện pháp bất kể thế nào hắn cũng không thể từ bỏ nghĩ tới đây lăng thiên vũ càng trở nên cẩn thận kỹ càng hơn vừa nãy là hạ nhân của ta không đúng làm hại tôn huynh bị thương đây là một ít dược vật trị thương mà ta thu thập được đối với thương thế có tác dụng vô cùng tốt còn những thứ này không ý tứ gì khác chỉ là muốn làm phiền tôn huynh hỗ trợ thông báo một chút nói xong hắn lấy ra một bình ngọc và một tờ kim phiếu rồi đưa tới tôn cường không đưa tay mà cúi đầu liếc mắt nhìn con ngươi không nhịn được co rút lại làm một tên thương nhân mỗi ngày đều loanh quanh ở trong thương hành đương nhiên cũng phải có ánh mắt tốt thứ ở trong bình ngọc gọi là bổ thương đan là thánh dược chữa thương chân chính, chỉ có những luyện đan sư chân chính trong luyện đan sư công hội mới có thể luyện chế ra được, mỗi một hạt cũng có giá hơn vạn đồng tiền vàng. Đối phương một lần đưa ra một bình. Quan trọng nhất chính là, kim phiếu trong tay đối phương, mỗi một tấm đều có mệnh giá 5 ngàn, một chồng có tới 20, 30 tấm. Nói cách khác, chỉ vì muốn nhờ mình thông báo một tiếng cũng đã lấy ra chỉ ít 10 vạn đồng tiền vàng. Con mẹ nó, có cần bạo tay như vậy hay không? Chỉ là, tuy rằng chấn động, thế nhưng hắn cũng biết, loại thái độ này và số tiền này của đối phương đều bắt nguồn từ sự kính sợ với lão gia nhà mình. Cũng không không liên quan quá nhiều tới hắn, nếu như trong lòng hắn có ý khác, làm cho lão gia không cao hứng, tất cả đều sẽ biến thành bọt nước. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái. Thật ngại quá, kính xin Lăng đại nhân tự trọng, lão gia đã tự mình nói qua, ai cũng không gặp, ta cũng không có cách nào khác. Nếu như đại nhân thật sự muốn gặp ta thấy hay là ngày mai đi. Bàn tay lớn với một cái, cố nén trong lòng đang nhỏ máu, dường như xem thường tiền tài trong tay đối phương, nhẹ như mây gió. Hết cách rồi, bắt đầu từ hôm nay, hắn đã là quản gia của danh sư, địa vị giống như nước lên thì thuyền lên, cũng phải có khí độ của riêng mình. Cũng phải học ra vẻ một chút. Một chút tiền lẻ và một ít đan dược đã bị mua chuộc, sau này còn có ai coi trọng hắn nữa chứ? Ngày mai sắc mặt lăng thiên vũ trở nên khó coi. Vợ hắn có thể kiên trì qua đêm nay hay không cũng không biết nữa, nếu như chờ tới ngày mai, e rằng cũng chỉ còn lại một bộ thi thể mà thôi. Kính xin tôn huynh hỗ trợ, ta thực sự có việc gấp muốn gặp lão ra nhà các ngươi. Lần nữa lấy ra một tờ kim phiếu rồi đưa tới, vẻ mặt lăng thiên vũ rất thành khẩn. Thật ngại quá, thực sự ta không có cách nào khác. Thấy đối phương càng lấy ra càng nhiều, bản thân đã có chút không đối phó được, tôn cường khoát tay chặn lại rồi xoay người đi vào bên trong đóng cửa nói xong hắn đi vào bên trong kẹt kẹt cửa lớn đã đóng tôn huynh lăng thiên vũ vội vàng la lên cho dù đã đạt tới võ giả thất trọng thông huyền mà mấy tên hộ vệ này chỉ là bì cốt cảnh cách biệt rất xa thế nhưng hắn vẫn không dám tiến về phía trước nửa bước lăng huynh trình viễn đại sư ở phía sau không nhịn được nhìn sang chuyện này đều do ta nếu vừa nãy ta có thể ngăn danh sư đại nhân lại thì cũng không đến mức như vậy. Đối phương đã trực tiếp đóng cửa, cự cử tuyệt hắn ở ngoài cửa, Lăng Thiên Vũ cũng không tức giận mà chỉ thở dài lắc đầu. Muốn trách thì phải trách bản thân, không tin mà còn muốn đi kiểm tra một lần. Lần này thì tốt rồi, trêu cho trong lòng danh sư khó chịu cho nên mới xuất hiện kết quả như thế này, âu cũng là gieo gió gặt bão. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trình Viễn đại sư không nhịn được nói một câu. Chờ, coi như chờ một đêm thì ta cũng phải chờ. Cơ hội ta đã bỏ qua một lần, ta không muốn bỏ qua thêm một lần nữa. Hai mắt lăng thiên vũ hiện lên vẻ kiên định. Chính là bởi vì loại kiên định này cho nên mới khiến cho hắn từ một tiểu tử nghèo không có tiếng tăm gì trở thành cự phách của cải một phương. Lại nói, nếu như có thể cứu thê tử hắn, đừng nói là chờ một đêm, coi như chờ thêm ba ngày thì có sao chứ. Đừng nói là bảo hắn chờ, coi như thẩm truy bệ hạ tới đây, bị cử tuyệt ở ngoài cửa thì chắc chắn cũng sẽ không dám nhiều lời. Danh sư có năng lực này, thì đương nhiên cũng có thân phận ấy. Ta thực sự để hắn ở bên ngoài hay sao? Đi vào đình viện, Tôn Cường còn cảm thấy giống như mình đang nằm mơ, toàn thân nhẹ nhàng. Người ngoài cửa là ai? Lăng Thiên Vũ. Chính là người giàu có nhất, cho dù không thì cũng gần như giàu có nhất trong thiên huyền thành, là phú hào ước vạn chân chính. Người như thế cũng đến đây bái kiến, coi như tể tướng, quan lớn nhất phẩm cũng phải vội vàng ninh đón, không dám thất lễ. Mà bản thân hắn lại có thể cự tuyệt đối phương ngoài cửa. Ngẫm lại cũng khó mà tin nổi. Nhưng dù là như vậy, đối phương cũng không dám sinh ra một chút tâm tình không vui nào. Ngay cả hắn cũng có thể cự tuyệt ở ngoài cửa, có phải là địa vị của hắn sẽ càng ngày càng cao, trở thành danh nhân trong thiên huyền quốc này hay không? Xem ra việc bán thương hành trực tiếp chạy tới làm quản gia tuyệt đối là chuyện sáng suốt nhất mà đời này hắn từng làm. Đây mới là danh sư chân chính. Cho tới giờ khắc này, từ tận trong lòng hắn mới xác nhận được. Trước đó, đối phương nói là danh sư, kỳ thực hắn vẫn còn có chút bồn chồn. Khi nhìn thấy Lăng đại nhân cũng phải cung kính như thế thì hắn mới rõ ràng, cũng chỉ có danh sư chân chính thì mới có loại quyết đoán và thủ đoạn này. Không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Kiêu ngạo thì thế nào cơ chứ? trước mặt danh sư tất cả đều là cặn bã đi tìm lão gia âm thầm đắc ý một trận tôn cường lần nữa đi đến đại sảnh quả nhiên đã thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng lão gia đang lặng lẽ ngồi đó vẫn chưa nghỉ ngơi lão gia lang thiên vũ đã đến rồi tiến về phía trước hai bước hắn cung kính ôm quyền ừm um. trương huyền gật đầu đáp một tiếng cùng không để ý tới hắn hắn muốn gặp người do dự một chút Tôn Cường không nhịn được nói: "Trước tiên cứ để hắn chờ một đêm rồi nói sau, nếu như không chờ được thì cứ nói cho hắn, sau này không cần phải đến nữa." Trương Huyền lạnh nhạt nói: Thông qua việc chạm vào sư tử đá, hắn đã biết vật này cũng không phải là đề nam thanh ngọc, cho nên đương nhiên cũng đã biết chỗ nguy hại của nó. Tuy rằng Thiên Đạo Đồ Thư Quán không đưa ra phương pháp trị liệu, lại tỉ mỉ miêu tả tình huống người bình thường bị huyết ngọc hấp thu tinh huyết, trong thời gian ngắn chắc sẽ không chết được đã như vậy, cứ để cho đối phương chờ ở bên ngoài. Có vị phú hào ước vạn này ở bên ngoài, chắc hẳn tiếng tăm của bản thân hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Trong vòng 9 ngày phải kiếm được hơn 2.000 vạn, đây cũng là chuyện không có cách nào giải quyết được. Vâng, Tôn Cường gật đầu, lại lùi ra. chương 134, Đỗ Viễn tràn ngập nghi hoặc. Không để ý tới lăng thiên vô ở bên ngoài, Trương Huyền tiếp tục cân nhắc huyệt đạo mà tích huyệt cảnh cần phải mở ra. Săn vặt một đêm, thừa thế sông lên, lại mở ra 30 huyệt đạo, số lượng huyệt đạo mà hắn mở ra, không ngờ tổng cộng cũng đã đạt tới 50. Lực lượng chân khí cũng đã đạt đến 70 đỉnh. Nếu như phối hợp với 90 đỉnh của thân thể mà nói, có thể ung dung sử dụng lực lượng to lớn đạt tới 160 đỉnh, đừng nói là cường giả tích huyệt cảnh đỉnh phong, coi như là cường giả thông huyền cảnh sơ kỳ cũng có thể ung dung đánh bại. Thông huyền cảnh, mở ra thông huyền mạch quan trọng nhất trong thân thể, lực lượng toàn thân thông suốt, coi như là sơ kỳ thì cũng có thể nắm giữ được cự lực 100 đỉnh, trung kỳ nắm giữ 200 đỉnh, cứ thế mà suy ra, đỉnh phong nắm giữ 400 đỉnh. Tất cả lực lượng của Trương Huyền gộp lại là 160 đỉnh, ước chừng ở giữa thông huyền sơ kỳ và trung kỳ. Loại tiến bộ này đã rất là khủng khiếp, nếu như chuyện này truyền đi nhất định có thể hù chết một đám lớn người. Người người đều biết giữa tích huyệt cảnh và thông huyền cảnh có tranh lệch rất lớn, tích huyệt cảnh đỉnh phong đã có thể chiến thắng thông huyền cảnh, e rằng trong toàn bộ thiên huyền quốc cũng không tìm ra người thứ hai. Chậm rãi xoay người đứng lên, trương huyền đẩy cửa đi ra ngoài. Lão ra, lăng thiên vũ đại nhân đã chờ ở bên ngoài một đêm. Tôn cường đi lên phía trước. Chờ một đêm. Trong lúc hắn tu luyện đã quên mất người này. Như vậy, trương huyền vung tay, trầm tư một lát. Thấy dáng vẻ này của lão ra, có lẽ sẽ gọi lăng đại nhân đi vào, Tôn Cường tràn ngập chờ mong nhìn sang lão gia mình thì đã nghe thấy đối phương thản nhiên nói: "Hay là ăn cơm trước đi." Tôn Cường lảo đảo một cái ngã xuống đất. Chủ nhân Thiên Vũ Thương Hành, Phú Hào Ức Vạn chờ ở bên ngoài một đêm, mà bản thân vị chủ nhân này của hắn lại vẫn muốn ăn cơm trước. Chỉ là, làm một hạ nhân, hắn cũng không dám nhiều lời, cho nên lập tức sai người đi chuẩn bị. Không thể không nói, nha hoàn người hầu mà tên này đưa tới cũng không tệ lắm thức ăn bọn họ làm ra vô cùng phong phú, mùi vị cũng không tồi. Ăn xong bữa sáng, Trương Huyền lại ở trong sân đi lại một lúc, sau khi ước chừng thời gian gần tới 10 giờ, lúc này hắn mới bảo Tôn Cường ra mở cửa. Đỗ Viễn là tiểu thiếu gia đỗ gia, một trong bốn gia tộc lớn nhất thiên huyền thành, du thủ du thực, quần là áo lượt tới cực điểm. Lúc ngày thường cũng đi dạo dắt chó, chơi chim, trăng hoa bên trong các ngõ nhỏ. Năm nay hắn đã 24 mà chỉ là võ giả tam trọng chân khí cảnh sơ kỳ, bên trong các con cháu thế gia hắn được coi là rác rưởi trong đám phế vật. Thế nhưng, cũng không phải là hắn trở thành một tên công tử bột, mà đây là chuyện không có cách nào giải quyết. Phụ thân hắn vốn là ứng cử viên đứng đầu cho vị trí gia chủ, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà 10 năm trước bất ngờ bị một cơn bệnh nặng, dẫn đến kinh mạch hư hao, huyệt đạo bị phong lại, thực lực từ tích huyệt cảnh trước đó rơi thẳng xuống, biến thành phế nhân đối thủ cạnh tranh trước đó nhao nhao ném đá xuống giếng, tiến hành áp bức đối với chi mạch của bọn họ. Vốn hắn kế thừa thiên phú của phụ thân, cũng xem như khá tốt, nắm giữ tư cách cạnh tranh, đáng tiếc, bản thân chi mạch này đã bị áp bức đủ rồi. Nếu như biểu hiện ra mình lợi hại, nhất định sẽ bị hãm hại. Hắn bị bức ép bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể làm bộ như một tên quần là áo lượt, cả ngày nhàn vân giã hạc, qua ngày nào tính ngày đó ngày hôm nay hắn ngủ mãi tới khi mặt trời lên cao lúc này mới mang theo con chó mà bản thân ưa thích nhất nghênh ngang đi ra ngoài chậm rãi theo đường phố đi bộ về phía trước ồ người kia không phải là lăng thiên vũ đại nhân của thiên vũ thương hành sao đột nhiên hắn dừng bước trước mắt xuất hiện một người hắn quen biết lăng thiên vũ trong toàn bộ thiên huyền thành cũng là một trong mấy nhân vật nổi tiếng phú hào ức vạn giàu có ngút trời rất là phóng khoáng Mặc dù hắn quần là áo lượt, thế nhưng cũng là người của tứ đại gia tộc, phạm vi tiếp xúc bình thường cũng cao hơn, mà vị Lăng Thiên Vũ trước mắt này cũng có không ít chuyện làm ăn với đỗ gia bọn họ, cho nên hắn đã sớm gặp qua. Người này thuộc về cùng một cấp bậc với gia gia hắn, tại sao? Giờ khắc này lại đứng ở ven đường, người đầy nước xương, rất là chật vật, nhìn qua giống như là một đêm không về nhà vậy chứ. Đây là đình viện của người nào đây? Rất nhanh hắn đã nhìn ra được chỗ không đúng vị đại nhân vật lăng thiên vũ này dường như đang đứng ở trước một phủ đệ chờ đối phương mở cửa con đường này hắn thường loanh quanh ở đây tòa phủ đệ này đã sớm bị bỏ trống trong khoảng thời gian rất lâu hắn chưa từng nghe nói có ai dọn tới ở lại nói coi như có người ở như vậy người này có thân phận gì mà lại khiến cho vị lăng đại nhân này chờ ở chỗ này chứ ta nghe nói ngày hôm qua khi trời tối lăng đại nhân đã chờ ở đây rồi đúng vậy đây là chuyện mà ta tận mắt nhìn thấy dường như lăng đại nhân muốn gặp chủ nhân của tòa phủ đệ này kết quả người ta không để ý tới hắn một chút nào chỉ có một quản gia đi ra nói hoặc là tiếp tục chờ hoặc là sau này lại tới trời ạ à, thật hay giả vậy chứ đây là ai vậy dám bảo lăng thiên vũ đại nhân chờ một đêm đúng là càn dỡ ta cũng không biết cho nên vừa sáng sớm đã tới xem một chút không nghĩ tới đã đợi được một đêm trong lúc hắn đang nghi ngờ thì đã nghe tiếng đối thoại vang lên ở cách đó không xa đợi một đêm đỗ viễn hít vào một ngụm khí lạnh chỉ có người có phạm vi tiếp xúc rất cao mới biết được năng lực của lăng thiên vũ tuy rằng hắn chỉ là một thương nhân thế nhưng lại giao hảo cùng tất cả gia chủ tứ đại gia tộc lại còn kết giao với vương công quý tộc thậm chí hàng năm còn cống hiến cho quốc hố coi như trầm truy bệ hạ cũng coi hắn là một con gà đẻ trứng vàng không dễ dàng đắc tội người có thân phận như vậy lại có thể đứng ở bên ngoài đình viện của người khác đợi một đêm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe người khác nói, chắc chắn sẽ không có người nào đi tin tưởng. Thật hay giả vậy? Rốt cuộc là ai? Sao lại ghê gớm như thế? Các người biết người ở trong này là ai không? Đỗ Viễn không nhịn được đi tới chỗ mấy người đang nói chuyện. Không biết, dường như ngày hôm trước mới chuyển đến. Khí thế rất lớn, Ngày hôm trước mới vào ở thì đã chiêu mộ mười mấy hộ vệ và người ở, nha hoàn. Ta đã thấy qua gia chủ nhà này, dường như là một người trung niên, ước chừng 40 tuổi, có chút xanh sao vàng vọt, trước đây ta chưa từng gặp. Mấy người hiểu rõ chuyện lên tiếng nói. Người trung niên, chiêu mộ mười mấy hộ vệ và người ở. Đỗ Viễn nghe vậy có cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mau nhìn, cửa mở ngay khi trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc thì đã thấy cửa lớn đang đóng chặt ở phía trước kéo kẹt một tiếng rồi từ từ mở ra một tên béo ưỡn cái bụng đi ra tôn cường nhìn thấy tên mập mạp này hắn đã nhận ra được tên này thuê một trung tâm ở thiên vũ thương hành lúc trước bản thân hắn kim ốc tàng kiều cho nên còn từng tìm hắn để thuê nhà sau khi đối phương bia thân phận hắn còn nhiều lần cầu khẩn điển hình của một tiểu nhân phố phường sao tên này lại ở đây chẳng lẽ hắn ta tới đây làm hạ nhân? Trong lúc hắn đang kỳ quái thì đã thấy tôn cường mà hắn biết vẫy tay một cái, nói. Lăng đại nhân, lão gia nhà ta bảo ngươi vào. Thanh âm không có một chút khách khí nào, dường như căn bản không coi đối phương ra gì cả. Một tiểu thương nhỏ trong thiên vũ thương hành lại dám nói chuyện như vậy với ông chủ. Vốn tưởng rằng nhất định Lăng Thiên Vũ sẽ nổi giận thì lại thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, trong mắt không những không tức giận mà trái lại còn tràn ngập cảm kích, bước lên trước rồi đưa ra một đống đồ vật. Đa Tạ Tôn huynh nói giúp, đây là một chút tâm ý của ta, cầm lấy. Sau này nhất định ta sẽ có báo đáp lớn hơn. Sao? Con người của Đỗ Viễn sắp rớt xuống đất. Con mẹ nó, ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Chuyện hắn nhìn thấy ngày hôm nay đã vượt qua nhận thức của hắn, dường như toàn bộ trời đất đều đảo lộn. Chương 135 huyện 3, 5 phút đồng hồ. Tại hạ không biết đại nhân muốn chỉ điểm cho mình, có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong đại nhân thứ tội. Vừa tiến vào, nhìn thấy Trương Huyền đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa phòng, Lăng Thiên Vũ hết sức lo sợ lên tiếng. Quả thực ngày hôm qua thái độ của hắn đối với vị danh sư này rất không được, lại còn nghi ngờ. Có thể vào cửa được cũng đã xem như không tệ rồi. Không có thứ tội hay không thứ tội gì cả. Trương Huyền phẩy phẩy tay ta không hẹp hòi như thế. Hai mắt tôn cường ở bên cạnh trợn tròn. Người vứt người ta dầm xương ở trước cửa một đêm, sáng sớm lại từ từ cơm nước xong xuôi mới để cho người ta đi vào, đây không gọi là hẹp hòi thì gọi là gì. Vâng, vâng. Lăng thiên vũ hơi đỏ mặt, đang muốn tiếp tục nói thì đã thấy Trương Huyền xòe bàn tay ra, vẻ mặt hờ hững nhìn sang. Biết tại sao ta lại để người chờ ở bên ngoài một đêm hay không? Ta, vẻ mặt lăng thiên vũ lúng túng, không phải ngươi cảm thấy ta thất lễ với ngươi cho nên cố ý hạ thấp uy phong của ta hay sao ta biết sai rồi còn không được sao có phải ngươi đang cảm thấy ta cố ý làm khó dễ ngươi không trương huyền nhìn sang không không phải lăng thiên vũ vội vàng lắc đầu không cần phải phủ nhận có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường dường như trương huyền cũng không tức giận trong thanh âm mang theo ý vị sâu xa kỳ thực Ta để ngươi nghỉ ngơi một đêm ở bên ngoài là muốn tốt cho ngươi. Vì muốn tốt cho ta. Lần này không những Lăng Thiên Vũ Nghi hoặc mà Tôn Cường ở bên cạnh cũng kỳ quái. Bắt người khác đứng ở trước cửa chờ một đêm là vì muốn tốt cho hắn. Đây là lý luận gì chứ? Nếu như ta không nhìn lầm, thê tử ngươi đã bị bệnh nặng tới mức bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Mà ngươi, mục đích tìm đến ta há chẳng phải là muốn ta ra tay cứu nàng một mạng hay sao? Trương Huyền nhìn sang. Vâng, nghe thấy đối phương mở miệng nói ra ý nghĩ của mình, toàn thân Lăng Thiên Vũ chấn động. Muốn để ta cứu người, cần phải mang thê tử ngươi lại đây, nhưng ngày hôm qua ngươi vẫn tiếp xúc cùng đề nam huyết ngọc như cũ, như vậy trong cơ thể vẫn còn có khí tức hấp thu tinh huyết của con người. Nếu như ta đồng ý với ngươi, khi lần nữa tiếp xúc với nàng, e rằng còn không đưa tới thì người cũng đã mất mạng. Trương Huyền cảm thán một tiếng, nói tiếp. Vì lẽ đó, ta mới để ngươi đứng bên ngoài một đêm, thứ nhất, có thể triệt để khiến cho khí tức đặc thù trong cơ thể ngươi phát tán ra sạch sẽ. Thứ hai, cũng có thể làm cho ngươi không gấp gáp về nhà, tránh xảy ra tình huống nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như không nghe lời ta, xoay người rời đi, thê tử ngươi hẳn sẽ phải chết. Sau đó đương nhiên cũng không cần trở lại, người đã chết coi như là danh sư thì cũng không cách nào cứu sống được. Nghe thấy hắn nói như thế, lăng thiên vụ biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kỳ thực đối phương để hắn đứng bên ngoài suốt cả đêm, sâu trong lòng hắn vẫn rất căm tức, tuy rằng ngoài miệng không dám nói, thế nhưng trong lòng lại có chút không phục. Danh sư, không những có thể chỉ điểm, năng lực mạnh mẽ mà càng phải có phong độ, không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà đi tính toán chi ly. Mà vị danh sư này, theo hắn thấy, rõ ràng chính là cố ý chỉnh người, làm cho hắn khó coi. Nhưng nay nghe thấy vậy hắn mới hiểu rõ, hắn đã hiểu lầm đối phương, Đối phương thực sự là có ý. Hắn làm như vậy đối với người ta mà đối phương còn suy nghĩ vì mình như vậy. Thực sự là phong độ của danh sư, khiến cho người ta tin phục. So với hắn, thực sự là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vừa cảm kích, đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm vui mừng. May mà tối qua hắn chịu cay đắng khổ cực, nếu không, một khi đi về, nhất định sẽ hối hận cả một đời. Tôn Cường ở bên cũng trợn tròn mắt. Lão gia chính là lão gia, danh sư chính là danh sư, mỗi một bước đều có thâm ý. Vốn hắn cũng cho rằng lão gia cố ý chỉnh đối phương, thế nhưng bây giờ mới biết, suy nghĩ của lão gia cũng không phải là thứ mà loại tiểu nhân vật như hắn có thể phỏng đoán. Đa tạ đại nhân. Lăng thiên vũ quỷ xuống, định bái lại. Đi mang người tới đi, để ta xem một chút, nếu như bệnh đã đến tình trạng quá nặng, e rằng là ta cũng không có cách nào. Trương huyền xua tay. Vâng. Lăng Thiên vô kích động tới mức hai mắt đỏ ửng, vội vàng dẫn theo Trình Viễn đại sư lùi ra. Thấy hai người đã đi ra, Trương Huyền nhìn về phía Tôn Cường ở bên cạnh. "Tiểu Cường, ta đồng ý việc giúp ngươi thăng cấp lên võ giả tứ trọng, đương nhiên ta sẽ không vì tư lợi mà bội ước. Mau đánh một bộ quyền pháp để ta nhìn trạng thái của ngươi một chút." "Vâng, lão gia." Nghe thấy lão gia muốn giúp hắn thăng cấp, Tôn Cường hưng phấn liên tục gật đầu rất nhanh hắn đã đánh xong một bộ quyền pháp, nhưng Tôn Cường không những không có hưng phấn mà còn ra vẻ lúng túng. Lão ra, ngày hôm qua tiểu nhân bị thương, thực lực giảm mạnh, nếu như xung kích bị cốt cảnh, e rằng ngày hôm nay không có lực. Đột phá cảnh giới đều phải điều chỉnh trạng thái, lúc đạt đến cao nhất mới có thể thừa thế sông lên, ngày hôm qua hắn mới vừa bị đánh, trên người đầy thương tổn, tinh lực tất nhiên sẽ không đủ. Cho nên dù cho lão ra chỉ điểm lợi hại đến đâu thì cũng rất khó thành công không đánh quyền còn không biết, vừa động thủ thì hắn đã lập tức cảm thấy thương thế đau đớn, ngay cả vận chuyển chân khí cũng có chút không thông suốt. Không cần phải lo lắng. Trương Huyền ngắt lời hắn, lại cười cười nhìn sang. Sở dĩ người bị vây ở chân khí cảnh nhiều năm như vậy là bởi vì chân khí tu luyện vẫn đục quá mức. Không có cách nào làm cho kinh mạch thông suốt, nếu cứ tiếp tục như vậy, thậm chí chân khí còn sẽ lắng động, không có cách nào tiến bộ là việc nhỏ, thậm chí sẽ còn bị thụt lùi. Vâng. Tôn Cường gật đầu. Trong hai năm gần đây, quả thực hắn luôn cảm thấy thể lực của mình đang không ngừng suy giảm, thực lực đang cũng từ từ suy giảm. Nếu không phải hắn liều mạng tu luyện giữ lại, e rằng hiện tại rất có thể cũng đã rất xuống chân khí cảnh sơ kỳ. Võ giả tứ trọng bì cốt cảnh, chân khí toàn thân thông suốt, khiến cho lực lượng ở bắp thịt màng xương tăng lên. Dựa theo đạo lý mà nói, chân khí vẩn đục của ngươi rất khó có thể trải quanh toàn thân, nhưng hiện tại thì lại không giống nữa ngày hôm qua bị đánh, thân thể bị hao tổn, chân khí lắng động trước đó cũng bị đánh văng ra, kinh mạch bị ràng buộc đã trở nên thông suốt hơn không ít. Lão ra, ngày hôm qua là, người cố ý để tiểu nhân chịu đòn sao. Trương Huyền còn chưa nói hết lời thì toàn thân tôn cường chấn động, cảm động tới mức nước mắt chảy ròng. Trước đó lão ra cố ý để lăng thiên vũ trợ ở ngoài cửa, là vì muốn tốt cho hắn, vốn hắn tưởng rằng để hắn chịu đòn, thế nhưng bây giờ hắn mới biết cũng là vì hắn. Đáng thương ta lại hiểu lầm người gạt ta. Sao? Nhìn thấy vị quản gia mập của hắn cảm động tới mức lệ nóng lưng chồng, Trương Huyền có chút không hiểu rõ. Ta chỉ muốn nói người bị thương sẽ không ảnh hưởng tới việc tu luyện, làm sao? Người lại nghĩ tới đó rồi chứ, đầu óc cũng quá nhanh nhạy đó. Nhưng nếu người nghĩ vậy thì cũng tốt, có thể thành lập uy nghiêm danh sư của ta tốt hơn. Khục khục, lúc này hắn mới ho khan một tiếng, không tồi, người có thể lính ngộ ra cũng không uổng phí một phen bồi dưỡng của ta. Được rồi, không cần phải nói những chuyện này nữa. Nếu như ta đoán không sai, chắc hẳn Lăng Thiên Vũ đã cho ngươi đan dược chữa trị vết thương. Tiểu nhân, Tôn Cường hơi đỏ mặt. Lão ra vì bản thân hắn mà không ngại bị hiểu lầm, hắn lại bị người bắt gặp nhận đan dược của người khác. Giữa người và người thực sự khác biệt rất lớn. Không có gì, chỉ cần trung thành làm việc cho ta có thu nhận một ít thứ cũng không sao. Đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì, Trương Huyền ngắt lời hắn. Lấy đan dược ra, chuẩn bị một chút, hiện tại chuẩn bị xung kích võ giả tứ trọng. Hiện tại xung kích ư. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Tôn Cường có chút không thích ứng. Lão ra, chẳng lẽ không cần tìm một nơi yên tĩnh hay sao? Xung kích ở đây, tiểu nhân sợ còn không thành công thì lăng đại nhân đã đến, làm lỡ chuyện của người. Không cần chỉ cần 3, 5 phút đồng hồ là có thể giải quyết vấn đề rồi, cần gì phải tìm một tính thất chứ?" Trương Huyền xua tay. "3, 5 phút đồng hồ là có thể đột phá." Tôn Cường sợ hết hồn, hai mắt trợn tròn, không thể tin được nhìn về phía vị lão ra trước mắt. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 136, danh sư Dương Huyền. Tuy rằng võ giả tam trọng chân khí cảnh không cao, nhưng cũng không thấp lắm mà hắn đã sung kích hơn 10 năm cũng không thể thành công, đủ để thấy được độ khó ra sao. Vốn hắn tưởng rằng muốn đột phá phải cần nửa ngày, thậm chí là một ngày, ấy vậy mà vị lão gia này của hắn lại nói. 3 đến 5 phút đồng hồ là có thể giải quyết được. Đại ca, người coi chuyện này đơn giản như uống trà uống nước hay sao? Tôn Cường cảm thấy thế giới quan của bản thân sắp bị sụp đổ, sắp phát điên. Coi như chân khí xuyên qua toàn thân thì chút thời gian ấy nào đủ dùng kia chứ? Sao vậy, không muốn đột phá sao? Thấy hắn đỡ ra, Trương Huyền cau mày. Không phải, không phải, lão ra, tiểu nhân nên làm như thế nào? Cố nén sự kích động trong lòng, Tôn Cường vội nói. Người ăn đan dược, sau đó liều mạng vận chuyển chân khí, chuyện còn lại không cần phải để ý đến. Trương Huyền nói. Vâng, nghe thấy chỉ đơn giản như vậy, Tôn Cường cũng không phí lời nữa mà vội vàng lấy ra một viên đan dược, nhanh chóng nuốt xuống. Không hổ là thứ tốt do luyện đan sư chính thức luyện chế ra, vừa tiến vào thân thể đã làm cho hắn lập tức cảm thấy toàn thân chấn động, lực lượng rồi rào lan tràn toàn thân. Trương Huyền đi tới, lại lấy ra ngân châm đâm tới mấy chỗ kinh mạch bế tắc của đối phương. Trải qua lần trước giúp Triệu Nham phong tấn thăng và giúp Phương Dĩnh giải quyết vấn đề về chân, hắn đã biết rằng rất nhiều lúc có thể dùng được ngân châm. Cho nên hắn đã chuyên môn chuẩn bị một hộp đặt ở trong giới chỉ chữ vật người khác muốn biết chỗ kinh mạch bế tắc của đối phương còn phải truyền chân khí vào, lại dùng hồn lực để điều tra, còn hắn thì không cần. Chỉ cần đối phương sử dụng võ kỹ thì thiên đạo đồ thư quán sẽ hình thành thư tịch, chỉ ra khuyết điểm rõ ràng. Mà hắn chỉ cần xuất ra ngân châm, nhắm ngay vị trí cần châm để châm. Sau đó lại dùng chân khí tinh khiết của bản thân để tẩy đi chỗ dơ bẩn là được. Khống chế chân khí dọc theo ngân châm truyền vào bên trong, chẳng khác nào một dòng nước sạch chảy vào nước sông vẩn đục toàn bộ dòng sông trong nháy mắt đã trở nên trong suốt, chân khí lắng động trước đó trong nháy mắt đã một lần nữa bị hòa tan. Hơn 10 năm tích lũy của tôn cường kinh khủng đến mức nào chứ? Những chân khí lắng động này dưới chân khí tinh khiết thẩm thấu vào đã lần nữa khôi phục, khiến cho lực lượng trong cơ thể của hắn trong nháy mắt đã tăng cao, không tới một phút đã vận chuyển một lượt quanh toàn thân của hắn. Âm âm, lực lượng võ giả tam trọng chân khí cảnh lập tức đột phá, vẫn không có dừng lại mà vẫn tiếp tục, liên tục tăng lên. Phù, không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng đã ngừng lại. Tu vi của ta, đứng dậy, cảm nhận thực lực của mình, vẻ mặt tôn cường không thể tin được. Vốn hắn tưởng rằng có thể đột phá bì cốt cảnh đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, một hơi đột phá lại trực tiếp đạt đến bì cốt cảnh hậu kỳ. Thời gian mới trôi qua, không tới 5 phút đồng hồ sao. Điều càng khiến cho hắn choáng váng chính là, quả nhiên đúng như lão ra nói, chỉ là chuyện 3, 5 phút đồng hồ. Con mẹ nó, từ khi nào đột phá trở nên dễ dàng như vậy chứ? Nếu thực sự dễ dàng như thế, hơn 10 năm qua hắn vẫn bị vây ở tại chỗ mà không thể đột phá, vậy rốt cuộc hắn đang tu luyện hay là đang ăn phân vậy? Tôn Cường cảm thấy cả người như đang nằm mơ, tới mức sắp hôn mê. Được rồi, việc còn lại chậm rãi củng cố là được. Không để ý tới biểu cảm si ngốc của Tôn Cường, Trương Huyền thu hồi ngân châm, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Kỳ thực đối phương đột phá nhanh như vậy hoàn toàn là tích lũy trước đây quá hùng hậu, lại thêm chân khí tinh khiết của bản thân hắn mới tạo thành. Đổi lại là những người khác, nhất định cũng không nhanh được như vậy. Chân khí tinh khiết làm cho chân khí lắng động tích lũy trước đây của hắn tan ra, giống như nước trong làm tan khối băng vậy. Nước sẽ càng nhiều hơn, khi đó xung kích cửa ải cũng là chuyện nước chảy thành sông, đơn giản vô cùng. Băng không, nếu như chỉ cần thi châm là có thể giúp mấy người triệu nhã đột phá thì hắn cũng không buồn phiền tới mức như vậy, nhọc nhằn khổ sở ngụy trang đi ra ngoài kiếm tiền. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Trương Huyền không muốn để lại ấn tượng không làm mà hưởng cho mấy người triệu nhã. Đường tu luyện minh mông, vừa bắt đầu đã ôm tâm lý này, như vậy nhất định tu vi sau này sẽ có hạn, cũng không qua được cửa ải tâm kiếp. Đa tạ lão ra, từ sâu trong lòng khiếp sợ, biết mình có thể có tiến bộ nhanh như vậy, Tất cả đều là do lão gia, Tôn Cường vội vã quỳ xuống mặt đất, thành tâm quỳ bái. Nếu không phải do lão gia, đừng nói tới việc nhận được sự tôn kính từ Lăng Thiên Vũ, hưởng thụ loại đãi ngộ cao cao tại thượng này, e rằng cả đời này của hắn chỉ có thể bị vây chết ở chân khí cảnh đỉnh phong, không có cách nào đột phá được nữa. Cảm nhận ngày hôm nay tuyệt đối là thứ mà cả đời hắn cũng không thể đạt đến. Sau này nhất định phải cố gắng làm việc, ngàn vạn lần không thể để mất đi cơ hội lần này trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm. Chắn hẳn một lát nữa Lăng Thiên Vũ sẽ lại tới, người ra đi chuẩn bị nghênh đón một chút đi. Xử lý chuyện đối phương đột phá xong, Trương Huyền không phí lời mà tùy ý khoát tay áo một cái. Vâng, Tôn Cường lùi ra. Rốt cuộc là ai đang ở trong đình viện này, có thể khiến cho một tiểu tốt Tôn Cường lắc mình một cái biến hóa, ngay cả Lăng Thiên Vũ cũng phải sợ hãi. Thậm chí còn xưng hô là Tôn Huynh, Đỗ Viễn đứng ở bên ngoài càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, qua nửa ngày, cuối cùng hắn đã hiểu rõ. Nhất định là chủ nhân tòa phủ đệ này rất lợi hại, cho nên mới khiến cho vị lăng đại nhân bình thường ngang hàng nói chuyện với gia gia hắn sợ hãi như thế. Thế nhưng suy nghĩ một lúc lâu hắn vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc là vị quan to quý nhân nào trong thiên huyền thành mà lại kiêu căng đến như vậy, có thể làm cho một vị đường đường là phú hào ức vạn đứng ở bên ngoài, cam tâm đứng cả một đêm, một khi mở cửa lại còn cao hứng như thế. Trong lúc hắn đang nghi ngờ thì cửa lớn kéo kẹt một tiếng rồi mở ra, Lăng Thiên Vũ và Trình Viễn Đại Sư nhanh chân đi ra ngoài. Cứ thế mà đi sao? Ngay cả, tiến cũng không. Đỗ Viễn chớp mắt, mới vừa rồi còn có quản gia ra nghênh đón, mà bây giờ rời đi, coi như chủ nhân có khí thế lớn, không tiến lấy một lần thì trung quy quản gia cũng phải đi ra chứ, kết quả. Tên này cũng không đi ra. Bất kể nói thế nào Lăng Thiên Vũ cũng là phú hào một phương, là người có địa vị. Cho dù là đi tới đỗ ra bọn họ cũng đều là ra ra hắn tự mình đưa ra ngoài phòng khách, sau đó để phụ thân hoặc là chủ sự trưởng lão tiến ra ngoài cửa, biểu đạt sự tôn trọng. Bản thân tự đẩy cửa đi ra, thậm chí ngay cả hộ vệ cũng không giúp đỡ. Suốt cuộc, con mẹ nó, người trong là ai vậy? Trong lòng đỗ viễn ngứa ngáy khó nhịn. Lại đợi một hồi, ngay khi hắn không nhịn được muốn tiến lên hỏi một chút thì cửa viện lần nữa kéo kẹt một tiếng rồi từ từ mở ra thấy Tôn Cường đang chắp tay ra sau lưng đi ra bên ngoài. Chuyện này, nhìn thấy người quen, Đỗ Viễn đang định qua đi hỏi một chút thì đột nhiên lảo đảo một cái, con người như sắp rơi xuống trên mặt đất. Ai có thể nói cho ta chuyện gì đang xảy ra hay không? Tên này, khi nãy vừa nhìn thấy vẫn còn là chân khí cảnh đỉnh phong, làm sao lần này đã biến thành. Bi cốt cảnh hậu kỳ. Trong gần 10 phút ngắn ngủi, Tu Vi đã tăng lên tới một cấp bậc lớn mắt ta không bị mù đó chứ. Toàn thân đố viễn run rẩy. Ồ, đây không phải là đố viễn công tử sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy chứ? Trong lúc hắn đang khó có thể tưởng tượng được, sắp phát điên thì thanh âm của tôn cường vang lên. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào đối phương đã đứng ở trước mắt hắn. Ồ, ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Vội vã ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng, đỗ viễn mang theo vẻ nghi hoặc cẩn thận hỏi. Không phải lúc này ngươi nên ở trong cửa hàng sao? Tại sao? Hiện tại ta là quản gia của tòa phủ đệ này, ta theo lão gia lăn lộn." Trong mắt Tôn Cường tràn ngập sự tự tin. Trước đây khi nói chuyện với loại công tử quần là áo lượt của gia tộc lớn như vậy, hắn đều phải cẩn thận, chỉ lo vô cớ bị đánh. Hiện tại, ngay cả Lăng Thiên Vũ cũng phải cúi đầu, làm sao có khả năng sợ một tên vãn bối cơ chứ? "Lão gia các ngươi là?" Đỗ Viễn vội vàng hỏi ngay cả lão gia nhà chúng ta cũng không biết. Hai tay tôn cường vắt ra phía sau, đầu ngẩng lên, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái và hưng phấn. Danh sư, Dương Huyền. chương 137, sờ sờ lão bà ngươi. Danh danh, danh sư. Đỗ viễn run run dẩy một cái. Thiên huyền quốc chỉ là một trong các vương quốc bất nhập lưu, không có danh sư chấn thủ, đây là sự thực mà người người đều biết. Từ khi nào lại có một vị tới, hơn nữa còn để tên này làm quản gia cơ chứ. Khó trách Lăng Thiên Vũ lại cam tâm tình nguyện chờ một đêm, dù gặp hắn cũng phải cẩn thận như vậy. Coi như người ở trong đình viện chính là danh sư nhất tinh cấp thấp nhất thì cũng là một dạng người mà ngay cả thẩm truy bệ hạ cũng không dám xem thường. Người như thế, đừng nói để cho Lăng Thiên Vũ ở bên ngoài một đêm, coi như đứng ngoài hơn nửa năm thì đối phương cũng không dám cãi lời. Thậm chí nếu như ra ra mình biết, nhất định cũng sẽ vội vàng đến đây bái kiến, cho dù đối phương mạnh miệng cũng không dám nhiều lời. Danh sư ép một quốc gia, một câu nặng nghìn vàng. Đây chính là trọng lượng của danh sư. Nếu như phụ thân hắn có thể được danh sư chỉ điểm, có lẽ có thể tiêu trừ được mầm họa, lần nữa khôi phục lại thân phận thiên tài. Trong nháy mắt, Đỗ Viễn đã tràn ngập đố kỵ với người ở trước mắt này. Tôn cường này vốn chỉ là chủ một cửa hàng bất nhập lưu. Khi nhìn thấy bản thân hắn còn phải cúi đầu khom lưng, không cung kính không được, chỉ lo đắc tội với hắn. Mà hiện tại, e rằng bản thân hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một nói chuyện với đối phương, chỉ lo chọc giận đối phương. Bằng không, căn bản không cần danh sư động thủ, chỉ cần một câu nói nhất định sẽ có vô số cường giả lấy lòng, vui vẻ hỗ trợ giáo huấn bản thân hắn. Dương sư, đến đây lúc nào vậy, sao ta chưa từng nghe nói qua chứ? Cô nén chấn động trong lòng, Đỗ Viễn không nhịn được hỏi. Nếu như danh sư đến Thiên Huyền quốc tất nhiên sẽ gây ra náo động tới mức toàn thành đều biết tại sao hắn lại chưa từng nghe qua tin tức này cơ chứ lão gia nhà ta khiêm tốn không muốn để cho người ta biết được cho nên chuyện này ngươi nghe là được rồi không nên truyền ra bên ngoài nhiều được rồi ta còn có việc phải làm nếu như đỗ công tử không có chuyện gì thì không nên quanh quẩn ở chỗ này ngộ nhớ bị lão gia nhà ta nhìn thấy sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết khi đó sẽ rất phiền phức sự tự tin đã có khí thế của tôn cường cũng đủ, khi nói chuyện cũng dần trở nên có vẻ cao cao tại thượng. Vâng, vâng, Đỗ Viễn vội vàng gật đầu. Nói xong cũng không tiếp tục để ý tới hắn nữa mà tôn cường quay trở về cửa lớn. Không lâu sau đã thấy một chiếc xe ngựa đi tới trước mặt, lăng thiên vũ từ trên xe đi xuống, hai tên hộ vệ đi tới nhấc một cái cáng trên xe ngựa xuống. Lăng đại nhân, mời. Tôn cường chào đón. Làm phiền tôn huynh rồi. Lăng Thiên Vũ vội vàng ôm quyền, mấy người cùng đi vào trong đình viện. Nghe nói thê tử Lăng Thiên Vũ bị bệnh nặng, xem ra tên này biết ở đây có một vị danh sư cho nên mới đứng cả một đêm cầu khẩn hỗ trợ trị liệu. Trong nháy mắt Đỗ Viễn đã thu thập được đầy đủ tin tức. Danh sư, không những có thể chỉ điểm tu vi, luyện đan, y thuật. Không gì không giỏi, chính vì như thế cho nên mới có thể trở thành là nghề nghiệp đứng đầu trong tất cả nghề nghiệp, tiếu ngạo quần hùng. Chuyện thê tử Lăng Thiên Vũ sinh bệnh, ở trong toàn bộ cao tầng Thiên Huyền quốc cũng không tính là bí mật gì cả. Ngay cả Đỗ Viễn cũng đã từng nghe nói qua, dường như ngay cả Nguyên Ngữ đại sư cũng không thể giúp sức, cho nên lúc này có một vị danh sư đến đây, đương nhiên đối phương phải chạy tới đây rồi. Nếu như ngay cả chứng bệnh mà Nguyên Ngữ đại sư cũng không trị được mà vị này có thể trị được, như vậy chẳng phải cha ta sẽ có hy vọng hay sao? Trong nháy mắt, hai mắt Đỗ Viễn sáng lên. Nghĩ tới đây, hắn cũng không vội vã đi nữa, do dự trong chốc lát, nhìn thấy phía đối diện có một quán trà, hắn liền đi thẳng tới. Ta đi qua đó uống trà, không có khả năng đắc tội với vị danh sư này đâu nhỉ. Đây chính là thê tử Ngọc Nhu của ta, kính xin dương sư ra tay giải cứu. Trong phòng, các hộ vệ đặt cái cáng xuống rồi rời đi, lăng thiên vũ trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn và thê tử cùng chung hoạn nạn, cảm tình cực sâu, chỉ cần có thể cứu được đối phương, cho dù có tiêu tốn, đánh đổi lớn hơn nữa thì cũng đáng. Hiển nhiên hắn cũng từ trong miệng Tôn Cường biết được tên giả của Trương Huyền. Ừm, Trương Huyền đứng dậy, nhìn về phía nữ tử trên băng ca, khẽ cau mày. Tuổi của nữ tử này chắc cũng sắp xỉ với Lăng Thiên Vũ, thế nhưng dường như năm tháng không có để lại quá nhiều dấu vết ở trên mặt đối phương, tuy rằng không phải quá xinh đẹp, thế nhưng lại có một loại cảm giác khoan thai tự nhiên khiến cho người ta tín nhiệm nhưng nữ tử được trời chiếu cố như vậy, giờ khắc này lại đang nằm đó không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền. So với tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Trước đó hắn chỉ sờ qua đề nam huyết ngọc, biết vật này sẽ tạo ra thương tổn khó có thể nghịch chuyển đối với người bình thường. Vốn hắn tưởng rằng sẽ không quá nặng, chỉ cần hủy diệt huyết ngọc, cố gắng ôn dưỡng, có lẽ sẽ dễ dàng khôi phục được. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của nữ tử trước mắt này, hắn biết suy nghĩ này của mình đã sai rất rõ ràng đối phương đã rơi vào hôn mê rất sâu nếu không chữa trị thì sẽ không còn cách nào để xoay chuyển tình thế được nữa còn nữa nếu như còn tỉnh táo tùy tiện đánh mấy quyền là có thể sinh ra thư tịch tìm ra chỗ thiếu sót mới có thể trị liệu được thế nhưng bằng vào dáng vẻ như hiện tại làm sao bây giờ trương huyền buồn rầu suy nghĩ trước đó của hắn rất đơn giản chỉ cần đối phương tỉnh táo đánh một quyền thì thiên đạo đồ thư quán có thể sinh ra thư tịch ghi chép chỗ thiếu hụt như vậy coi như không có phương pháp giải quyết thì nhất định cũng có thể nói ra một ít tìm được một chút phương pháp thế nhưng hiện tại lại nằm đó không khác gì người chết hắn nên làm sao đây đánh hai quyền cũng không có cách nào đánh lần này không dễ giả vờ rồi càng ngày càng khó lăn lộn dương sư thê tử của ta còn cứu được nữa không thấy hắn đi lại vài vòng xung quanh người Ngọc Nhu, lông mày vẫn nhíu lại, ánh mắt Lăng Thiên Vũ tràn ngập vẻ lo lắng. Đừng gấp, ta đang quan sát. Trương Huyền đang buồn bực tới mức đầu váng đầu mắt hoa, bị đối phương hỏi như vậy lại càng thêm phiền muộn. Nói khoác cũng đã khoác rồi, mà thời khắc mấu chốt lại không làm được, như vậy sẽ vô cùng mất mặt. Đây là khách hàng thứ nhất, một khi không thành công, không chỉ mọi chuẩn bị trước đó như là gà bay trứng vỡ, mà nhất định còn tự tay phá vỡ bảng hiệu, một danh sư như hắn cũng trở nên hữu danh vô thực khi đó muốn trong vòng 9 ngày kiếm được hơn 2.000 vạn đồng tiền vàng chẳng khác nào là nằm mơ cả ồ thấy hắn nói đang quan sát không nói là không thể cứu được lăng thiên vỗ thở phào nhẹ nhõm căng thẳng đứng ở bên cạnh liên tục xoa tay thiếu sót thiếu sót người mau hiện lên đi a à. lại đi quanh hai vòng trong đầu không ngừng la lên hai chữ này thế nhưng kết quả thiên đạo đồ thư quán lại giống như đã chết không có động tĩnh gì cả. Làm cho Trương Huyền phiền muộn tới mức muốn thổ huyết. Xem ra, giống như nhiều lần sử dụng trước đó vậy, chỉ khi nào đối phương thi triển võ kỹ hoặc là đánh quyền thì thư viện mới có thể xuất hiện thư tịch ghi chép tin tức về chỗ thiếu hụt. Hắn đi loạn, trong đầu không ngừng hô, nhe răng trợn mắt, vò đầu bứt tai. Kết quả, đương nhiên, cũng không có một chút tác dụng nào cả. Xem ra, quả nhiên thời khắc mấu chốt lại thất bại. Lại đi loạn vài vòng, phát hiện ra ngay cả một chút động tính của thư viện cũng không có. Trương Huyền đang định bất đắc dĩ nói cho đối phương biết mình không cách nào trị liệu thì đột nhiên trong lòng khẽ động, một ý nghĩ xuất hiện. Hắn không nhịn được ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong lòng rất là hưng phấn. Dương Sư, nhìn thấy hắn đã dừng lại, Lăng Thiên Vũ sốt sắng lên tiếng. Có lẽ đối phương đã có kết quả, định nói cho hắn nghe. Là sống hay là chết chính là lúc này. Không cần phải sốt sắng, tình huống còn không nghiêm trọng như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn như thế, Trương Huyền an ủi một câu. Dương Sư cứ nói đừng ngại, mặc kệ tình huống thế nào thì ta cũng có thể chịu đựng được. Lăng Thiên vỗ cắn răng một cái. Tình huống cũng không giống như người nghĩ đâu. Như vậy đi, nâng lão bà người dậy lên, để ta sờ một chút. Trương Huyền nói. Sờ, lão bà ta. Sắc mặt Lăng Thiên Vũ lập tức trở nên đen như mực chương 138 có thể trị. Ở trước mặt ta mà còn muốn sờ lão bà ta, còn bảo ta đỡ. Coi như là danh sư thì cũng không thể làm nhục ta như vậy a à. siết chặt tay, hàm răng lăng thiên vũ cắn chặt tạo thành tiếng ken kết vang vọng cả phòng, hắn sắp điên rồi. Tôn cường ở bên cạnh thiếu chút nữa cũng đã ngất đi. Không hổ là lão gia thật là thô bảo. Để phu quân đỡ thê tử, cho người sờ. Đường đường là danh sư muốn nữ tử thế nào mà chẳng tìm được, không nghĩ tới lại chọn như vậy, xem ra sau này phải giấu lão bà của ta đi mới được. Đương nhiên, quan trọng là phải có lão bà. Thôi vậy, với tình trạng này của nàng, tốt nhất là đừng đỡ, để ta tự mình đi sờ đi. Không nhìn thấy biểu cảm của hai người, Trương Huyền liên tục nhìn chằm chằm vào nữ tử mặc cung trang trên cáng, lại nói một câu, thấy không ai động đậy, hắn lập tức xua tay. Nhìn tình huống của nữ tử này, vẫn không nên đỡ dậy thì hơn, ngộ nhỡ đỡ nàng khiến cho nàng mất mạng thì quả thực là được không đủ để bù đắp mất. Để ngươi tự đi qua. Sờ. Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy đối phương đang vô tình đạp lên trên tôn nghiêm của hắn. Ta không giúp ngươi, ngươi muốn tự mình động thủ sao? Với một bệnh nhân đã rơi vào hôn mê mà cũng không buông tha, còn nói là danh sư, quả thực. Cầm thú. Ngay khi hắn không nhịn được Định bạo phát thì đã thấy đối phương đã đi tới trước mặt Ngọc Nhu, ngón tay vươn ra đụng vào cổ tay của thê tử hắn. Ồ, đang muốn ra tay, cho dù liều mạng thì hắn cũng không cho thê tử bị người sỉ nhục. Kết quả lại nhìn thấy cảnh này, lăng thiên vũ sửng sốt, ngây người ra như phỗng. Trời ạ, à, tình huống gì đây? Không phải ngươi nói sờ hay sao? Lẽ nào sờ trong miệng ngươi nói là sờ cổ tay? Cổ tay có chiếu huyệt đạo, khi truyền thuộc tu vi thường thường cũng hay tiếp xúc. Như vậy mà cũng gọi là sờ sao? Có cần chơi người ta như thế hay không? Đại ca, ta đã nói với ngươi rồi, nếu như ngươi không có danh sư thân phận, ở bên ngoài mà cứ ăn nói kiểu này với người khác, nhất định sẽ bị người ta đánh chết đó. Khóe miệng Tôn Cường ở bên cạnh cũng co giật. Công phu ăn nói của lão gia, cũng quá là kinh người đấy. Mở miệng nói muốn sờ lão bà của người ta, khiến cho hắn cũng tưởng lão gia có mưu đồ gây rối, kết quả lại là như vậy một chuyện đường đường chính chính, cần gì phải nói bị ổi như vậy. Làm hại ngay cả hắn cũng hiểu lầm. Bắt mạch lại nói là sờ soảng, Trương Huyền cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Đương nhiên, chuyện hắn không biết chính là y sư trên thế giới này xem bệnh căn bản không có bắt mạch, chỉ có tây y kiếp trước kiểm tra đủ loại mà thôi. Vì lẽ đó, Lăng Thiên Vũ nghe thấy hắn nói sờ, căn bản không biết xem bệnh còn có sờ mạch, cho nên lúc này mới dẫn tới hiểu lầm. Trương Huyền cũng không cần biết tâm tình của bọn họ như thế nào, mà hắn đang suy tư ý nghĩ vừa mới xuất hiện vừa nãy. Thiên đạo đồ thư quán còn có một năng lực giám bảo. Trước đó khi tỉ thí với tên lừa đảo Mạc Dương hắn đã từng dùng qua loại năng lực này. Chỉ cần là bảo vật, ngón tay xoa qua là có thể tự động hình thành thư tịch, ghi chép chỗ thiếu hụt, hiện tại nữ nhân này hôn mê rất sâu, không khác gì người chết, căn bản không thể đánh một quyền. Sợ một chút biết đâu lại có thể tự động xuất hiện thư tịch chứ. Nghĩ đến điểm ấy, hắn mới mở miệng nói muốn sở đối phương, đương nhiên, ở trong lòng hắn đã coi nữ nhân này là một đồ vật. Nếu như để cho Lăng Thiên Vũ biết ý nghĩ chân thực của hắn, khẳng định sẽ càng phun máu thêm. Lão bà hắn còn chưa có chết, thì đã bị xem là đồ vật, vật phẩm. Quả nhiên, ngón tay đụng vào trên cổ tay đối phương, thiên đạo đồ thư quán vốn không có động tính gì bỗng nhẹ nhàng chấn động một quyển sách xuất hiện ở trước mắt hắn, khiến cho Trương Huyền hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên. Vốn đây chỉ là một suy đoán, không nghĩ tới lại có thể làm được. Hắn vội vàng nhìn sang thư tịch, quả nhiên bên trên có viết hai chữ Ngọc Nhu. Mở mặt giấy ra, bên trong có ghi chép tỉ mỉ cuộc đời và thiếu hụt của đối phương. Ngọc Nhu, 43 tuổi, nhân sĩ trong thiên huyền thành, thê tử của chủ nhân thiên vũ thương hành lăng thiên vũ, võ giả nhị trọng sơ kỳ. Thiếu sót, thứ nhất, kinh mạch trong cơ thể yếu đuối, không cách nào tu luyện công pháp và chân khí cao thâm. Thứ hai, thiên tư quá kém, cảm ngộ đối với khí tức quá thấp. Thứ tám, bị khí tức của đề nam huyết ngọc ăn mòn, kỳ kinh bát mạch bị bế tắc, vị trí bế tắc cụ thể. Trên tư tịch có vài tờ giấy đều bị viết lên kín. Ghi chép tất cả thiếu hụt trên người ngọc nhu này. Hóa ra chỉ là kinh mạch bế tắc, như vậy cũng dễ làm. Xem thư tịch xong, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm vốn hắn còn nghĩ nếu như quá khó để trị liệu thì hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt sau đó phải giải thích vấn đề một chút đuổi lăng thiên vũ đi như vậy cũng coi như dễ ăn nói thế nhưng nếu chỉ là kinh mạch bế tắc thì lại đơn giản hắn đã giúp lưu dương vương dính triệu nham phong giải quyết qua vấn đề tương tự cho nên cũng không quá phức tạp đương nhiên đây chỉ là đối với hắn mà thôi đổi lại là những người khác dù cho là cường giả võ giả bát trọng tông sư Gặp phải loại vấn đề này cũng đau đầu không thôi. Kinh mạch trong thân thể vốn đã rất yếu đuối, một khi bế tắc, ngoại trừ việc nước chảy đá mòn ra hầu như không có bất kỳ biện pháp nào khác. Trương Huyền thì lại không giống. Tu luyện Thiên Đạo thần công, chân khí của hắn trong suốt đến mức không hề có tạp chất, chỉ cần rót loại chân khí này vào trong cơ thể, bất kể là chỗ bế tắc nào, dù cho kinh mạch nhỏ hẹp tới mấy thì cũng có thể mở ra trong nháy mắt, không còn tồn tại bất cứ vấn đề gì nữa đây cũng là nguyên nhân khiến cho hắn có thể giúp Triệu Nham Phong, Tôn Cường nhanh chóng đột phá và ung dung giải quyết tổn thương ở chân của Vương Dĩnh. Dương Sư, sao rồi? Thấy hắn đã bắt mạch xong, Lăng Thiên Vũ lần nữa lo lắng nhìn sang, hỏi. Tình huống của thê tử ngươi, muốn giải quyết, không khó. Trương Huyền trở lại chỗ ngồi, bàn tay lớn vẫy một cái, khí độ vô cùng. Không khó. Con ngươi Lăng Thiên Vũ co rụt lại, nắm tay căng thẳng tới mức nắm chặt không nhịn được nới lỏng kích động tới mức trực tiếp quỳ xuống mặt đất kính xin dương sư xuất thủ cứu giúp vì cứu ngọc nhu hắn đã dùng đủ loại biện pháp ngay cả đệ nhất y sư thiên huyền quốc như nguyên ngữ đại sư cũng không thể cứu giúp vốn hắn tưởng rằng không còn cách nào xoay chuyển tình thế thế nhưng không nghĩ tới trời không tuyệt đường người vị dương sư này lại có thể trị liệu từ đó có thể tưởng tượng ra được sự hưng phấn trong lòng hắn lúc này Trời xanh có đức hiếu sinh, nếu như ta không ra tay thì cũng sẽ không quản việc không đâu ở thiên vũ thương hành. Trương Huyền khoát tay áo một cái, ý bảo hắn đứng lên, tiếp theo hắn hơi nhướng mày. Chỉ là, tuy rằng hắn chữa trị không khó, thế nhưng cứ như vậy mà ra tay, trước đó ra vẻ trâu bò lâu như vậy chẳng phải không có một chút tác dụng nào nữa sao. Bất kể là cần cái gì, chỉ cần Dương Sư mở miệng, cho dù có tháng ra bại sản ta cũng sẽ không tiếc. Lăng Thiên Vũ vội nói. Thấy hắn nói như vậy, Trương Huyền thỏa mãn gật gù. Nhìn người ta mà xem, giác ngộ của thương nhân không tầm thường đâu kìa, bản thân hắn chỉ nói một câu thì đối phương đã biết nên làm gì. Thề tử người bị luồng khí tức kia ăn mòn rất lâu, muốn chữa khỏi trong thời gian ngắn, không có khả năng lắm, đại khái cũng cần 10 ngày. 9 ngày, hơn nữa, mỗi ngày đều cần hao phí không ít dược liệu quý giá. Vốn Trương Huyền muốn nói 10 ngày, vừa nghĩ tới đã qua một ngày, chỉ còn lại 9 ngày, cho nên lập tức chữa lại lời nói của mình. Kỳ thực, dựa vào chân khí tinh khiết của hắn, nếu như thực sự muốn trị liệu, chỉ cần một chút thời gian là có thể trị hết, tại sao lại phải cần tới 9 ngày? Đương nhiên là muốn lấy thêm một chút của cải. Hết cách rồi, người nghèo trí ngắn, tuy rằng tốn một chút thời gian, trung quy vẫn có thể trị hết. So với việc trơ mắt nhìn nàng ta tử vong còn tốt hơn nhiều nha. Dương sư cần muốn dược liệu gì, Ta sẽ đi mua. Có thể trị hết bệnh cho Ngọc Nhu, Lăng Thiên Vũ đã cảm thấy vị Dương Sư trước mắt này giống như thần tiên rồi, nào còn tính toán mấy ngày nữa chứ. Cho dù dược liệu đắt cỡ nào cũng vậy, hắn vội vàng nói. Chỉ là, vừa mới nói xong thì đã nhìn thấy Dương Sư vẫn luôn bình tĩnh trước mắt dùng ánh mắt sáng ngời nhìn qua, sắc mặt có chút khó coi. Trương 139, thiệt thòi lớn rồi. Cũng khó trách Trương Huyền không cao hứng hắn nói dược liệu quý giá chỉ là mượn cớ mà thôi có chân khí tinh khiết khơi thông kinh mạch cần gì phải đi tìm dược liệu cơ chứ nếu như để đối phương đi mua hắn kiếm tiền thế nào đây hắn đang muốn giải thích nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến cho đối phương ngoan ngoãn được tiền không cần phải tiếp tục băn khoăn những chuyện này thì đã thấy lăng thiên vũ vỗ trán một cái cười nói dương sư người xem ta cũng không hiểu lắm về dược liệu e rằng phải làm phiền người hỗ trợ mua nói đoạn hắn lấy ra một tờ kim phiếu rồi đưa tới, không phải là hắn hiểu ý của trương huyền mà là theo hắn thấy võ giả đều sẽ giấu làm của riêng, vị danh sư trước mắt này có thể chữa trị cho thê tử mà ngay cả nguyên ngữ đại sư cũng không thể chữa trị được, nhất định sẽ phải dùng bí phương độc nhất của bản thân người ta. nếu như hắn đi mua dược liệu, đây không phải là muốn vạch trần bí phương của đối phương hay sao? tình huống như thế đối phương có thể cao hứng được mới là lạ vì lẽ đó hắn mới lập tức thay đổi lời nói. Ừm, nghĩ một chút, Trương Huyền cũng đã hiểu ra, cho nên hắn cũng không giải thích mà chỉ vẫy tay để Tôn Cường tiếp nhận kim phiếu. Đường đường là danh sư, tự tay đi nhận tiền, há không phải quá mất giá sao? Được rồi, hiện tại ta sẽ chữa trị cho nàng. Thành công thu được kim phiếu, Trương Huyền cũng không phí lời mà một lần nữa đi tới trước mặt Ngọc Nhu. Tay lần nữa lấy ra ngân châm, quay về mấy chỗ nơi kinh mạch tích tụ rồi đâm vào. Cùng lúc đó, chân khí cũng rót vào trong cơ thể của đối phương. Xì xì xì. Từng luông chân khí tinh khiết quét qua, mọi bế tắc trước đó lập tức biến mất. Ngọc Nhu vẫn luôn hôn mê ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Chuyện này, Lăng Thiên Vũ và mọi người trong phòng giật nảy mình. Không phải người nói nếu như trị liệu, muốn đứng dậy rất khó. Cần tám, chín ngày và tiêu tốn rất lớn hay sao? Lúc này mới qua mấy tức mà người đã tỉnh rồi, hơn nữa, có vẻ như mới chỉ có mấy châm. Trời ạ, à, thất thủ. Hiển Nhiên cũng không nghĩ tới đối phương lại tỉnh nhanh như vậy, suýt chút nữa Trương Huyền đã phun máu. Một lần đã tỉnh, hắn kiếm tiền thế nào nữa chứ? Thiên đạo đồ thư quán chỉ nói ra chỗ thiếu sót, không hề nói hiệu quả sau khi giải quyết thiếu sót. Cũng không biết những chỗ sau khi đã được thông suốt có thể khiến cho người ta thức tỉnh, vốn hắn nghĩ một ngày giải quyết mấy chỗ, 9 ngày sẽ giải quyết xong tất cả vừa vặn kéo dài thời gian. Khi đó cũng có thể kiếm được tiền, thế nhưng nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, chỉ mới châm mấy nơi thì người đã tỉnh rồi. Khục khục, tỉnh quá nhanh, khiến cho người ta cảm thấy một chút độ khó mảy may cũng không có, làm sao có thể lừa gạt tiền được nữa chứ. Trương huyền phiền muộn một trận. Dương sư lợi hại. Sau khi hết khiếp sợ, lăng thiên vũ triệt để bái phục. Mặc dù coi như là mấy châm đơn giản, thế nhưng trên thực tế lại giấu giếm huyền cơ, làm cho người ta có một loại thâm ảo khó có thể hiểu rõ nếu không phải vậy vì sao ngay cả nguyên ngữ đại sư cũng không làm được mà vị dương sư này một lần đã có thể giải quyết được cơ chứ rất rõ ràng đây là năng lực sao vốn tưởng rằng đối phương sẽ cảm thấy mình đã hớ khi đưa kim phiếu thế nhưng lại thấy đối phương càng thêm sùng bái lúc này trương huyền mới thở phào nhẹ nhõm vung tay lên lạnh nhạt nói ngày thứ nhất trị liệu cũng chỉ có thể làm cho nàng thức tỉnh, ngày hôm nay ta sẽ chuẩn bị một ít dược liệu độc môn, giúp nàng khôi phục nguyên khí. Sau khi chuẩn bị xong ta sẽ phái người đưa tới. Vâng, Lăng Thiên Vũ vội vàng gật đầu. Ừm, Trương Huyền cũng không tiếp tục nói nữa. Vậy chúng ta không quấy giày dương sư nữa. Nói xong hắn ra hiệu cho thuộc hạ một lần nữa nâng thê tử lên, định rời đi. Thiên Vũ, hai tên thuộc hạ còn chưa tới trước mặt thì nữ tử trên băng ca đã lên tiếng thân thể loáng một cái đã chậm rãi đứng lên thân thể nàng còn yếu nhanh nằm xuống thấy nàng đứng dậy lang thiên vũ vội vàng đi tới không cần nằm nửa năm thiếp cảm thấy thân thể tê cứng cho nên thiếp muốn đứng dậy đi lại một chút ngọc nhu được đối phương nâng đỡ tuy rằng thân thể còn có chút suy yếu thế nhưng muốn đi bộ cũng đã không thành vấn đề chính là vị dương sư này xuất thủ cứu nàng Lăng Thiên Vũ vội vã giới thiệu. "Dương sư, danh sư." Con người Ngọc Nhu co rụt lại, vội vàng quỳ gối xuống. Ngọc Nhu đa tạ ân cứu mạng của Dương sư. Chỉ là nhấc tay mà thôi, nhấc tay mà thôi." Trương Huyền âm thầm đau lòng, trên mặt lại ra vẻ không để ý lắm. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, mấy người Lăng Thiên Vũ lại càng thêm khâm phục. Đây mới đích thực là danh sư. Giải quyết được vấn đề lớn như vậy mà lại không khoe khoang công lao khiến người ta khâm phục bội phần. Nực cười mới vừa rồi còn hiểu lầm đối phương, thực sự là lấy tâm tiểu nhân chi đo lòng quân tử. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ được giải quyết vấn đề xong mang theo thê tử rời khỏi đình viện. Mà Tôn Cường cũng thức thời, vội vàng cầm kim phiếu trong tay đưa cho hắn. Trương Huyền tùy tiện nhìn một chút, âm thầm thán phục. 10 tấm 10 vạn, cộng lại đã là 100 vạn. Không biết Dương Mặc phải lừa bao lâu mới lừa gạt được nhiều tiền như vậy, danh sư chỉ xem bệnh một cái đã được nhiều tiền như thế. Ngẫm lại quả thực rất khủng bố. Chỉ là, sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền vẫn cảm thấy đau đầu như cũ. Một trăm vạn xem ra thì rất nhiều, trên thực tế đối với tình hình trước mắt của hắn mà nói. Vẫn như muối bỏ biển. Vốn hắn còn muốn kéo dài thêm mấy ngày, kiếm thêm một chút tiền, kết quả. Người ta không những đã tỉnh táo, mà còn đứng đứng dậy đi ra ngoài, nếu như lại liều mạng kéo dài thời gian cũng không được tốt lắm bệnh của thê tử lăng đại nhân là bệnh khó xử lý nhất trong toàn bộ thiên huyền thành lão gia trị bệnh một lần không chỉ khiến cho phu nhân tỉnh táo mà còn có thể trực tiếp đi bộ quả thực quá lợi hại tôn cường hưng phấn lên tiếng vẻ sùng bái lộ rõ trên mặt không nghe lời này còn tốt vừa nghe xong trương huyền càng thêm phiền muộn thật vất vả mới bắt được phú hào ức vạn kết quả bởi vì không biết hiệu quả sau khi trị liệu mà không mạnh mẽ vơ vét ngẫm lại cũng đủ bi thương thôi đi làm như nào tính bấy nhiêu vậy nếu không thể kéo dài vậy thì mau mau chữa khỏi trương huyền đưa cho tôn cường một tấm kim phiếu lại đưa một tờ giấy để hắn đi mua một chút dược liệu mặc dù là luyện đan sư chính thức lại là thông qua luận đan để tấn cấp không luyện chế đan dược được thế nhưng nếu muốn điều chế một ít thuốc bột vẫn rất đơn giản những thuốc bột này coi như dược liệu quý giá giá sẽ cao đấy mà đối phương chỉ lo bản thân hắn tức giận cũng sẽ không tìm người để kiểm nghiệm. Ông chủ, mang tới đây một bình trà. Đứng ở trước mặt quán trà, Đỗ Viễn tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, tiện tay ném ra một đồng tiền vàng. Có ngay đây, ông chủ quán trà này là một lão đầu hơn 50 tuổi, miệng cười khanh khách bưng ra một bình trà, đi tới trước mặt hắn. Ông chủ, ta hỏi ngươi một chuyện. Thấy thương hàng này vừa vặn đối diện với phủ đệ, Đỗ Viễn không nhịn được mở miệng hỏi khách quan muốn hỏi gì cứ việc nói nhìn thấy đồng tiền vàng hai mắt ông chủ nhất thời sáng lên ta muốn hỏi một chút về đình viện phía đối diện đỗ Đố viễn chỉ về phía đối diện đang muốn nói tiếp thì đột nhiên đã nhìn thấy cửa lớn đình viện phía đối diện lại mở ra sao vậy sao tôn cường lại đi ra sao còn tưởng rằng tôn cường đi ra ngoài làm việc thì tiếp theo đã nhìn thấy lăng thiên vũ đang đỡ một bóng người chậm rãi bước ra ngoài đây là thê tử của lăng thiên vũ toàn thân đố viễn chấn động suýt chút nữa đã bị hù chết thê tử lăng thiên vũ hắn từng gặp mặt một hai lần vừa nãy bị bệnh nặng tới mức nằm trên cáng khiêng vào trong mà lúc này mới qua bao lâu cơ chứ đã đi ra ngoài rồi có cần khuếch đại như vậy hay không ta không nhìn nhầm đó chứ nếu không phải đã sớm biết thê tử của lăng thiên vũ bị bệnh nặng hắn cũng sẽ tưởng rằng có phải đối phương đang diễn trò hay không trời ạ à đây chính là chứng bệnh mà ngay cả nguyên ngữ đại sư cũng không giải quyết được, đi vào không tới 10 phút. Đã tự đi bộ ra. Đỗ Viễn cảm thấy có phải hai mắt của mình đã mù lòa rồi hay không? chương 140, tin tức truyền ra. Thiên Huyền Thành, ở một chỗ sâu trong phủ đệ của Đỗ Gia. Bên cạnh một cái ao yên tĩnh, một người trung niên đang bưng trà lạnh từ trong một căn phòng nhỏ đi ra ngoài. Mỗi ngày, buổi trưa khi ăn cơm xong, hắn đều có một thói quen, đó là uống trà lạnh. Khoảng thời gian này là lúc tâm tình của hắn thả lỏng nhất, mà từ lâu, hắn cũng đã hạ lệnh bất kể là ai cũng không thể quấy nhiễu, dù cho là nhi tử ruột của hắn cũng không cho phép tới đây. Hắn đã từng là thiên tài trói mắt của Đỗ Gia Thiên Huyền, là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho chức gia chủ, mà hiện tại chỉ là một vị trưởng lão phổ thông. Đỗ Mạc Hiên, phụ thân của Đỗ Viễn. Cho dù bị bệnh, tu vi giảm mạnh, bị chi nhánh khác chèn ép rất mạnh, Thế nhưng hổ chết huy không mất, chuyện mà hắn dặn dò vẫn không có ai dám bằng mặt không bằng lòng. Trong khoảng thời gian này, quả thực cũng không có ai dám tới đây quấy rầy hắn. Bây giờ ta còn có thể khống chế một chút chuyện, một khi chết, nhất định chi mạch này sẽ bị trục xuất. Nếu thực sự không được, trước hết cứ để cho Viễn Nhi rời khỏi gia tộc, tránh cho đến lúc đó lại bị liên lụy. Tựa lưng ở trên ghế nằm, hai mắt hắn hơi nhắm lại. Bây giờ hắn đứng lên nói chuyện còn có người nghe, đó là bởi vì đối phương cảm thấy hắn đã không còn tư cách cạnh tranh, cho nên mới cho hắn chút mặt mũi. Một khi hắn chết, hoặc là lão gia tử bên trên thoái vị, như vậy nhất định chi mạch bọn họ sẽ không thể kiên trì được nữa mà sụp đổ. Gia tộc lớn như vậy, người ngoài thấy phong quang vô hạn. Thế nhưng trên thực tế lại đấu đá lẫn nhau, không thua gì cung đấu, chỉ cần hơi bất cần một chút là có thể có thể thân tử đạo vẫn, vạn kiếp bất phục. Phụ thân, phụ thân tâm tình vừa mới lắng xuống, suy nghĩ chuyện sau này thì đã có một thanh âm lo lắng vang lên, đã thấy nhi tử quần là áo lượt của mình mang theo vẻ mặt sốt ruột vào tới, giữa hai lông mày khó có thể che giấu được sự kích động trong lòng. Không phải ta đã nói trong khoảng thời gian này, không nên tới quấy giày ta hay sao? Đỗ Mạc Hiên sầm mặt lại, hỏi. Phụ thân, Đỗ Viễn sững sờ, lúc này hắn mới nhớ tới, đây là thời khắc phụ thân của hắn nghỉ ngơi. Đi ra ngoài đi. Vâng thấy phụ thân nổi giận vốn đỗ viễn có lời muốn nói thế nhưng lại nghẹn trong miệng xoay người đi ra ngoài khoan đã sốt ruột tìm ta như thế có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không uống một gấp trà lạnh lửa giận trong lòng đỗ mạc hiên cũng tiêu tan hắn nằm trên ghế hai mắt nửa mở nửa khép vâng là vương thành có một vị danh sư vừa tới vừa ra tay đã trị hết bệnh cho thê tử của lăng thiên vũ con thấy chẳng phải phụ thân từng bị tổn thương hay sao hay là đi tìm hắn một chút thử xem sao cúi đầu nói ra tin tức mà mình mới vừa biết được nói còn chưa dứt lời thì đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng vừa mới ngẩng đầu suýt chút nữa hắn đã ngã xuống đất chỉ thấy phụ thân vừa nãy còn đang nằm trên ghế chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn hai mắt trợn lên giống như chuông đồng toàn thân liên tục run rẩy trà lạnh trong tay đổ xuống mà phụ thân hắn còn chưa phát hiện ra phụ thân hắn không nhịn được nhìn sang phụ thân cái gì, người vừa mới nói cái gì, trong vương thành ta có một vị danh sư vừa đến. Nắm bờ vai của hắn, lúc này Đỗ Mạc Hiên nào còn có dáng vẻ bình tĩnh như vừa rồi nữa. Con đã tận mắt nhìn thấy, chính xác trăm phần trăm. Đỗ Viễn liền vội vàng nói ra tin tức mà mình biết được trước đó. Chuyện của phụ thân, kỳ thực hắn biết, bởi vì bệnh nặng, kinh mạch bế tắc cho nên mỗi khi đến buổi trưa chân khí đều tán loạn không khống chế được, xuất hiện đủ loại tình huống sợ bị người ta phát hiện ra cho nên lúc này mới nói có thói quen uống trà thanh tính trên thực tế là để che giấu phụ thân người danh sư này lợi hại như thế chỉ bằng chúng ta nhanh chân đến xem nghe thấy vậy đỗ viễn không nhịn được nói một câu còn chưa nói hết lời thì đã thấy phụ thân luôn luôn bình tĩnh không gì sánh được của hắn đã đứng ở phía trước cách đó mười mấy thước vừa đi vừa la lên còn trần trừ cái gì nữa động tác nhanh lên một chút nhanh đi bái kiến vị danh sư kia. Phải mất một thời gian đỗ viễn mới phản ứng lại được. Phụ thân, giày của người. Vừa nãy phụ thân tuổi giày ra ngồi ở trên ghế nằm, hiện tại cũng không đi vào, y phục cũng không xếp. Mà đã xoay người rời đi, phải biết rằng phụ thân hắn là người cẩn thận, không thích người khác lôi thôi lách thích. Ồ, nghe thấy nhi tử nói mình không sỏ giày, lúc này đỗ mạc hiên mới phản ứng lại, vội vàng sỏ vào, nhanh chân đi ra ngoài lúc đi thẳng ra sân chợt nhớ tới cái gì đó mà đột nhiên xoay người. Đúng rồi, vị danh sư đại nhân mà ngươi vừa vừa nói đang ở chỗ nào? Đỗ Viễn. Ngươi nói cái gì, trong vương thành có một vị danh sư đến, gần 10 phút đã chữa khỏi chứng bệnh của thê tử lăng thiên vũ sao? Sao có thể có chuyện đó? Đây tuyệt đối là tin tức giả, bệnh của nàng, ngay cả nguyên ngữ đại sư xem cũng không biết coi như danh sư lợi hại tới mấy thì y thuật cũng chưa chắc đã mạnh hơn so với hắn được. Ta cũng cảm thấy là tin đồn bậy, chuyện như vậy e rằng cũng chỉ có thể ở trong tưởng tượng mà thôi. Nghe nói người này tên là Dương Huyền, trong chín đại vương quốc chung quanh Thiên Huyền quốc, danh sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ta lại chưa từng nghe qua cái tên này. Có lẽ là một y sư lợi hại, cho nên lúc này mọi người mới truyền tin thất thiệt ra. Nếu như thực sự là danh sư, Ta không tin Trầm Truy Bệ Hạ không biết. Đối với danh sư, so với chúng ta Trầm Truy Bệ Hạ còn chờ đợi hơn nhiều. Nghe nói đã đi ra ngoài mời nhiều lần, làm sao có khả năng trong vương thành xuất hiện một người mà Bệ Hạ cũng không biết cơ chứ? Mặc kệ có phải là thật hay không, phái mấy người đi qua đó tra xét, chẳng phải sẽ biết được hay sao? Cùng một cảnh tượng xuất hiện ở trong vô số gia tộc lớn, thế lực lớn. Lăng Thiên Vũ ở trong toàn bộ Thiên Huyền thành cũng được coi là có máu mặt đột nhiên đứng một đêm ở bên ngoài một đình viện, làm sao không khiến cho người ta nghi hoặc được chứ. Vừa điều tra, nghe nói có liên quan tới danh sư, tin tức lập tức chuyển bá ra ngoài. Chỉ là, không có ai đi tin tưởng. Danh sư nhất tinh kém cỏi nhất cũng có được đãi ngộ quốc sĩ của vương quốc, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện ở trong một cái phủ đệ nho nhỏ, không hề có một chút tin tức nào cơ chứ. Bên ngoài cái vã không ngớt, mà người có liên quan như Trương Huyền, giờ khắc này đang nhìn tôn cường trước mắt, hai hàng lông mày nhíu lại. Không đúng, vì sao sờ vào hắn lại không xuất hiện. Lăng thiên vũ đi rồi, nhớ tới việc chạm vào bệnh nhân, thư viện lập tức xuất hiện thư tịch, hắn không nhịn được thử nghiệm một phen. Kết quả, gần như đã sờ toàn thân tôn cường mà vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Tiểu cường, ngươi nằm xuống. Trương Huyền khó hiểu. Nằm xuống. Tôn Cường khóe miệng co giật, vẻ mặt muốn khóc. Theo lý thuyết, bất luận lão gia muốn hắn làm gì, hắn cứ toàn lực phối hợp là được, thế nhưng vừa nãy đối phương đã sờ loạn ở trên người hắn, khiến hắn sắp phát điên. Trước đó hắn nghe nói muốn sờ lão bà của Lăng Thiên Vũ, còn tưởng rằng đối phương có ham mê đặc thù, cuối cùng hắn đã rõ, cho nên cũng thả lỏng hơn không ít. Kết quả náo loạn nửa ngày, ham mê của đối phương không phải nữ nhân mà là nam nhân. Thậm chí, có tin không, sờ còn chưa đủ nhất định phải bảo bản thân hắn nằm xuống. Giới tính của ta rõ ràng không chút tỉ vết, thân thể thuần khiết của ta. Lão ra, nhanh nằm xuống. Trương Huyền hơi nhướng mày, ta bảo ngươi nằm xuống cũng không phải đi chết, bối rối làm gì. Vâng, trong mắt xuất hiện nước mắt, Tôn Cường nằm trên đất, chờ đợi lão ra trà đạp. Chỉ là, lão ra lại giống như vừa nãy, tay sờ tay và người của hắn, thanh âm mang theo vẻ nghi ngờ vang lên. Không đúng, làm sao vẫn không có phản ứng phản ứng lão gia ngươi ngươi muốn phản ứng gì chứ tôn cường run cầm cập sơ loạn trên người mình chẳng lẽ muốn làm cho mình có phản ứng náo loạn nửa ngày hóa ra lão gia là thụ nghĩ tới đây hắn không khỏi cảm thấy dùng mình không phản ứng gì a à, đúng rồi trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ dường như lão gia nghĩ đến cái gì đó tay vỗ chán một cái cúi đầu nhìn xuống hắn Tiểu Cường, người đừng nhúc nhích, ta đánh bất tỉnh ngươi thử xem. Đầu Tôn Cường tràn ngập cảm giác mơ hồ. Rốt cuộc tình huống là gì đây chứ? Lão ra, người muốn làm gì? Lẽ nào, tiểu nhân còn tỉnh người bất tiện sao? Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 140.